Đến nỗi thần thức Dương Nghị Vân không ở dám dùng, hắn có thể sử dụng thần thức phát hiện những người khác, đồng thời cũng đã bị những người khác phát hiện. Hiện tại còn không biết ngũ hành gia tộc những người đó ở địa phương nào, nhưng đừng đến lúc đó bị âm mới hảo. Một tháng sau, bọn họ rốt cuộc đi ra núi lớn. Lại là thấy được bất đồng cảnh tượng xuất hiện. Đi ra núi lớn sau, Dương Nghị Vân trong tầm mắt thấy được mây mù lượn lờ cảnh tượng. Thật xa nhìn lại, xa xôi nơi mây mù thâm ra cư nhiên có dáng màu lấp lánh thần quang xuất hiện. Này cùng chúng thần vực thế giới không quá giống nhau, ngược lại như là mỗ một cái bí cảnh thần mà giống nhau. Nhưng là ngay sau đó Dương Nghị Vân liền nghĩ tới, nơi này khả năng chính là thần nông Càng Minh nhắc tới quá cổ di tích nơi đi. Dựa theo thần nông Càng Minh cách nói, toàn bộ chúng thần vực thế giới, chân chính trung tâm chính là trung tâm nơi, nói cách khác, trung tâm nơi cũng là cơ duyên lớn nhất nơi, trong truyền thuyết Tu La Vương cùng Thánh Đạo Đại Năng chiến trường liền ở chỗ này, song song đồng quy vu tận nơi đây. Như thế, nơi này nói cách khác, táng thân này một tôn Tu La Vương cùng Đại Thánh người. Đến nỗi hai người là cái gì cấp bậc, nghĩ đến đều là cực cao tồn tại, không thể nào suy đoán dựng lên. Tu La nhất tộc cũng là cấp bậc nghiêm ngặt, như vậy Tu La Vương là cái gì cấp bậc tồn tại, không có người biết. Thánh đạo đại thánh người đâu? Cũng là như thế. Mà trung tâm nơi, chỉ có Tu La Vương cùng thánh đạo đại năng sao? Dương Nghị Vân nghĩ đến sợ là không thấy được. Đương nhiên nơi này là cao giai chiến trường, nhưng đồng thời cũng là cổ di tích. Đến nỗi nơi này cổ di tích có bao nhiêu đại? Không có người biết. Chỉ là dựa theo thần nông Càng Minh nói, thần giới lịch đại hợp đạo cường giả tất tới nơi này, nhìn trộm siêu nhiên siêu thoát thánh đạo phương pháp. Nhưng là cận đại cơ hồ không có người thành thánh. Cận đại không có không đại biểu trước kia không có. Lịch đại vô số cường giả đều đem nơi này coi là siêu thoát lối tắt nơi, đương nhiên nơi này cũng là vô số cường giả nơi táng thân. Nhưng mặc dù là như thế, như cũ vẫn là một vụ hướng bên trong toàn. Đối với thiên đạo quy tắc cấp bậc tới nói, ai không khát vọng bước vào hợp đạo. Bởi vì chỉ có bước vào hợp đạo mới có tư cách hợp đạo về một, nhìn trộm siêu thoát thánh đạo. Cùng theo lý nói trình tự đạt mạo hiểm tiến vào trung tâm nơi, chính là vì nhìn trộm thánh đạo bí mật. Tam giới ngũ hành, chỉ có thánh đạo là siêu thoát ở ngoài. Chân chính bất diệt bất tử vĩnh hằng tồn tại. Đại kiếp nạn dưới siêu thoát thánh đạo nhưng sống. Dương Nghị Vân tới đây cũng không ngoại lệ, bản chất chính là vì biến cường mà đến. Đương nhiên hắn còn ở tìm thỏ ra cùng tiểu phượng hoàng các nàng. Hiện giờ hắn tuy nói đã bước vào hợp đạo trình tự, nhưng cũng chỉ là hợp đạo một tầng mà thôi. Với hắn mà nói còn xa xa không đủ. Bởi vì hắn địch nhân đã là hợp đạo hậu kỳ cường giả. Đế tôn chính là hợp đạo bốn tầng tồn tại, từ năm đó hắn bước vào thần giới bắt đầu. Liền từ Phục Hy Thần Hoàng trong miệng biết đế tôn là hợp đạo 4 tầng, ở đánh sâu vào hợp đạo 5 tầng, hợp đạo 5 tầng cũng chính là hợp đạo về một chi cảnh giới, có thể nói đó chính là thánh đạo dưới người mạnh nhất. Thánh đạo siêu thoát, nhảy ra tam giới ngũ hành ở ngoài, hợp đạo 5 tầng vì về một, liền có thể nói là thần giới đệ nhất, tam giới đệ nhất, đương nhiên đến có một cái dưới khái quát. Thánh đạo xa xôi mờ ảo, hòa hợp nói trình tự là thật thật tại tại tồn tại. Nghe tới hợp đạo trình tự chi có 5 tầng, tựa hồ rất ít, nhưng Dương Nghị Vân biết, này 5 tầng mỗi một tầng tăng lên tiến hóa, trong đó khó khăn to lớn, đó là không thể tưởng tượng. Đế tôn hợp đạo 4 trọng đánh sâu vào 5 tầng về 1, đều vô số 5, còn không có thành công, đủ để thuyết minh hợp đạo trình tự tu luyện khó khăn. Mà hắn hiện tại cũng chỉ là vừa mới bước vào hợp đạo mà thôi. Hắn biết chính mình khoảng cách địch nhân chênh lệch như cũ rất lớn, còn nếu không đoạn biến cường đại mới là... Chúng thần vực trung tâm thế giới, đó là hắn hy vọng nơi. Bởi vì nơi này là Tu La Vương cùng thánh đạo đại năng giả chiến đấu ngã xuống địa phương, càng là thánh đạo cổ di tích nơi. Nơi này chẳng sợ đạt được một giọt thánh đạo máu, cũng có khả năng làm thực lực tăng lên mấy lần, thậm chí là tu vi cảnh giới đột phá. Điểm này Mai Tỷ chính là sống sờ sờ liệt tử. Dựa theo Mai Tỷ lời nói, nàng mang theo 9 đại chân long ở biển máu nơi. Có thể có hiện tại tu vi kỳ thật chính là bởi vì nhất định thánh đạo máu. Gần là một giọt thánh đạo máu, khiến cho Mai Tỷ thành tựu hợp đạo, làm thủ hạ 9 đại chân long các đạt tới thiên đạo quy tắc 5 trọng đỉnh. Đây là kiểu gì uy năng? Dương Nghị Vân đều không thể tưởng tượng. Thánh đạo đây là một cái cảnh giới khái niệm, ở hắn nghĩ đến tất nhiên cũng là phân trình tự cao thấp. Mai Tỷ các nàng ở biển máu trong vòng hấp thu thánh đạo máu. Có lẽ chỉ là một tôn cấp thấp thánh đạo cường giả một giọt tinh huyết mà thôi, mà hiện tại bọn họ nơi trung tâm nơi,
lại là nghe đồn chính là Tu La Vương cùng Thánh Đạo Đại Năng chém giết ngã xuống nơi. Có thể tưởng tượng ở chỗ này nếu là được đến nhỏ tí tẹo Thánh Đạo Chí Bảo cũng hoặc Tu La Vương trên người thứ gì, đều đem sẽ là vô pháp đánh giá trọng bảo. Đương nhiên bất luận cái gì thời điểm, đều là phúc họa tương y, đây là vạn sự vạn vật quy luật. Có đại cơ duyên tất nhiên liền cùng với đại nguy hiểm. Muốn đạt được nơi này bảo vật, tất nhiên gian nan vô cùng, muốn so bất luận cái gì địa phương đều nguy hiểm vạn phần. Khá vậy đúng là như vậy, cũng thuyết minh nơi này hết thảy đều là có ở nào đó công bằng tồn tại, liền khai ai có thủ đoạn, ai khí vận hảo. Thành tắc một bước lên trời, bại tắc hồi phi yên diệt. Này thực công bằng. Trừ cái này ra, nơi này cổ di tích chung, tất nhiên còn có rất nhiều thượng cổ chí bảo từ từ tồn tại, đối với bọn họ tới nói, nhưng đều là chí bảo, tu vi tăng lên cùng thực lực tăng trưởng đều đem ở chỗ này bày ra. Bất luận kẻ nào vào được đều có cơ hội, khá vậy cùng với vô cùng thật lớn nguy hiểm. Nhưng là nếu tới, đối với Dương Nghị Vân tới nói, đó là nhất định phải đi vào đi xông vào một lần nhìn một cái. Hắn nói qua chờ hắn từ nơi này sau khi ra ngoài, đó là cùng 33 thiên điện đế tôn quyết chiến thời điểm, nếu là tu vi không đề cập tới lên tới ít nhất hợp đạo 4 trọng nông nỗi, hắn như thế nào với đế tôn một trận chiến. Cho nên nói, hắn muốn ở chỗ này đánh bạc mệnh đi, đi tìm hết thảy có thể làm chính mình tăng lên tu vi cơ duyên. Hắn càng không nghĩ luôn là bị Huyết Anh ở thời điểm mấu chốt cứu mạng, lại nói tiếp hắn mới là sư phụ, Huyết Anh chỉ là cái trẻ con mà thôi, nhưng đã 2 lần bị Huyết Anh cấp cứu. Thậm chí Mai Tỷ đều trở thành hắn dựa vào. Cái này làm cho Dương Mẫu Nhân trong lòng thực hụt hẫng. Hắn đường đường vân môn thần cảnh chi chủ, lại là muốn dựa nữ nhân cùng trẻ con tới bảo hộ, đây là trong xương cốt tràn ngập đại nam tử chủ nghĩa Dương Mẫu Nhân không thể tiếp thu. Chủ nhân chẳng lẽ phía trước chính là thần nông Càng Minh giảng quá cổ di tích nơi. Đoạn Thân mới vừa tiến lên mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, mây mù chỗ sâu trong thất thải hà quang thoáng hiện. Nơi này cũng không có nùng liệt huyết phụ tồn tại, cùng địa phương khác hoàn toàn không giống nhau, ngược lại như là nào đó thần cảnh nơi, hẳn là được. Ta đã từng nghe Thiên Thánh Điện Đại Pháp Tôn nói lên quá một câu nơi này, cái này cổ di tích thật là thượng cổ thần cảnh, tên là, Chúng Thần Điện. Lúc này xác thật Thuần Dương Kim Cương mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân nhìn về phía Thuần Dương Kim Cương, có chút kinh ngạc, này đối vợ chồng rất ít chủ động mở miệng nói chuyện. Thậm chí còn Dương Nghị Vân biết bọn họ vợ chồng trong lòng đối chính mình vẫn luôn là có chút không phục oán niệm tồn tại. Đương nhiên từ lần trước gõ lúc sau, oán niệm liền không có, nhưng âm Dương Kim Cương vợ chồng càng thêm rất ít mở miệng nói chuyện. Cơ hồ là không hỏi không há mồm cái loại này. Lúc này một mở miệng, lại là trọng đại tin tức a. Phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Thuần Dương Kim Cương còn nghe nói qua, nói ra tên tới. Cổ thần cảnh Chúng Thần Điện. Ngẫm lại cùng Chúng Thần Vực thế giới tên đảo cũng tương xứng. Hắn nhìn về phía Thuần Dương Kim Cương nói, như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá. Lời này liền có điểm trách cứ ý tứ, đại gia tiến vào Chúng Thần Vực thời điểm nhưng đều là nguy hiểm vạn phần, ngươi cư nhiên biết tình huống nơi này xác thật gạt không nói, giáp tâm bất lương sao. Thuần Dương Kim Cương nghe Dương Nghị Vân như vậy vừa hỏi, nháy mắt phản ứng lại đây Dương Mẫu Nhân không vui, vội vàng cười khổ trả lời nói. Chủ nhân ta cũng là thấy được trước mắt mênh mang biển mây dáng màu vạn trượng cảnh tượng sau mới nhớ tới chuyện này tới. Rất nhiều năm trước sự, năm đó Thiên Thánh Điện Đại Pháp Tôn đi theo đế tôn tiến vào quá Chúng Thần Vực, trở về lúc sau hắn mới bước vào hợp đạo, chuyện này nhắc tới thời điểm Đại Pháp Tôn mới nói để qua một miệng, nói là hắn có thể bước vào hợp đạo chi cảnh, là ở Chúng Thần Vực trung tâm cổ thần cảnh Chúng Thần Điện được đến cơ duyên. Dương Nghị Vân gật gật đầu, lúc này mới không có ở trách cứ Thuần Dương Kim Cương. Ý bảo hắn tiếp tục nói. Thuần Dương Kim Cương mở miệng nói, kỳ thật Đại Pháp Tôn cũng không giảng thuật nhiều ít, chỉ là nói tiến vào biển mây chỗ sâu trong đến Chúng Thần Sơn, đó là Chúng Thần Điện, tới nơi nào lúc sau sẽ có một khối tấm bia đá, mặt trên có giới thiệu Chúng Thần Điện tình huống, đến nỗi mặt trên là cái gì, bọn họ ra tới người đều là nói năng thận trọng, không dám nói hoặc là nói không nên lời một cái nguyên cớ tới. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, thôi, dù sao chúng ta đều tới. Vào xem liền biết, bất quá nơi này chung quy không phải địa phương khác, được xưng hợp đạo mới nhưng nhập nơi, các người bốn cái muốn vạn phần tiểu tâm mới là, gặp phải chuyện gì, không thể lỗ mãng, có thể có cơ duyên đó là tốt nhất, nếu là không có, coi như là một lần rèn luyện, đi sáng sớm cũng là đối tu luyện có chỗ lợi. Ta chờ cần tuân chủ nhân dạy bảo. Đi thôi, vào xem. Dương Nghị Vân đối Mai Tỷ gật đầu,
hai người đi đầu bước vào biển mây trong vòng. Mênh mang biển mây vừa nhìn vô tận, thử xem Thượng Dương Nghị Vân thử qua nơi này thần thức đều không dùng được, chẳng sợ hắn hiện tại là hợp đạo trình tự thần thức cũng không dùng được. Bất quá có chỗ tốt là, nơi này mây mù không có giống là địa phương khác huyết vụ như vậy kề sát trên mặt đất mà là cách mặt đất mấy chục mét độ cao, như thế bọn họ đôi mắt sở xem nơi đến lúc đó bình thường rất nhiều, có thể nhìn đến trăm mét ở ngoài. Này đã phi thường không tồi. Phía sau mênh mang đại thần giống như là một tòa tường thành giống nhau đứng dậy, mà biển mây trong vòng nhưng thật ra đất bằng. Xa xôi ở ngoài là dáng màu vạn trượng. Nơi nào hẳn là chính là Thuần Dương Kim Cương lời nói chúng thần sơn, trên núi chính là một tảng lớn cung điện chúng thần điện nơi. Khi bọn hắn bước vào biển mây thời điểm, đi rồi một đoạn đường sau, lại là phát hiện có điểm không quá thích hợp. Mai tỷ mở miệng nói, quá mức yên tĩnh. Dương Nghị Vân cũng phát hiện điểm này, vẫn là bốn phía, một gốc cây thảo đều không có. Đích xác có điểm không bình thường. Nơi này bản thân chính là đặc thù khu vực, khả năng chính là như thế đi. Mai tỷ nói, nhiều tiểu tâm một chút đi, ta đánh giá nơi này không đơn giản chỉ có chúng ta. Dương Nghị Vân nói, lúc này Huyết Anh đột nhiên mở miệng nói, ba ba, có người. Dương Nghị Vân theo Huyết Anh tay nhỏ nhìn lại, cái gì cũng chưa nhìn đến, hắn nhìn về phía Mai tỷ, Mai tỷ cũng tỏ vẻ cái gì đều không có nhìn đến. Nói nhi có phải hay không ở rất xa địa phương? Dương Nghị Vân mở miệng hỏi Huyết Anh. Ân, có một ngọn núi, trên núi có rất nhiều người. Huyết Anh nghiêm túc nói. Lúc này Dương Nghị Vân cùng Mai tỷ đều là sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, Huyết Anh theo như lời khả năng chính là Thuần Dương Kim Cương phía trước nói chúng thần sơn đi. Có rất nhiều người, này thuyết minh, trừ bỏ bọn họ đích xác có rất nhiều xuất hiện ở trung tâm nơi, dựng lên thẳng tới chúng thần sơn, mọi người đều là tới đâm đại vận tầm bảo đi. Bọn họ cái gì đều nhìn không tới, nhưng Huyết Anh lại là thấy được, không chỉ có thấy được sơn, còn nói trên núi có rất nhiều người. Nói như thế minh, Huyết Anh ở chỗ này đặc thù. Lại nói tiếp bản thân Huyết Anh chính là chúng thần vực thế giới dựng dục mà ra sinh linh, có thể nhìn đến sơn cùng người đảo cũng bình thường. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói, có Huyết Anh ở có lẽ ở chỗ này hắn sẽ chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Đương nhiên đến lúc đó cũng sẽ bởi vì Huyết Anh tồn tại mà không thiếu được phiền toái. Điểm này hắn trong lòng đã có chuẩn bị. Mặc kệ nói như thế nào, đều phải ôm lấy Huyết Anh. Có lẽ Huyết Anh căn bản là không cần hắn bảo hộ, trái lại phải bảo vệ bọn họ đâu. Đối với Huyết Anh cái này quan môn đệ tử, kỳ thật Dương Nghị Vân đến nay đều nhìn không thấu chút nào. Mặc kệ là phía trước vẫn là ở hắn tu vi bước vào hợp đạo lúc sau, đi xem Huyết Anh thời điểm, Huyết Anh trong cơ thể luôn là có một cổ lực lượng ngăn trở, vô pháp xem xét. Bất quá tiểu gia hỏa mãi cho đến hiện tại đều là nghe hắn nói, hắn cũng vẫn luôn tự cấp Huyết Anh giáo huấn thiện lương, trừ bỏ Mai tỷ ở ngoài, Huyết Anh đến nay cũng không cho bất luận kẻ nào chạm vào, vẫn là thích gắt gao ôm cổ hắn. Mặc kệ tương lai thế nào, ít nhất hiện tại xem ra, Huyết Anh chính là thiện lương. Là có thể dẫn đường đi lên chính đạo. Nói nhi nếu là có người tới gần chúng ta thời điểm, nhất định phải nói cho ba ba biết sao. Dương Nghị Vân đối với Huyết Anh dặn dò. Nếu hắn cùng Mai tỷ nhìn không tới, vậy trông cậy vào Huyết Anh báo động trước. Nói nhi đã biết, Huyết Anh nói chuyện nãi thần nãi khí, lại là thực đáng yêu. Một bên nói chuyện, một bên tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nguyên bản cho rằng ở vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn đến dáng màu cảnh tượng cũng liền mấy ngàn mét, không phải rất xa, ai biết này vừa đi ước chừng đi rồi gần trăm dặm, như thế rốt cuộc thấy được một tòa thần quang vạn trượng núi lớn đứng dậy ở trong tầm mắt. Tường vân lượn lờ, thẳng vào phía chân trời. Từ thượng mà xuống nhìn lại đều là cung điện gác mái, chỉ tiếc đại đa số là rách nát cảnh tượng, vừa thấy chính là lọt vào quá chiến hỏa bộ dáng. Nhưng là như cũ thần quang lập lòe, tường vân lượn lờ. Chính như Thuần Dương Kim Cương lời nói, bọn họ ở dưới chân núi thấy được một khối thật lớn tấm bia đá. Lại là một tôn bạch ngọc long quy trở thật lớn bạch ngọc bia. Mặt trên rậm rạp viết cổ xưa khắc văn. Dương Nghị Vân là chưa thấy qua bực này cổ thần văn tự, nhưng là đương xem qua đi thời điểm, lại là minh bạch kể trên ghi lại nội dung. Thật là đầu tiên xuất hiện là chúng thần điện ba chữ. Lúc sau là lai lịch. Kể trên ghi lại. Chúng thần điện nãi khai thiên thời đại thiên đế sở cư chi thần cảnh, nhưng nhập 3.000 cổ thần với trong đó, tu la xâm lấn thần giới, nghe thiên đế đuổi chúng thần sơn chinh chiến. Từ nay về sau thiên đế cùng tu la vương đồng quy vu tận, chúng thần điện hủy diệt, lưu tại thần giới hình thành chúng thần vực.
Sau khi xem xong đoạn thân mới vừa nhìn không được nói như thế tới, ngọn núi này kỳ thật chính là một kiện thần khí, đáng tiếc hủy hoại ai. Đào cũng không thể như vậy nói, chúng thần điện được xưng 3.000 cổ thần sở cư, nghĩ đến ở khai thiên thời đại mỗi một chỗ đều có bất phàm, nếu là có thể có một vài cơ duyên, chúng ta liền chuyến đi này không tệ. Thuần Dương Kim Cương nói. Đúng vậy, như vậy một tòa núi lớn, cung điện gác mái vô số, công pháp điển tịch thần thông bí thuật từ nghĩ đến vẫn là có thể lưu lại một vài đi, chúng ta tìm xem. Dương Nghị Vân nhìn cao vào biển mây chi chúng thần sơn nói. Đứng ở dưới chân núi thời điểm, căn bản thấy không rõ cao hơn nơi là cái gì quang cảnh. Huyết Anh phía trước nói qua, nơi này có người tồn tại, lúc này khả năng đều ở trên núi. Chỉ là này làm chúng thần sơn cũng không phải là tầm thường chi sơn, là một kiện chí bảo. Đương nhiên hiện tại là tàn phá chí bảo. Nhưng kia cũng là thiên đế chí bảo. Đến nỗi nói Ngọc Bia Trung nhắc tới thiên đế là người nào, không thể nào biết được. Chỉ biết là xuất lĩnh chúng thần cùng tu la tộc quyết chiến người. Dương Nghị Vân cũng có thể tưởng tượng đến thiên đế đó là cùng tu la vương chiến đấu người, chính là trong truyền thuyết thánh đạo đại năng giả. Thiên đế có lẽ là một cái tôn xưng, cũng có khả năng là thánh đạo chung nào đó cảnh giới. Ít nhất từ mặt bên thuyết minh, thánh đạo cấp bậc tất nhiên là có phần minh trình tự. Đối với thánh đạo Dương Nghị Vân nghe nói nhiều thậm chí còn tự mình giám đốc thánh đạo. Tỷ như lúc trước đụng tới trường thanh thánh nhân chấp niệm, lại tỷ như màu thần nương nương. Dựa theo màu thần nương nương nói, nàng đó là thật lâu trước kia thánh đạo niết bàn người, chỉ là hiện tại tu vi đại ngã một lần nữa tu luyện, một ngày nào đó nàng như cũ sẽ phản hồi thánh đạo chi cảnh. Dương Nghị Vân lúc trước hỏi qua màu thần nương nương thánh đạo là cái gì, màu thần nương nương nhưng không nói cho hắn. Chỉ là nói biết nhiều đối với ngươi không chỗ tốt, như thế Dương Nghị Vân cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc với hắn mà nói thánh đạo quá mức xa xôi. Đương nhiên hiện tại như cũ xa xôi, nhưng lại là không ngừng ở tiến giai thánh đạo. Tỷ như này tòa chúng thần sơn chúng thần điện nhưng xem như chân chính thánh đạo có quan hệ. Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, có lẽ thời gian tu đạo người trọng điểm đó là thánh đạo chi cảnh. Thánh đạo đó là siêu thoát tam giới ở ngoài. Thánh đạo cũng là cũng xưng là hỗn nguyên. Siêu thoát lúc sau đó là chân chính đại tự tại đi. Không chịu vô lượng đại kiếp nạn. Nhưng sự thật thật sự như thế sao? Dương Nghị Vân nghĩ đến sợ là cũng không thấy đến. Không mục đích bản thân lời nói, như thế nào sẽ có thánh đạo đại năng cùng tu la vương đồng quy vu tận nghe đồn đâu? Đối với thánh đạo, quá mức thần bí, có lẽ là tu luyện đỉnh, lại có lẽ chờ hắn một ngày nào đó đến thánh đạo chi cảnh sau. Sẽ phát hiện một khác phiến tân thiên địa đi. Đối ngọn núi này cùng trên núi rách nát cung điện cùng với truyền thuyết chuyện xưa Dương Nghị Vân là rất có hứng thú. Bất quá hắn cũng biết, nơi này tồn tại nguy hiểm sợ là, muốn vượt qua chính mình tưởng tượng, nhưng là nếu tới, bên kia đi lên một chuyến. Lại nói hắn hiện tại đã bước vào hợp đạo một tầng tu vi, thực lực tự nhiên không phải trước kia thiên đạo quy tắc có thể so. Nếu là ở gặp phải lúc trước cái thứ nhất tìm hắn phiền toái hư sơ, hắn sẽ khởi xướng mãnh liệt phản kích, mà không phải bị người ta phất tay chi gian liền cấp nghiền áp. Kỳ thật Dương Nghị Vân nghĩ lại một chút hắn hiện tại thực lực rất cường. Bởi vì có Mai Tỷ cùng Huyết Anh ở. Mai Tỷ chính là ngũ trảo kim long chi thân hợp đạo một tầng, thần thú chân long chi thân, tự nhiên muốn so tầm thường hợp đạo một tầng cường đại. Mà Huyết Anh liền càng khó lường, đứa nhỏ này tuy rằng còn nhỏ, nhìn đều không đến 2 tuổi bộ dáng, nhưng sở phát huy ra tới thực lực. Liền tính là lúc trước cùng hư sơ ở bên nhau tới tên kia cửu lê tộc cường giả cũng đều chạy trối chết, phải biết rằng người nọ chính là hợp đạo 2 tầng tồn tại. Kia một lần Huyết Anh chém giết 33 thiên điện thiên thánh điện đệ tam pháp tôn, bị thương nặng hư sơ cùng cửu lê tộc cường giả. Lần thứ 2 thời điểm ngũ hành gia tộc 5 đại cường giả liên thủ mà đến, điệu hổ ly sơn đem Mai Tỷ dẫn dắt rời đi, mặt khác 4 người đối phó hắn, kết quả Huyết Anh thức tỉnh, trực tiếp một kích liền nháy mắt hạ gục mạnh nhất ngũ hành chi kim cường giả. Đánh đuổi dư giả 4 người. Như thế cường đại Huyết Anh tại bên người, Dương Nghị Vân tin tưởng chuyến này chúng thần sơn, bọn họ sẽ không lại như phía trước như vậy chật vật. Lên núi. Dương Nghị Vân nhìn mây mù bao phủ, thiết lại từ biển mây trung sáng lên dáng màu núi lớn, đối với đại gia hô một tiếng. Phía trước có sơn môn. Kỳ thật chính là 2 căn thật lớn bạch ngọc cột đá, cũng không có bất luận cái gì ngăn trở tồn tại. Thực mau liền bước lên sơn môn bậc thang mà đi. Lên núi bậc thang rất dài, phóng nhãn nhìn lại thẳng vào phía trước mây mù chung, dù sao bọn họ cũng nhìn đến rất xa.
Huyết Anh cũng chưa nói cái gì. Bên kia vẫn luôn trước cường đi đến. Ước chừng hành tẩu vài trăm thước thời điểm, xuất hiện một cái phân lộ khẩu, có một khối tiểu tấm bia đá, mặt trên viết ba chữ Huyền Hoàng Cung. Dương Nghị Vân xem qua đi, cái thứ nhất cung điện xuất hiện. Khi bọn hắn đi qua đi thời điểm, lại là phát hiện là một tảng lớn cung điện đàn, nhưng đáng tiếc thoạt nhìn đều là lọt vào quá trọng đại hủy diệt, cơ hồ là một mảnh phế tích. Nhưng là chiếm địa nhìn rất lớn, liếc mắt một cái xem qua đi vài trăm thước kéo dài ở mây mù bên trong, hiển nhiên bên trong vẫn là có vật kiến trúc, bất quá bọn họ nhìn đến lại là phế tích. Phân lộ khẩu tiểu bia đá viết Huyền Hoàng Cung ba chữ, nghĩ đến là cả tòa thần trên núi rất nhiều cung điện chi nhất. Chủ lộ vẫn là kéo dài đi lên. Nếu tới liền phải nhìn xem, dù sao bọn họ là tới tầm bảo, nơi này là cổ di tích nơi, càng là chúng thần trong núi chúng thần điện, khai thiên thời đại nào đó thiên đế nơi thần cảnh bảo địa, muốn nói nơi này cái gì đều không có, đánh chết Dương Nghị Vân cũng không tin. Đối bọn họ tới nói, tới rồi này trung tâm thế giới lúc sau, bất luận cái gì địa phương kỳ thật đều giống nhau, dù sao là lần đầu tiên tới, không có người biết tình huống nơi này, đều là vì tìm người cùng tầm bảo. Nhưng bằng cơ duyên liền hảo. Mọi người đều cẩn thận một chút, chúng ta tiến vào nhìn xem Huyền Hoàng Cung. Dương Nghị Vân dặn dò một câu, cùng Mai Tỷ cùng nhau mang theo Huyết Anh đi ở phía trước, phía sau là Hùng Hoan. Đoạn Thân mới vừa ba người ở phía sau. Đi ở rách nát bất kham phế tích chung, đại gia cũng không phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, đừng nói bảo vật, chính là một gốc cây thần dược cũng chưa phát hiện. Một vòng vòng xuống dưới mấy ngàn mét phạm vi, thật là cung điện đàn, đáng tiếc không thu hoạch. Dương Nghị Vân khóc cười nói, hảo, chúng ta rời đi đi, phía trước nói nhi nói nơi này có người, nơi này cho dù có cái gì bảo vật, cũng đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Chủ nhân có thể hay không là thần giới đại đạo điện sau lưng những cái đó thế lực chung người. Đoạn Thân vừa mới nói một câu. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói, tất nhiên là bọn họ a. Phía trước Huyền cùng thần nông Càng Minh đều nói qua, quên mất sao. Ách, chúng ta đây nếu là gặp phải chẳng phải là sẽ thực phiền toái. Đoạn Thân mới vừa có chút lo lắng nói. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, dứt khoát ngồi một cây đứt gãy bạch ngọc trụ thượng. Nhìn Đoạn Thân mới vừa mấy người cười nói, phiền toái tất nhiên là sẽ có, nhưng là thật muốn đụng phải, đến lúc đó lại nói, các ngươi đều phát biểu một chút ý kiến đi. Khó được có thể tâm sự, Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng hơn nữa Hùng Hoan lời nói đều không nhiều lắm, lúc này khiến cho đại gia cùng nhau câu thông một chút, đối với kế tiếp ở chỗ này hành tẩu tất nhiên là có chỗ lợi. Bất luận cái gì sự không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn. Nhưng đừng đến lúc đó có cái gì biến cố. Bọn họ mấy cái có hại. Ai lời nói thật, Dương Nghị Vân biết trừ bỏ tính cách đơn thuần thiên chân Hùng Hoan ở ngoài, Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ba người, kỳ thật trong lòng là thực khẩn trương, hắn đem tất cả mọi người tống cổ trở về, duy độc để lại bọn họ mấy cái đi tới được xưng tu vi thấp nhất đều yêu cầu hợp đạo cấp bậc mới có thể tiến vào chúng thần vực trung tâm nơi, nếu là ba người trong lòng không có gì ý tưởng, Dương Nghị Vân là không tin. Nhưng là Đoạn Thân mới vừa ba người từ đầu đến cuối đều không có quá một cái không tự, hắn như thế nào an bài, ba người đều phục tùng. Nhưng Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, bọn họ ba người trong lòng là có điểm ý tưởng. Chỉ là ngại với hắn là chủ, bọn họ phó quan hệ, không có nói ra mà thôi. Đổi cái lập trường suy nghĩ nói, tất nhiên sẽ nói, người Dương Nghị Vân bất công. Vì cái gì? Bởi vì người sợ Huyền ngang nhau người đã chịu tổn thương. Làm cho bọn họ hồi vân môn thần cảnh đi, nhưng lại làm chúng ta bốn người đi theo tiến đến, này có phải hay không muốn cho chúng ta đương pháo hôi? Đương nhiên bốn người bên trong, Hùng Hoan là ngoại lệ, cơ hồ tất cả mọi người biết ngươi Dương Nghị Vân đối Hùng Hoan cái này Hùng Hoan ái hộ có thêm, đến lúc đó có nguy hiểm tất nhiên trước hết bảo hộ Hùng Hoan, mà chúng ta ba cái tất nhiên là muốn ở thời khắc mấu chốt trở thành ngươi pháo hôi. Đổi làm bất luận kẻ nào tất nhiên đều sẽ như vậy tưởng. Còn có cái trọng điểm nguyên nhân là hắn Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ba người, cùng Huyền ngang nhau người lai lịch xuất thân đều bất đồng, ở Dương Nghị Vân rất nhiều thiên đạo cấp bậc thủ hạ, chỉ có bọn họ ba người là xuất thân 33 thiên điện thiên thánh điện, bọn họ ba người là đế tôn dưới tòa người. Mà 33 thiên điện đế tôn cùng ngươi Dương Nghị Vân chi gian ân oán mỗi người đều biết, cho nên đem chúng ta ba cái lưu lại, cho dù là đương pháo hôi đã chết, cũng không đáng tiếc. Ở bình thường dưới tình huống tới xem, Đoạn Thân mới vừa ba người lập trường góc độ tạp như vậy tưởng một chút cũng chưa sai. Trên thực tế Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ba người trong lòng chính là như vậy tưởng,
chỉ là nhất thượng không có nói ra mà thôi. Bọn họ ba người sinh tử đều nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay, cho dù là Dương Nghị Vân làm cho bọn họ ba người đương pháo hôi, bọn họ cũng chỉ có thể làm pháo hôi. Bước vào nơi này lúc sau, ba người cũng đã làm tốt tùy thời hôi phi yên diệt chuẩn bị, không đúng, phải nói từ Dương Nghị Vân tống cổ Huyền ngang nhau người trở về, duy độc lưu lại bọn họ một khắc khởi, bọn họ liền làm tốt chuẩn bị. Chẳng qua trong lòng có chút bi thương mà thôi. Chết bọn họ không sợ, sợ chính là nếu như vậy đã chết, không cam lòng. Một đường đi tới, lòng có sở tư, đều ở trầm mặc, đến là Đoạn Thân mới vừa kỳ thật nhìn không được tiếp theo cái này khe hở muốn cùng Dương Nghị Vân trò chuyện, hoặc là nói xác minh một chút trong lòng ý tưởng, cho dù là chết, bọn họ cũng muốn chết minh bạch. Cùng Huyền ngang nhau người so sánh với, bọn họ trước sau cảm giác chính mình dung nhập không đến bọn họ vòng đi. Trên thực tế Huyền ngang nhau người cũng cố ý vô tình cùng bọn họ ba người vẫn duy trì khoảng cách. Ai làm cho bọn họ là ra tiếng đế tôn dưới tòa người đâu? Toàn bộ vân môn thần cảnh người đều biết Dương Nghị Vân địch nhân lớn nhất là đế tôn, vân môn thần cảnh lớn nhất đối địch thế lực là 33 thiên điện, nói đến cùng là bọn họ xuất thân quá mức xấu hổ. Dương Nghị Vân ngồi xuống nhìn Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng cười làm cho bọn họ phát biểu một chút chính mình cái nhìn. Kỳ thật tuyên bố ba người lưu lại kia một khắc khởi, Dương Nghị Vân liền cảm nhận được Đoạn Thân mới vừa ba người trong lòng cảm xúc dao động, hắn mơ hồ đoán được ba người tưởng cái gì. Nhưng vẫn cũng chưa nói, chưa cho bọn họ ba người nói qua, vì cái gì muốn cho bọn họ ba người lưu lại, bồi chính mình tiến vào trung tâm nơi tới. Nguyên nhân không nói cho bọn họ, cũng là muốn nhìn một chút ba người đạo tâm như thế nào. Một đường đi đến hiện tại mới xem khẩu. Dương Nghị Vân tương đối tới nói đúng ba người vẫn là vừa lòng. Lúc này rốt cuộc nhìn không được mở miệng, vừa lúc hắn liền giải quyết ba người lòng nghi ngờ, như thế đối bọn họ có tốt có xấu. Mãi cho đến hiện tại không nói cho bọn họ chính mình vì cái gì lựa chọn bọn họ lưu lại nguyên nhân, chính là bởi vì hắn có cân nhắc, muốn mài giũa một chút ba người đạo tâm, thay đổi rất nhanh dưới, nhất có đạo tâm hiểu được, này đối ba người đánh sâu vào hợp đạo chi cảnh giới có chỗ lợi. Hiện tại lại là hỏa hậu không sai biệt lắm. Quá mức ba người trong lòng liền sinh ma chướng. Dương Nghị Vân cười mở miệng sau, Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng liếc nhau sau, vẫn là hắn tiếp tục cùng Dương Nghị Vân nói chuyện với nhau. Cho tới nay ba người bên trong cũng thật là Đoạn Thân mới vừa cùng Dương Nghị Vân nói chuyện với nhau nhiều nhất. Đoạn Thân mới vừa lại là mở miệng nói, chủ nhân nếu là đại đạo điện những cái đó thế lực sau lưng cường giả đều ở chỗ này nói, chúng ta gặp phải sợ là muốn tử chiến. Rốt cuộc chúng ta chém giết vài gia thế lực người, 33 thiên điện, cửu lê tộc, ngũ hành gia tộc, quỷ thần giới từ, cơ hồ hơn phân nửa thế lực bị chúng ta đắc tội, nếu là nơi này đụng phải những cái đó thế lực cường giả, chúng ta như thế nào ứng đối? Đương nhiên đến lúc đó thật muốn là có nguy hiểm, ta chờ ba người nguyện liều chết phi chủ nhân mở một đường máu tới. Đoạn Thân mới vừa nói xong, bất quá chỉ có cuối cùng này một câu mới là trọng điểm. Nếu là Dương Nghị Vân gật đầu cam chịu, thật muốn là người lạ hết sức, làm ba người liều chết, vậy chứng minh, Dương Nghị Vân lưu lại bọn họ ba người tại bên người, chính là ở thời khắc mấu chốt đương pháo hôi, như thế đã có thể thật thất vọng buồn lòng. Dương Nghị Vân nghe xong Đoạn Thân mới vừa nói, cười ngâm ngâm nói, lão Đoạn A, ngươi nói một đống lớn, kỳ thật đều là giả thiết, chỉ có cuối cùng một câu mới là ngươi muốn nói trọng điểm. Hoặc là nói là các ngươi ba người muốn biểu đạt trong lòng lời nói đi. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ba người cả người đều là chấn động, không nghĩ tới hắn về điểm này tiểu tâm tư bị chủ nhân một ngữ nói toạc ra. Bùm! Ba người quỳ gối trên mặt đất. Đoạn Thân mới vừa cái trán đổ mồ hôi lạnh nói, chủ nhân! Ta! Dương Nghị Vân ha hả cười nói, ở các ngươi ba người trong lòng. Có phải hay không nghĩ ta đem Huyền ngang nhau người tống cổ trở về, duy độc lưu lại các ngươi, chính là cho các ngươi ở thời điểm mấu chốt cho ta đương pháo hôi. Vẫn là nói, các ngươi trong lòng cho rằng ta Dương Nghị Vân chính là cái loại này không từ thủ đoạn người. Chủ nhân minh giám, ta chờ cũng không nảy tâm. Lúc này đây ba người chăm miệng một lời, cái chán dán ở trên mặt đất. Kỳ thật Dương Nghị Vân này một câu xem như thực trọng, đích xác bọn họ còn không có nghĩ vậy sao thâm. Nhưng là tiềm thức hoài nghi đã tới rồi. Đoạn Thân mới vừa ba người bị dọa tới rồi. Bất quá ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là vung tay lên, ba người không tự chủ được đứng dậy. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn ba người nói, các ngươi có phải hay không cho rằng ta đơn độc lưu lại các ngươi chính là vì cho các ngươi ở mấu chốt thời khắc đương pháo hôi.
Đoạn Thân mới vừa ba người cái trán đổ mồ hôi. Dương Nghị Vân cười cười nói, có bực này ý tưởng cũng không gì đáng trách, các ngươi nếu là không như vậy tưởng, kia mới không bình thường, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi lưu lại các ngươi nguyên nhân. Dừng một chút, Dương Nghị Vân tiếp tục nói, sở dĩ lưu lại các ngươi nguyên nhân, là bởi vì các ngươi ba người tu vi đã đạt tới thiên đạo quy tắc năm trọng đỉnh, hơn nữa tu luyện thời gian so với Huyền cùng bọn hắn bất luận cái gì một cái đều trường, tạp ở đại bình cảnh kỳ thời gian trường, cũng liền ý nghĩa các ngươi đột phá muốn so những người khác tỷ lệ đại, mà đều không phải là các ngươi trong lòng suy nghĩ như vậy, ta muốn lưu các ngươi đấu tranh anh dũng. Ở hợp đạo cường giả trước mặt, các ngươi đấu tranh anh dũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đây là lưu lại các ngươi chân chính nguyên nhân, hơn nữa ta còn muốn đối với các ngươi nói, từ năm đó thu phục các ngươi ngày đó bắt đầu, các ngươi chính là ta tọa hạ chi nhân, điểm này lúc trước lời nói bất biến, hiện tại về sau đều bất biến, chưa từng có bởi vì các ngươi là đế tôn dưới tòa mà đối với các ngươi nhìn với con mắt khác. Mặt khác ta hôm nay lại cho các ngươi một cái hứa hẹn, ta Dương Nghị Vân sẽ không cho các ngươi đường pháo hôi, theo ta, chính là ta huynh đệ, tuy rằng chưa từng có nói qua, lý luận thượng các ngươi là phó. Nhưng ta trước nay không chân chính đem các ngươi trở thành là nô bộc, những lời này ta tự xuất phát từ chân tâm, như có giả dối trời phạt chi. Lời này vừa nói ra, Đoạn Thân mới vừa ba người cả người đại chấn. Lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Dương Nghị Vân này một phen lời nói, tương đương là đối mặt ba người đã phát trọng thề. Thần linh hạng người không thể dễ dàng thề, mỗi một câu đều có thiên đạo thêm thân, như có chút vi phạm, kia chính là sẽ thật tao trời phạt. Nói cách khác, Dương Nghị Vân đối bọn họ ba người theo như lời những câu thiệt tình. Ngược lại là bọn họ ba cái suy nghĩ nhiều. Đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Đương nhiên trọng điểm là, Dương Nghị Vân này một phen lời nói ngừng ở Đoạn Thân mới vừa ba người trong tai, lại là nội tâm đạt được mấy đại tôn trọng. Cho dù là ở Thiên Thánh Điện thời điểm, bọn họ ở đế tôn dưới tòa cũng không có đã chịu quá như thế tôn trọng. Giờ khắc này Đoạn Thân mới vừa ba người nội tâm đại chấn. Là cảm động. Đạo tâm không ngừng ở dao động. Áy náy, cảm động, tự trách, kích động cảm xúc ở bọn họ đạo tâm lan tràn mở ra. Dương Nghị Vân nhìn ba người, đôi mắt nheo lại. Hắn muốn chính là giờ khắc này. Đương nhiên không phải chỉ, yêu cầu ba người đối chính mình cảm động hoặc là từ nay về sau thể sống chết nguyện trung thành cũng hoặc là bán mạng gì đó, hắn còn không có như vậy tục khí. Hắn Dương Mỗ Nhân muốn chính là kích thích ba người đạo tâm dao động. Vì cái gì đâu? Bởi vì đây là đạo tâm tâm cảnh mài rũa, là tu hành một bộ phận. Tại đây chờ kích thích dưới, bọn họ sẽ có hoàn toàn mới đạo tâm hiểu được, ý nghĩa đột phá. Dựa theo kinh nghiệm suy đoán, ở đạo tâm dao động dưới, vô cùng có khả năng có thể đột phá. Hiện tại liền xem Đoạn Thân mới vừa ba người chung, ai dao động lớn nhất, hiểu được sâu nhất. Quả nhiên tại hạ một khắc, Dương Nghị Vân cảm nhận được ba người trên người hơi thở dao động kịch liệt mà động. Bực này trạng thái dưới, kỳ thật là tâm cảnh thượng hiểu được, nhất có thể trợ giúp đột phá tu vi, chỉ là làm đương sự bọn họ thân ở trong cục không biết mà thôi. Nhưng Dương Nghị Vân đã là hợp đạo chi cảnh, hắn nhất có quyền lên tiếng. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ Đoạn Thân mới vừa trên người hơi thở dao động. Không bao lâu, làm hắn ngoài ý muốn chính là, ở ba người chung ngược lại là thoáng nhược một bậc Đoạn Thân mới vừa cư nhiên hơi thở dao động phản ứng lớn nhất. Mà âm dương kim cương vợ chồng ngược lại yếu đi Đoạn Thân mới vừa một đường. Hắn biết lần này Đoạn Thân mới vừa thành, mà âm dương kim cương vợ chồng, sai thất cơ hội tốt. Bỗng nhiên Dương Nghị Vân trợn mắt hai mắt, duỗi ra tay đặt ở tạp Đoạn Thân mới vừa đỉnh đầu, một tiếng quát khẽ, lúc này không phá cảng đãi khi nào. Nghe trong lúc nhất thời hắn một cổ khí chi lực độ nhập tới rồi Đoạn Thân vật thể nội. Oanh! Một tiếng nặng nề từ Đoạn Thân vật thể nội phát ra. Ngay sau đó đó là cường đại hơi thở phát ra. Đoạn Thân mới vừa đột phá. Rốt cuộc đột phá tới rồi hợp đạo một tầng chi cảnh. Ở Dương Nghị Vân dưới sự trợ giúp, ở đạo tâm sóng phập phồng, lòng có hiểu ra hơn nữa Dương Nghị Vân lấy chính mình khí loại chi lực trợ lực dưới, cuối cùng Đoạn Thân mới vừa vượt qua đại quan tạp, thành công nhập hợp đạo. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi bàn tay. Vừa rồi một chút liền đem hắn khí loại trong vòng khí chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng lại đáng giá. Trợ lực Đoạn Thân mới vừa đột phá, hắn tiêu hao điểm lực lượng không sao cả. Đánh sâu vào hợp đạo đại quan, cảnh giới hiểu được cùng lực lượng đều yêu cầu. Hắn đột phá thời điểm là càn khôn hồ xuất hiện cường đại năng lượng hơn nữa hiểu được tới rồi nước chảy thành sông.
Đoạn thân mới vừa cảnh giới hiểu được ở hắn dẫn đường hạ đẳng vì thế kích thích một phen, nổi lên dao động, tự thân tích lũy cũng đủ, hắn trợ lực một phen, cũng coi như là nước chảy thành sông. Đến nỗi âm dương kim cương vợ chồng, chung quy kém một đường, điểm này Dương Nghị Vân biết bọn họ vợ chồng là nhất thể, lẫn nhau chi gian đều là có vướng bận, ở đạo huynh dao động thời điểm, ngược lại không có đoạn thân mới vừa thuần túy, không có thể đạt tới đột phá nông nỗi, đạo cũng ở trong dự liệu. Nói trở về, ba người chung có một người đột phá, này đã xem như đại kiếm. Phải biết rằng đây chính là hợp đạo, không phải tầm thường đột phá, dữ dội khó khăn. Đương nhiên trải qua lần này đạo tâm kích thích, Dương Nghị Vân rõ ràng âm dương kim cương vợ chồng liền tính là không có thể đột phá, cũng hướng về hợp đạo đại môn lại bán ra một đường, về sau bọn họ đột phá cơ hội sẽ lớn hơn nữa, không chừng liền tại hạ một giây. Đoạn thân mới vừa bái tạ chủ nhân tạo hóa tri ân. Sau khi đột phá, đoạn thân mới vừa thu công mở hai mắt đối với Dương Nghị Vân đại bái. Ngữ khí bên trong tràn ngập vô cùng kích động chi tình. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên liền như vậy đột phá tới rồi hợp đạo một tầng cảnh giới. Hợp đạo A. Trước kia ở Thiên Thánh Điện thời điểm, đối mặt tam đại hợp đạo Pháp Tôn, đoạn thân mới vừa trong lòng vô cùng hướng về hâm mộ, hợp đạo với hắn mà nói là vô cùng xa xôi. Toàn bộ 33 thiên điện vô số thần linh chung, đế tôn dưới mới gần tam đại hợp đạo cường giả. Thậm chí còn toàn bộ thần giới đều không có nhiều ít hợp đạo cấp bậc tồn tại. Mà hiện tại hắn đoạn thân mới vừa bước vào hợp đạo chi cảnh, nói không kích động đó là giả. Nhưng đoạn thân mới vừa giờ phút này rốt cuộc minh bạch, hắn có thể đột phá tất cả đều là chủ nhân Dương Nghị Vân công lao, từ lúc trước Huyền ngang nhau người rời đi, đến lưu lại bọn họ ba cái tiến vào trung tâm nơi, đến đây khắc hắn đột phá, đều là chủ nhân Dương Nghị Vân một tay sáng tạo hắn cái này hợp đạo. Sau khi đột phá đoạn thân mới vừa minh bạch đạo lý này, Dương Nghị Vân là ở kích thích bọn họ ba người đạo tâm, do đó dẫn phát tâm cảnh hiểu được, cuối cùng trợ lực dưới một câu đột phá. Lúc này đoạn thân mới vừa cảm thụ được hợp đạo chi cảnh giới mang đến biến hóa, mới biết được Dương Nghị Vân dụng tâm lương khổ. Này nhất bái xem như chân chính khăng khăng một mực. Từ đây lúc sau, hắn đoạn thân mới vừa đó là tân sinh. Lại vô thiên thánh điện bất luận cái gì liên quan, chỉ có Dương Nghị Vân là chủ. Ha ha, đứng lên đi, ngươi có thể đột phá là ngươi tạo hóa, ta chỉ là tùy tay trợ lực, sau này kêu thần tôn liền hảo, đừng kêu chủ nhân, ta nói rồi ta nội tâm đem các ngươi trở thành huynh đệ, không trở thành quá nô bộc. Dương Nghị Vân nhìn đoạn thân mới vừa, cũng là tâm tình rất tốt, dưới tòa thêm một cái hợp đạo. Cần tuân thần tôn pháp chỉ, đoạn thân mới vừa đối mặt Dương Nghị Vân càng thêm kính sợ. Người nào có thể đề điểm một tôn hợp đạo ra tới? Toàn bộ thần giới đều không có nghe nói, chỉ có Dương Nghị Vân. Các ngươi hai cũng đừng quỳ, không cần hâm mộ lão đoạn, nơi đây đột phá, không phải các ngươi nhược, mà là các ngươi vợ chồng nhất thể, lòng có vướng bận, đây là ưu thế, cũng là hoàn cảnh xấu, nhưng là chỉ này một chuyện, các ngươi vợ chồng đột phá cũng gần trong gang tấc, đạo tâm chứ có tái khởi gợn sóng, nhiều ngược lại chính là hại, bảo trì hảo tâm cảnh, dựa theo các ngươi tu vi ngươi tâm tính, bước vào hợp đạo chi cảnh không khó. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua còn mà quỳ trên mặt đất âm dương kim cương vợ chồng nói. Cần tuân thần tôn dạy bảo, chúng ta vợ chồng chắc chắn không phụ thần tôn sở vọng. Hai vợ chồng mở miệng trả lời, trên thực tế cũng đích xác như Dương Nghị Vân lời nói, bọn họ biết chính mình tình huống. Trải qua này một chuyện lúc sau, bọn họ đạo tâm càng thêm kiên định, tâm tình ý niệm cũng hiểu rõ lên, tự thân đều có cảm nhưng nhập hợp đạo không xa. Hảo, chúng ta cần phải đi. Dương Nghị Vân cười cười, đối với một bên Mai Tỷ ý bảo. Này phiến phế tích không có gì có giá trị phát hiện, chuẩn bị rời đi đi địa phương khác. Nhưng là ở ngay lúc này vẫn luôn biểu hiện thực an tĩnh Huyết Anh đột nhiên mở miệng nói, ba ba ngầm có người. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ mới vừa xoay người, nghe được Huyết Anh nói chuyện lúc sau vội vàng dừng lại. Ngầm có người. Huyết Anh nói chuyện, làm Dương Nghị Vân ngừng lại, ngay sau đó hỏi Huyết Anh nói, ở đâu? Bên kia Huyết Anh vươn tay nhỏ chỉ nói. Một tảng lớn phế tích tìm xuống dưới, đều không có bất luận kẻ nào tồn tại, không nghĩ tới phải đi thời điểm, Huyết Anh lại nói dưới mặt đất có người. Dương Nghị Vân ý bảo đoạn thân vừa qua khỏi đi xem. Vừa rồi bọn họ chính là từ bên kia lại đây, cũng không phát hiện cái gì. Đoạn thân mới vừa thực mau đi Huyết Anh sở chỉ nơi. Một lát sau hắn hô, thần tôn nơi này đích xác có điểm cổ quái. Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ lúc này mới qua đi.
thần tôn trên mặt đất tựa hồ có phi thường mỏng manh năng lượng dao động. Đoạn thân mới vừa chỉ vào mặt đất nói. Dương Nghị Vân nhìn lại, nơi này hẳn là cái gì cung điện đại sảnh, có mơ hồ văn lạc tồn tại. Thời gian xa xăm có một tầng thật dày cho bụi. Nhưng lại chính như đoạn thân mới vừa lời nói trên mặt đất đích xác ở hắn cảm giác thời điểm có phi thường mỏng manh năng lượng dao động. Nếu không phải huyết anh nói ra, không đi cẩn thận cảm thụ căn bản cảm thụ không đến nơi này còn có mỏng manh năng lượng dao động tồn tại. Rửa sạch một chút nhìn xem Dương Nghị Vân đối đoạn thân mới vừa nói. Tốt thần tôn, đoạn thân mới vừa gật đầu, ngay sau đó ở Dương Nghị Vân mấy người lui về phía sau khai sau, đối với dưới chân đại địa phất tay mà động. Hô hô hô, từng đợt gió to thổi bay. Hồi thường cùng một ít tạp vật bị đoạn thân mới vừa rửa sạch ra tới. Lúc này Dương Nghị Vân mấy người trong tầm mắt xuất hiện một cái hình tròn bạch ngọc mặt đất, ước chừng có 5 đến 60 bình phương bộ dáng, bốn phía còn lại là đứt gãy vách tường. Nhưng trên mặt đất xuất hiện từng điều rõ ràng văn lạc. Đoạn thân mới vừa đi lại đây nói, thần tôn thoạt nhìn như là nào đó trận pháp văn lạc. Dương Nghị Vân điểm điểm hắn cũng nhìn ra tới, như là không gian hoa văn, hắn mở miệng hỏi huyết anh nói nhi chính là ở chỗ này ngầm. Ân đúng vậy nha, phía dưới có người. Huyết anh điểm đầu nhỏ nghiêm túc nói. Xác định ở chỗ này ngầm, nhưng là Dương Nghị Vân biết, tất nhiên không phải từ nơi này đi vào, khả năng nơi này ngầm có trời đất khác, là có người từ khác địa phương nào tiến vào trong đó. Phía trước huyết anh liền nói quá trên núi có người, hiện tại phát hiện nơi này ngầm có người, đảo cũng không kỳ quái. Ngọn núi này là chúng thần sơn, trên núi là chúng thần điện, là đàn điện, sơn càng là một kiện chí bảo, chẳng qua là tổn hại chí bảo. Ở chỗ này xuất hiện ngầm không gian Dương Nghị Vân không cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái chính là bọn họ ở chỗ này chuyển động một vòng lớn không phát hiện cái gì nhập khẩu, nhưng lại có người xuất hiện ở ngầm, nếu không phải huyết anh phát hiện, bọn họ cũng chưa phát hiện. Đến nỗi huyết anh là như thế nào phát hiện, Dương Nghị Vân không hỏi, hỏi phỏng chừng cũng không nói lên được, luôn là đứa nhỏ này nói có, vậy tất nhiên có. Mai tỷ ngươi thấy thế nào? Dương Nghị Vân trưng cầu Mai tỷ ý kiến. Mai tỷ vẫn luôn ở quan sát đến đoạn thân mới vừa rửa sạch ra văn lạc, nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện, nàng trầm ngâm một chút nói, nếu ta không nhìn lầm, này đó văn lạc trận pháp chính là không gian truyền tống văn, hẳn là còn có thể dùng, không có lọt vào phá hư, năng lượng dao động tuy rằng mỏng manh, nhưng hẳn là có thể còn có thể khởi động, chúng ta đi lên thử xem, nếu nói nhi có phát hiện, chúng ta đây liền đi xem, dù sao từ nơi này rời đi, cũng là tiếp tục lên núi ác như đi, từ nơi này đại điện đàn xem. Ở hướng lên trên đi, mặt khác cung điện đàn cũng hảo không đến nơi đó đi, chỉ không nhiều lắm ngầm không gian còn sẽ cố ý ngoại phát hiện đâu. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, như thế chúng ta liền đi xem. Ngay sau đó một hàng 6 người Nga không đúng, hơn nữa huyết anh hẳn là tính 6 cái nửa người, tất cả đều đứng ở văn lạc trung ương. Rồi sau đó là Mai tỷ vung tay lên cường đại năng lượng xuất hiện nơi tay trưởng, nàng một trưởng vỗ vào mặt đất. Ngay sau đó, dưới chân sở hữu văn lạc thần quang đại lượng. Quang mang càng ngày càng chói mắt. Ngắn ngủn không đến tam tức lúc sau, ở vô cùng chói mắt thần quang hạ mọi người đều nhắm mắt lại thần, đồng thời đều cảm giác được bốn phía năng lượng dao động mãnh liệt lên. Dương Nghị Vân cảm nhận được không gian dao động nhộn nhạo. Nhưng là không bao lâu, tựa hồ cũng liền 10 tức thời gian mà thôi, cảm giác quang mang chói mắt tan đi, năng lượng dao động cũng dần dần biến mất. Theo sau mở hai mắt vừa thấy, lại là phát hiện đã không còn phế tích đại điện, mà giờ phút này xuất hiện ở một khác phiên không gian chung, quả nhiên là có trời đất khác. Thật đúng là, có khác thiên địa a. Đoạn thân mới vừa nhìn không được nói. Mấy người đều ở đánh giá, nguyên bản đại gia trong tưởng tượng, nếu là thế giới ngầm, vậy nhiều nhất là một phương tiểu không gian, hoặc là sơn động, cũng hoặc là làm thêm một cái ngầm cung điện. Nhưng hiện tại xem ra mọi người đều đã đoán sai. Nơi này quả thực chính là một bên khác thiên địa. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi huyết anh nói nhi xác định nơi này là ngầm sao. Ba ba, nơi này chính là ngầm a, huyết anh nãi thanh nãi khí nói. Mai tỷ cười cười nói, hẳn là đại pháp lực mà thành không gian, đừng quên cả tòa chúng thần sơn bản thân chính là một kiện chí bảo, chúng ta sở xem chính là sơn, có lẽ chỉ là biểu tượng mà thôi. Này nhưng đại gia trong mắt nhìn đến chính là một phương thế giới, chuẩn xác mà nói, chính là một phương hư không thiên địa. Ra dưới chân có một cái lộ ở ngoài, bốn phía cái đỉnh đầu phía chân trời nhìn lại đều là một mảnh biển sao. Mà bọn họ xuất hiện một cái bạch ngọc ngôi cao,
cái này ngôi cao phía trước còn lại là một cái bạch ngọc con đường, bề rộng chừng 3 mét vẫn luôn đều kéo dài mà đi, nhìn không tới cuối, tựa hồ như là thông hướng về phía vô tận biển sao chỗ sâu trong giống nhau. Thần tôn ta như thế nào cảm giác đỉnh đầu sao trời chung sao trời như là sống giống nhau, hảo sinh kỳ quái. Đoạn thân mới vừa mở miệng nói. Đúng không, Dương Nghị Vân nghi hoặc đi xem, cũng đi cảm thụ một chút, thật đúng là có điểm không giống bình thường, ở hắn cảm giác chung đỉnh đầu chung sao trời là có năng lượng dao động, kể từ đó, đoạn thân mới vừa cảm giác không sai, này đó sao trời thật đúng là sống. Đương nhiên sống cái này cách nói ở chỗ này chỉ là một cái hình tượng so sánh, đều không phải là thật sự có sinh mệnh. Nhưng là chỉ cần điểm này, đã nói lên nơi này không giống bình thường. Tới lộ không có. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt chỉ có trước mắt một cái 3 mét bạch ngọc con đường, phía sau là vô tận biển sao. Lúc này Mai Tỷ ngưng trọng nói, mọi người đều cẩn thận, nơi này quá cổ quái, đừng rời khỏi ở cái này ngôi cao, bốn phía biển sao nhìn như không chân thật, kỳ thật có loại hư hư thật thật cảm giác, thậm chí ta cảm giác có hư không cái khe xé rách cảm giác tồn tại bốn phía, nếu là rời đi nơi này, sợ là liền rất khó đã trở lại. Dương Nghị Vân nghe Mai Tỷ như vậy vừa nói. Vội vàng đi cảm thụ một chút, quả nhiên như Mai Tỷ lời nói, trừ bỏ bọn họ dưới chân lộ, bốn phía sao trời còn đây là có loại tiến vào hư không đến cái khe cảm giác, nếu thật là như vậy đã có thể không về được. Lúc này hắn mới cảm giác, nơi này nguy hiểm sợ là muốn vượt qua tưởng tượng. Đúng rồi, nó nhi không phải nói nơi này có người sao? Như thế nào không thấy được, Mai Tỷ nhớ tới Huyết Anh nói ngầm có người lúc sau bọn họ mới xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không có nhìn đến những người khác. Dương Nghị Vân sửng sốt, đúng vậy. Nói nhi ngươi nhìn đến người đâu? Dương Nghị Vân hỏi Huyết Anh. Lúc này Huyết Anh nãi thanh nãi khí vươn tay nhỏ, chỉ vào bọn họ sườn mới nói, ba ba liền ở bên kia. Dương Nghị Vân đám người tức khắc xem qua đi. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại không có gì đều không có. Vừa định nói như thế nào không thấy được thời điểm. Liền ở bọn họ bên trái 30 mét ở ngoài đột nhiên bạch quang sáng lên. Lại là đồng dạng xuất hiện một cái cùng bọn họ dưới chân giống nhau hình tròn ngôi cao, mặt trên có bốn người, không phải người khác, đúng là phía trước ngũ hành gia tộc đào tẩu bốn người. Giờ phút này hai bên đều lẫn nhau thấy được đối phương. Nhưng mà không đợi hai bên nói cái gì thời điểm, đột nhiên địa phương khác cũng lập lòe nổi lên bạch quang. Một chỗ hai nơi ba chỗ. Kỳ quái một màn trình diễn. Một chỗ chỗ ngôi cao xuất hiện, mỗi một cái ngôi cao lẫn nhau chi gian khoảng cách 30 mét. Có chút ngôi cao mặt trên có bao nhiêu cá nhân, có chút 3-4, có chút còn lại là một người hai người. Xuất hiện 9 đại ngôi cao. Mà Dương Nghị Vân nhìn lại, trong đó hai cái ngôi cao thượng, lại thấy được hai cái kẻ thù, đúng là hư sơ cùng cửu lê tộc tên kia cường giả. Giờ phút này ở mỗi một cái ngôi cao phía trước đều xuất hiện một cái 3 mét khoan bạch ngọc con đường, nối thẳng nơi xa biển sao chi gian. Có thể nhìn đến chính là, này đó con đường hợp thành tung hoành đường cong. Có chút người vẻ mặt bình tĩnh, có chút tắc cau mày. Liền vào giờ phút này, lại là một cái tang thương thanh âm vang lên. Không thể nào phân biệt do đó truyền đến, vang vọng toàn bộ không gian thiên địa. Chỉ nghe được, hư không thiên đế bản hiện tại mở ra, rất nhiều đều là có duyên người, hắc hắc, ngươi chờ lấy tự thân vì quân cờ, mỗi một cái ngôi cao người trên có thể đi 9 bước, một bước sai trừng phạt tiến hư không. Đừng nghĩ ở ra tới, thông qua giả tiến bước tiếp theo, 9 bước toàn bộ đi xong giả, sẽ có đại tạo hóa, đi 9 bước, đại biểu cho liền đại quan, sinh tử gắn bó, quá quan giả đều có thưởng phạt, chúc các người vận may đi, ha ha ha. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có một lần tiến vào người, bản tôn đều phải điên rồi, oa ha ha ha, có thể hảo hảo chơi chơi lâu, hảo chơi thú vị thú vị. Thanh âm này nói xong lời cuối cùng cập kinh hô điên khùng. Nhưng lại cùng với lệnh người ra đầu tê dại tiếng cười. Dương Nghị Vân nghe đều cảm giác không thoải mái, như là tiến vào một cái đại bẫy dập. Hư không thiên đế bàn, quân cờ, chơi cờ. Nghe tới không ổn a. Mạc Danh vang lên thanh âm, nói cho bọn họ muốn lấy tự thân vì quân cờ, đi 9 bước, mỗi một bước tương đương với một đại quan, có thưởng có phạt, có sinh tử. Đại không ổn a. Ngươi là người phương nào? Ra tới, trang thần long quỷ. Lúc này Dương Nghị Vân nhìn đến, lại là cách đó không xa tên kia cửu lê tộc cường giả đối với hư không giống giận. Giây tiếp theo bốn phương tám hướng vang lên mang theo hài hước thanh âm nói, ha ha, bản tôn là ai ở ngươi không quá cửa thứ nhất thời điểm, còn không có tư cách biết, đừng ở ồn ào, nếu không bản tôn làm ngươi ăn chút đau khổ,
một cái nho nhỏ hợp đạo hai tầng tiểu gia hỏa mà thôi, nơi nào tới lớn như vậy hỏa khí, hừ. Thanh âm này mang theo coi rẻ cùng khinh thường, hợp đạo hai tầng ở trong miệng hắn lại là không đáng giá nhắc tới. Cái này làm cho tất cả mọi người hít hà một hơi. Rốt cuộc là cái gì tồn tại, cư nhiên coi rẻ hợp đạo hai tầng cường giả. Cửu Lê tộc cường giả Cửu Lê Tia, a sắc mặt thành xanh mét sắc, ở đây hơn 10 người chung, hợp đạo hai tầng không phải không có, nhưng cũng là không vượt qua một tay chi số, hắn xem như một trong số đó. Nhưng hiện tại lại là bị coi rẻ. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hỗn trướng. Cửu Lê Tia, a giận tím mặt. Hắn đường đường Cửu Lê tộc lão tổ, khi nào bị người như thế coi rẻ quá. Huống hồ ở Cửu Lê Tia, a nghĩ đến, tất nhiên là người nào âm thầm quấy rối, cố lộng huyền hư mà thôi. Nhưng mà, giây tiếp theo Cửu Lê Tia, a liền trực tiếp bi kịch. Oanh, a, phốc, ở Cửu Lê Tia, a đỉnh đầu trực tiếp trống rỗng chỗ ra một đạo tia chớp, dừng ở trên người hắn, nổ vang một tiếng Cửu Lê Tia, a kêu thảm thiết một mồm to máu phun ra, nửa quỳ ở trên mặt đất. Này chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu là lại nói năng lỗ mãng, bổn tọa trực tiếp diệt ngươi, tại đây hư không thiên địa bàn chung, ngươi chờ tốt nhất đều thành thật điểm. Già nua thanh âm vô cùng bá đạo. Lần này tất cả mọi người thành thật. Nhìn đến Cửu Lê Tia, a bị một kích tia chớp hộc máu, trong lòng mọi người thẳng trừ trừ. Cửu Lê Tia, a chính là hợp đạo hai tầng cường giả, nhưng là bị người ta nói đánh hộc máu liền đánh hộc máu. Đáng sợ chính là, đến bây giờ mới thôi, tất cả mọi người không biết thanh âm này chủ nhân ở nơi nào, cho dù là vừa rồi tia chớp cũng là trống rỗng xuất hiện, không có bất luận cái gì dấu hiệu cùng quy luật có thể tìm ra. Đây mới là khủng bố. Quả thực là nói chuyện chi gian liền có loại, thiên nhiên khống chế khí phách, lời nói định sinh tử cảm giác. Làm tất cả mọi người cảm giác gặp gỡ thị phi người tồn tại. Đương nhiên cái này phi người ta nói chính là thần trung thần, siêu thần tồn tại. Ở chỗ này thời điểm, thoạt nhìn mọi người đều không rõ ràng lắm nơi này cụ thể là địa phương nào, tựa hồ là lần đầu tiên tiến đến. Đối Cửu Lê Tia, a trừng phạt, làm đại gia đã biết. Cái này cường đại thần bí thanh âm chủ nhân, có phi phàm thủ đoạn. Ít nhất mọi người là đắc tội không nổi. Dương Nghị Vân cũng nhìn quét một vòng mọi người, ở hắn cảm giác chung, ở đây bao gồm Cửu Lê Tia, a ở bên trong, chỉ ít có 5 tên hợp đạo hai tầng cường giả tồn tại. Mà thanh âm này chủ nhân đối với Cửu Lê Tia, a trừng phạt, hắn là rất cao hứng. Chính như phía trước sở liệu, xuất hiện ở chỗ này cường giả. Thật đúng là đều là thần giới đại đạo điện sau lưng những cái đó thế lực người. Có chút Dương Nghị Vân từ quần áo trang điểm thượng nhìn ra tới, có chút còn lại là đã chống chọi quá địch nhân. Như thiên tộc cổ xưa ngũ hành gia tộc, nguyên bản hẳn là 5 đại hợp đạo cường giả, bị huyết anh cấp xử lý ngũ hành chi kim, hiện tại dư lại mộc nước lửa thổ 4 người, 4 người này hợp đạo một tầng, đã là thù địch. Tiếp theo còn lại là Cửu Lê Tia, a cùng 33 thiên điện hư sơ. Này hai người không hề nghi ngờ là hắn tử địch. Cửu Lê Tia, a hợp đạo hai tầng tu vi, xem như tương đối khó đối phó người. Đến nỗi hư sơ người này, phía trước Thuần Dương Kim Cương nói qua là đế tôn dưới tòa thiên thánh điện đệ tam pháp tôn, hợp đạo một tầng tu vi, lúc này cùng hư sơ đứng chung một chỗ còn có hai người. Không hề nghi ngờ bên kia là đệ nhị cùng đệ nhất pháp tôn, trong đó đệ nhất pháp tôn chính là hợp đạo hai tầng tu vi. Đệ nhị pháp tôn cùng hư mùng một dạng là hợp đạo một tầng tu vi. Những người khác, có thể từ quần áo trang điểm phán đoán ra tới, đều là đại đạo điện thế lực chung người. Tứ đại ngoại đạo, thần nông thị, si vưu tộc từ từ, cơ hồ một nhà đều không có rơi xuống. Đương nhiên bị huyết anh xử lý hợp đạo chung chính là một người quỷ thần giới hợp đạo. Ở hắn đánh giá những người này thời điểm, Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được cơ hồ rất nhiều ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Chuẩn xác mà nói là, rất nhiều ánh mắt đều ở huyết anh trên người nhìn quét mà qua. Mang theo sát ý còn không ít. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ. Nhưng hiện tại hắn cũng không sợ. Bởi vì hiện tại mọi người đều phân biệt đứng ở một cái ngôi cao thượng, ai cũng tới gần không được ai, rời đi ngôi cao tất nhiên sẽ lâm vào trong hư không. Hơn nữa trọng điểm là này một phương thiên địa có càng vì cường đại thần bí tồn tại. Một mở miệng liền cấp mọi người định ra quy củ. Hư không thiên địa bàn. Cùng với nói nơi này là một phương thiên địa, không bằng nói nơi này là một cái thiên địa bàn cờ càng vì thích hợp. Hơn nữa là có quy củ trò chơi. Định chế quy tắc trò chơi người, chính là thần bí thanh âm chủ nhân.
Từ giờ trở đi, có thể nói mỗi người đang ở này một phương thiên địa lúc sau, hoặc là nói bàn cờ lúc sau, liền đều xưng là quân cờ. Cần thiết dựa theo kẻ thần bí quy củ tới chơi cờ. Chín đại ngôi cao, mỗi một cái ngôi cao có thể về phía trước đi 9 bước, đương nhiên nơi này sở chỉ về phía trước 9 bước, đều không phải là đi 9 bước lộ, mà là quá 9 đại quan. Mỗi một quan qua đi cũng hoặc là thất bại, đều có tương ứng thưởng phạt. Liền xem thưởng phạt là cái gì? Điểm này tất nhiên là kẻ thần bí định đoạt. Có cửu lê ti a cái này tiền lệ ở, hiện tại đại gia không dám có bất luận cái gì lỗ mãng. Cường đại hợp đạo hai tầng đều bị nhân ra một đạo lôi điện cấp phách hộc máu, không có bất luận cái gì sức phản kháng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, kế tiếp đại gia vẫn là dựa theo kẻ thần bí theo như lời làm đi. Bất quá ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Vì cái gì đâu? Bởi vì ở đây rất nhiều thế lực, cơ hồ bị hắn đắc tội hơn phân nửa, rất nhiều thế lực đều bị hắn giết hết môn hạ môn thể, những cái đó thiên đạo quy tắc cấp bậc người. Cho dù là không có trực tiếp xung đột thế lực, hiện tại cũng bởi vì hắn có huyết anh ở, những người này tất nhiên sẽ đối hắn làm khó dễ, tương đương là hắn muốn đối mặt mười mấy gia thế lực cường giả, muốn mệnh chính là, này đó cường tắc nhưng đều không phải thiên đạo cấp bậc A, mỗi một cái đều là cường đại hợp đạo, thậm chí trong đó còn có năm đại hợp đạo hai tầng tồn tại. Cứ việc hiện tại hắn bên người có đoạn thân mới vừa cùng Mai tỷ này hai cái hợp đạo, khá vậy đều là một tầng. Đương nhiên huyết anh thực lực nếu là bùng nổ, Dương Nghị Vân tin tưởng là có thể đối phó hợp đạo hai tầng, nhưng hắn tổng không thể làm huyết anh đi chém giết đi. Nói đến cùng hắn còn chỉ là một cái trẻ con mà thôi. Hơn nữa huyết anh trên người tràn ngập không xác định tính, Dương Nghị Vân không nghĩ làm cái này quan môn đệ tử đi mạo hiểm. Như thế đối mặt nhiều như vậy cường giả, thật muốn là động thủ nói, bọn họ tất nhiên có hại. Cũng may nơi này hiện tại là một phương có quy tắc bàn cờ thế giới. Bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý ra tay cũng hoặc là rời đi từng người nơi ngôi cao. Âm thầm còn có cái thần bí cường đại người tồn tại quản. Cho nên nói độ bọn họ tới nói nơi này ngược lại là có ưu thế. Ít nhất hiện tại không cần lo lắng sẽ bị, này đó đối địch thế lực cấp trả thù. Bọn họ nếu là tưởng trả thù hắn, kia cũng đến chờ từ nơi này đi ra ngoài mới được. Mấu chốt là, xem tình huống hiện tại, sợ là từ nơi này đi ra ngoài không dễ dàng. Tất cả mọi người tiến vào một phương bàn cờ thế giới, đều trở thành quân cờ. Chưa chừng tại đây nhìn như yên lặng hư không thế giới, tràn ngập vượt quá bọn họ tưởng tượng nguy hiểm. Trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sở hữu mọi người đều ở cùng cái trên vạch xuất phát, không có người có cái gì đặc quyền. Cũng không biết, cái này thần bí thanh âm liền sẽ là người là quỷ. Là cái gì cường giả? Nơi này bàn cờ thế giới, đến tột cùng muốn như thế nào chơi? Nghe phía trước thanh âm cười to cùng nói chuyện, tựa hồ có điểm biến thái. Như là một cái bị nhốt vô số năm người, từ này ra không được, vẫn luôn bị nhốt, cực kỳ nhàm chán, đột nhiên tới bọn họ một đại bang tử người sau, người này phong thư, đối đãi bọn họ như món đồ chơi giống nhau, muốn chơi một hồi trò chơi. Nhưng là trò chơi này tựa hồ đối bọn họ tới nói, có thưởng có phạt, khen thưởng là cái gì không biết, nhưng phạt. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến sợ là muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Ở Dương Nghị Vân trong óc nghĩ mấy vấn đề này thời điểm, già nua thanh âm lần thứ hai vang lên nói, bước đầu tiên, ngươi chờ đi trước tiếp theo cái tinh la bàn, liền xem như hoàn thành cửa thứ nhất, bước lên tinh la bàn giả, khen thưởng chúng thần sơn thánh đan một viên, nếu là không ở một nén nhang thời gian bước lên tinh la bàn giả, hắc hắc. Vậy đi hư không đợi đi. Thuận tiện ai một câu, nơi này trong hư không không có bất luận cái gì mượn dùng lực làm ngươi đi vòng vèo hồi tinh la bàn đi lên. Đương nhiên ngươi nếu là có bản lĩnh trở lại tinh la bàn thượng, vậy cho ngươi tiếp tục về phía trước đi xuống đi cơ hội, bất quá giống nhau là không có khả năng đã trở lại, ha ha. Cái này tiếng cười điên khùng thực, như là một cái kẻ điên lầm bầm lầu bầu, nhưng tất cả mọi người nghe được thực minh bạch. Một canh giờ trong vòng đến tiếp theo cái tinh la bàn, cái này tinh la bàn đại gia tựa hồ đều minh bạch, chính là dưới chân sở lập ngôi cao. Nếu là ở một canh giờ trong vòng đến không được người sẽ bị trục xuất ở trên hư không chung đi, đến lúc đó chịu có thể chính là cũng chưa về lưu đày. Nếu là ở một canh giờ trong vòng trở về, tắc sẽ có một cái thánh đan khen thưởng. Thánh đan, lần này khiến cho sở hữu mong đợi lên. Không hề nghi ngờ là thánh dược luyện chế đan dược đi. Tất nhiên là so với bất luận cái gì thần đan đều cao giai đan dược. Nghe tới đơn giản, nhưng đại gia biết tuyệt đối sẽ không có đơn giản như vậy. Bọn tiểu bối,
hiện tại bắt đầu Nga, nhớ kỹ các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, từ các ngươi dưới chân tinh la bàn đến cái thứ hai tinh la bàn, nếu không liền lưu đầy hư không, oa ha ha, bổn tọa rốt cuộc có thể hảo hảo chơi chơi, ha ha. Điên cuồng tiếng cười vang vọng toàn bộ thiên địa. Lại là nghe vào mọi người trong tai âm trầm trầm có chút đáng sợ. Tiếp theo cái tinh la bàn có bao xa? Đại gia không biết. Nhưng là thời gian đã quy định hảo, một canh giờ thời gian, cũng chính là hai cái giờ mà thôi. Ở hai cái giờ trong vòng từ nơi này đi trước tiếp theo cái tinh la bàn, nếu không liền thất bại. Hoặc là được đến một viên thánh đan khen thưởng, hoặc là bị lưu đày hư không đừng nghĩ ở trở về. Tuy rằng nói qua ngươi phải có bản lĩnh một lần nữa trở lại tinh la trên đường, vậy tương đương một lần nữa đạt được cơ hội, chính là mọi người biết nào có đơn giản như vậy là có thể trở về. Nói là lưu đày hư không, nhưng nghĩ đến khả năng ý nghĩa tử vong đi. Ngay sau đó tinh la bàn ở địa phương nào? Hẳn là liền ở phía trước, bởi vì không có khác lộ có thể đi. Chỉ có về phía trước một cái lộ mà thôi. Vân tử chúng ta cũng đi thôi, xem những người đó đều động lên. Mai tỷ nhắc nhở nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, hảo. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Đoạn Thân mới vừa nói, lão Đoạn ngươi áp sau, làm Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ở bên trong, ta ở phía trước, Mai tỷ ngươi chiếu cố một chút Hùng Hoan, ta xem nhưng không riêng gì đi đường đơn giản như vậy. Ân, yên tâm đi, Mai tỷ gật đầu. Kỳ thật mọi người đều biết không sẽ đơn giản như vậy, chỉ là từ phía trước con đường này đi đến là có thể đến tiếp theo cái tinh la bàn. Bọn họ mấy cái còn cùng những người khác không giống nhau, trừ bỏ lão Đoạn ở ngoài, Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng nhưng đều không có bước vào hợp đạo chi cảnh giới. Dương Nghị Vân không thể không cẩn thận. Con đường này thượng, tất nhiên sẽ xuất hiện cái gì chờ bọn họ. Giờ phút này chín đại tinh la bàn người trên đều đã về phía trước đi đến. Dương Nghị Vân an bài hảo sau, cũng từ tinh la bàn đi xuống, phía trước chỉ có một cái 3 mét khoan bạch ngọc con đường, huyền phù ở trên hư không. Hai bên nhìn lại đều là vô tận hư không biển sao. Nếu là một không cẩn thận ngã xuống, tất nhiên liền khó đã trở lại. Bước đầu tiên đi ra ngoài, Dương Nghị Vân không phát hiện cái gì vấn đề, dưới chân là thật, cái này làm cho hắn trong lòng thả lỏng không ít. Rồi sau đó Mai tỷ đám người một đám theo đi lên. Hắn vừa đi một bên nói, đại gia đánh lên 12 vạn phần tinh thần đi, con đường này thượng nhìn như bình tĩnh vô cùng, nhưng ta tổng cảm giác trong lòng không yên ổn. Nhưng ngàn vạn đừng ngã xuống. Ân, chúng ta đã biết. Thuần Dương Kim Cương trả lời, kỳ thật hắn biết lúc này ngược lại là bọn họ vợ chồng cùng Hùng Hoan trở thành đại gia trói buộc. Đối với Thuần Dương Kim Cương tới nói, trong lòng thật sự là không dễ chịu. Từ khi nào, hắn chính là Thiên Thánh Điện Vạn Thần phía trên một nhân vật, liền tính là Đoạn Thân mới vừa cũng muốn ở bọn họ vợ chồng trước mặt tôn kính có thêm. Nhưng hiện tại Đoạn Thân mới vừa đều bước vào hợp đạo chi cảnh, bọn họ vợ chồng lại là rơi xuống sau. Trong lòng hụt hẫng, nhưng đồng thời Thuần Dương Kim Cương trong lòng cũng đừng một hơi. Nhất định phải tranh thủ bước vào hợp đạo chi cảnh giới. Phía trước cái kia thần bí già nua thanh âm nói chuyện, hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi, nếu là thành công đến tiếp theo cái tinh la bàn, sẽ khen thưởng một viên thánh đan. Cái này làm cho Thuần Dương Kim Cương cảm thấy, đây là bọn họ cơ hội. Nếu có thể được đến một viên thánh đan, chưa chừng, hắn là có thể bước vào hợp đạo chi cảnh. Nghĩ đến đây thời điểm, Thuần Dương Kim Cương trong lòng là vô cùng lửa nóng. Nhất định phải đến tiếp theo cái tinh la bàn, hắn lôi kéo thê tử Thái Âm Kim Cương tay không khỏi nắm chặt vài phần, người sau cảm nhận được sau, cho trượng phu một cái cổ vũ ánh mắt. Hai người cùng hoạn nạn đồng tâm tu, tự nhiên đều minh bạch đối phương tâm tư. Chỉ có Hùng Hoan là thực đơn thuần nha đầu, cũng không có tưởng quá nhiều. Chỉ là đi theo Mai tỷ phía sau, mang theo tò mò ánh mắt thường thường đánh giá đỉnh đầu sao trời. Dương Nghị Vân còn lại là về phía trước đi tới, tương đối thật cẩn thận. Hắn phát hiện mặt khác trên đường người cũng không có ai sốt ruột, không có ai là ở ngay từ đầu liền sốt ruột nhằm phía tiến đến. Trong lòng thầm than đều là cáo già, một cái so một cái đều phải cẩn thận. Khả năng đều cùng chính mình giống nhau, sẽ không cho rằng con đường này như vậy hảo tẩu. Ở bọn họ trong tầm mắt, dưới chân bạch ngọc đạo lý vẫn luôn kéo dài mà đi tới rồi thực muốn biển sao bên trong, căn bản là nhìn không tới cái thứ hai tinh la bàn tồn tại. Này thuyết minh, cái thứ nhất tinh la bàn khoảng cách cùng cái thứ hai tinh la bàn vị trí phi thường xa. Như thế nghĩ đến để lại cho bọn họ một canh giờ thời gian hẳn là không nhiều lắm. Thậm chí có khả năng thời gian thực khẩn. Nếu là chậm rãi đi qua đi,
sợ là rất khó ở quy định thời gian nội đến cái thứ hai tinh la bàn thượng. Nhưng là ngay từ đầu đại gia khẳng định đều cẩn thận, ai cũng không ngốc. Quỷ biết này trên đường sẽ có cái gì đột nhiên tình huống xuất hiện, từ thần bí giả nua thanh âm nói chuyện điên cuồng tới xem, tất nhiên sẽ không làm đại gia an an ổn ổn đến đệ nhị tinh la bàn thượng. Điểm này mặc kệ là Dương Nghị Vân, là mọi người chung nhận thức đi. Thật cẩn thận đi tới, hành tẩu ước chừng hơn trăm mễ thời điểm, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Cái này làm cho mọi người đều rất nghi hoặc, chẳng lẽ thật không có gì làm khó dễ. Có lẽ cửa thứ nhất hảo quá đi. Như vậy tưởng người vẫn là rất nhiều. Kế tiếp, có người bắt đầu phóng nhanh tốc độ. Hóa thành một đạo thần quang vèo một chút nghĩ phía trước phóng đi. Dù sao cũng là có thời gian hạn chế, sớm đến đệ nhị tinh la bàn, không nói đến khen thưởng, ít nhất không cần lo lắng bị lưu đày ở trên hư không đi. Rồi sau đó chín điều đại đạo thượng, tất cả mọi người nhanh lên. Vân tử chúng ta đâu? Mai tỷ nhìn đến lúc sau hỏi. Dương Nghị Vân trong lòng cũng dao động lên. Liền nói, chúng ta đây cũng nhanh lên đi. Vừa dứt lời, thả là nghe được một tiếng hoảng sợ kêu to vang lên. A, ầm vang. Hô hô, tiếng kinh hô, tiếng sấm thanh cùng cuồng phong gào thét thanh âm từ phía trước truyền đến. Dương Nghị Vân vội vàng nhìn lại, đúng là đạo thứ nhất, cái kia hóa thành thần quang về phía trước chạy tới người, từ quần áo xem hẳn là Cửu Lê tộc người. Các gia cường giả tiến đến số lượng không đồng nhất, tỉ như Cửu Lê tộc gia Cửu Lê Tia, A ở ngoài liền còn có hai người. Tổng cộng ba gã hợp đạo cường giả. Tiếng sấm dưới, cuồng phong cuốn lên người nọ, trực tiếp liền bay đi ra ngoài. Thoát ly Bạch Ngọc Đại Đạo, tiến vào trong hư không. Một chút tới rồi vài trăm thước ở ngoài. Giờ phút này đại gia trong mắt nhìn lại, người nọ tiến vào hư không lúc sau, giống như là một cây trôi nổi lông chim giống nhau, ở không có phong dưới tình huống, chỉ có thể tứ chi múa may, muốn lại lần nữa trả lời Bạch Ngọc trên đường tới, là hết thảy đều là phí công, mặc kệ hắn như thế nào huy động tứ chi, giờ phút này giống như là như ngừng lại tại chỗ, mượn không đến bất luận cái gì lực lượng, trước sau tại chỗ bay. Nhưng lại có thể ra tiếng kêu to. Sư huynh cứu ta, ta pháp lực thi triển không ra, người nọ hô to. Lời này vừa nói ra tới, những người khác nghe được lúc sau, đều là sắc mặt đại biến. Cái này mới biết được, lưu đày hư không là có ý tứ gì. Hiện tại xem ra tiến vào hư không lúc sau, một thân pháp lực đã bị phong ấn, chỉ có thể phiêu ở trên hư không chung, liền tính là nhìn đến Bạch Ngọc Đại Đạo khá vậy quá không tới. Bất quá vẫn là có cơ hội. Tỷ như đạt được người khác cứu giúp. Nhưng là thật sự có thể cứu giúp sao? Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người nghe xong xuống dưới. Cửu Lê Tia, A đối với bên người một người lão giả nói, sư đệ cứu người. Người sau đối với phiêu ở trên hư không người lập tức phát ra một đạo thần quang giống như dây thừng giống nhau mà đi. Ở Bạch Ngọc trên đường người pháp lực không có bị phong. Thần quang biến thành dây thừng đối với hư không bay đi. Nhưng mà... 30 mét khoảng cách thời điểm. Một đạo lộng lẫy ngân quang đại tác phẩm, lại là từ một ngôi sao trung chiếu xuống tới, ngăn cản ở thi cứu. Đồng thời thần bí giả nua thanh âm lần thứ hai vang lên nói, hắc hắc, tiểu bối đừng lãng phí pháp lực, ngươi chờ pháp lực lớn nhất khoảng cách chỉ có thể ở tinh lạc nói 30 mét mà thôi, nếu là còn muốn cứu hắn, vậy ngươi đã có thể cẩn thận, ha ha. Lời này vừa ra tới, người sau cả người chấn động đem pháp lực thu trở về. Cũng không dám ở tiếp tục cứu người. Tuy nói là cùng tộc sư huynh đệ, nhưng nếu mọi người đều nói cứu không được, pháp lực chỉ có thể đến 30 mét, nếu là ở liền đi xuống tự thân khó bảo toàn. Loại này thời điểm liền thật là các cố các. Tam sư đệ thực xin lỗi, chúng ta cứu không được. Người sau vừa nói lời nói tiếp tục về phía trước đi đến. Nhưng là lúc này đây không dám ở nhanh. Vết xe đổ a, chạy nhanh nhất tao xét đánh. Này nói quả nhiên không phải như vậy thuận gió thủy thủy. Trống rỗng sẽ xuất hiện lôi điện cùng cuồng phong. Một cái không dư thừa liền phải rớt xuống Bạch Ngọc nói hoặc là nói là tinh la nói đi. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua phiêu phù ở trong hư không người nọ, cũng là nhìn không được đại lạnh run, quay đầu lại dặn dò nói, cẩn thận. Lần này không riêng gì bọn họ, chín điều trên đường tất cả mọi người nơm nớp lo sợ lên, giống như xiếc đi dây. Muốn tùy thời phòng bị sẽ trống rỗng xuất hiện lôi điện cùng cuồng phong. Một người hợp đạo một tầng cường giả bị lưu đày, cứu đều cứu không thành, chính mình tưởng trở lại tinh đường quanh co thượng cũng không có pháp lực, như phù mao giống nhau, phiêu phù ở trong hư không, tràn ngập tuyệt vọng.
hơn nữa nhìn qua vẫn luôn nghĩ hư không chỗ sâu trong thổi đi. Chung quy sẽ tới địa phương nào, không có người đi quan tâm. Bởi vì đối mọi người tới nói, hiện tại đều có giống nhau nguy hiểm, chưa chừng tiếp theo cái sẽ là chính mình bị lưu đày tiến hư không đi. Đi ở tinh đường quanh co thượng mỗi người đều càng thêm nơm nấp lo sợ. Lôi điện cùng cuồng phong tùy thời sẽ xuất hiện, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Đây là không biết nguy hiểm. Giống như là người đi ở cầu độc mộc sơn, trống rỗng sẽ quát lên gió to, từng có này bị người từ phía sau tập kích, làm ngươi rơi xuống hạ kiều đi. Mai tỷ mọi người đều lưu ý một chút, nhìn xem lôi điện cùng cuồng phong xuất hiện có hay không quy luật, sợ không được đầu óc loại này quá mức bị động, mặt khác. Chúng ta tương liên ở bên nhau đi, Dương Nghị Vân vừa đi một lần nói chuyện. Mai tỷ sửng sốt nói, như thế nào tương liên? Chính là đại gia cột vào cùng nhau, nói như vậy nếu trong đó một cái xảy ra chuyện, những người khác có thể túm trở về. Dương Nghị Vân trả lời, biện pháp này đích xác có thể thử xem, Mai tỷ gật đầu. Ngay sau đó Dương Nghị Vân vung tay lên trong tay thần quang chợt lóe, lại là xuất hiện một cây dây thừng, là một kiện cấp thấp thần khí. Đây là hắn năm đó chém giết 33 thiên điện những cái đó đuổi giết hắn thần linh sau đạt được chiến lợi phẩm, giống như vậy cấp thấp thần khí hắn năm đó siêu tập không ít ở Càn Khôn Hồ Trung. Phóng tới hiện tại đã không thích hợp hắn sử dụng, nhưng lại ở như vậy hoàn cảnh có thể có tác dụng. Rồi sau đó vung tay lên đi ra ngoài, dây thừng bay ra đi, đem đại gia thủ đoạn đều sâu chuỗi ở cùng nhau. Chủ yếu Dương Nghị Vân sợ hãi Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng tu vi không đủ nói. Ở đột nhiên dưới tình huống có thể khởi đến bảo hộ bọn họ ba cái tác dụng. Đương nhiên biện pháp này được chưa, còn không biết. Để ngừa vạn nhất chuẩn bị đi. Làm phòng hộ tổng so không có làm cường. Chín đại tinh la bàn thượng cường giả đều là lẫn nhau chi gian chú ý đối phương. Dương Nghị Vân này một đầu tao thao tác ra tới, làm rất nhiều người trước mắt sáng ngời. Vì thế sôi nổi noi theo lấy ra đủ loại dây thừng thần khí, hai người trở lên giả đều đem từng người cột vào cùng nhau. Đương nhiên một người một mình ở tinh la bàn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Tỷ như Dương Nghị Vân nhìn đến một người thân xuyên cơ ra quần áo lão giả chính là một mình một người, nhưng người này lại là hợp đạo hai tầng tu vi, xem như mọi người chung năm đại hợp đạo hai tầng cường giả chi nhất. Đối với cơ gia, lúc trước hắn giết thượng cơ gia tướng tiểu sư tỷ liền ra tới thời điểm, nhưng chưa thấy qua tên này cường giả, hơn nữa cơ người nhà cũng không có tham gia đại đạo thống nhất tiến vào chúng thần vực thế giới hành động, từ kia về sau. Cơ gia trực tiếp tuyên bố phong sơn, hiện tại nhưng thật ra không nghĩ tới cơ gia còn tiến đến một người hợp đạo cường giả. Không đủ không sao cả, trên người bọ chó nhiều không ngứa, hắn hiện giờ đắc tội kẻ thù nhưng không riêng gì cơ gia. Trừ bỏ cơ gia người này, còn có một người cũng độc thân, Dương Nghị Vân phát hiện thật đúng là có duyên phận, nhìn dáng vẻ là thần nông thị cường giả, cảm giác chung cũng là hợp đạo hai tầng cường giả. Chỉ có này hai người là một mình một người chiếm cứ một cái nói. Mặt khác bảy điều tinh la trên đường ít nhất đều là hai người. Đương nhiên nhiều nhất cũng không vượt qua bốn cái. Chỉ có bọn họ là một hàng sáu cái nửa. Có nhân số ưu thế, có huyết anh tồn tại thực sự chói mắt. Này nếu là ở bên ngoài nói, Dương Nghị Vân phỏng chừng bọn họ mấy cái sớm bị cùng công chi, cũng may hiện tại ở chỗ này, chín điều trên đường ai cũng quá không tới ai một bên đi. Mỗi một cái nói đều giống cái 30 mét, khe hở ra chính là hư không. Như thế không cần lo lắng sẽ bị kẻ thù hạ âm tay. Mọi người tiếp tục về phía trước đi tới. Kế tiếp lại là vài trăm thước đi trước, rốt cuộc không xuất hiện lôi điện cùng cuồng phong. Nhưng là không có người thả lỏng lại, quỷ biết tiếp theo sóng phong ba khi nào dựng lên. Thần bí cường giả chính là người điên, hoàn toàn đem tất cả mọi người trở thành món đồ chơi giống nhau ở chơi, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không làm đại gia hảo quá. Dương Nghị Vân trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm. Dị biến nổi lên. Ầm ầm ầm, hô hô hô, sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét. Quả nhiên vẫn là không có bất luận cái gì dấu hiệu. Nên tới chung quy tới. Liền biết không sẽ nhẹ nhàng, Dương Nghị Vân nói thầm. Toàn thân thần quang đại tác phẩm, thần quang hộ thể, pháp lực vận chuyển tới hai chân. Chính là lôi điện cùng cuồng phong xuất hiện không có bất luận cái gì tung tích, dựng lên trực tiếp liền ở trên người. Lôi điện từ đầu mà hàng với thân, làm thân thể chết lặng cơ hồ mất đi chi giác. Ngay sau đó đó là cuồng phong gào thét, như là vô hình chung có một đôi bàn tay khổng lồ dừng ở trên người, muốn đẩy hạ tinh la nói đi. Lần này lôi điện cùng cuồng phong diện tích to lớn, vượt quá ngẫm lại, tất cả mọi người ở trong phạm vi.
Cũng may có phía trước vết xe đổ, tất cả mọi người trong lòng lại chuẩn bị, cơ hồ ở lôi điện cùng cuồng phong vang lên nháy mắt liền làm ra phản ứng. Tuy rằng bị lôi điện đánh rớt trong người tư vị không dễ chịu, khá vậy không phải chí mạng, chính là làm thân thể có chết lặng, mất đi cân bằng. Cuồng phong thêm thân đem đại gia muốn đẩy Hạ Tinh La nói đi. Bất quá vẫn là tu vi ngăn cản ở. Gần ngay lập tức chi gian lôi điện cùng cuồng phong biến mất. Ở cùng thời gian, Dương Nghị Vân liền phát hiện Hùng Hoan bị thổi bay lên, cũng may trên cổ tay có dây thừng, hắn đem Hùng Hoan túm không bay ra đi, chờ lôi điện cùng cuồng phong qua đi, Hùng Hoan lại một lần dừng ở Bạch Ngọc trên đường. Âm Dương Kim Cương vợ chồng, cũng là một trận kịch liệt lắc lư, nhưng là ở cuối cùng đoạn thân mới ra tay đưa bọn họ thân thể ổn định. Này một đợt cuối cùng qua đi, hữu kinh vô hiểm. Mặt khác tám điều tinh la trên đường tình huống đều không sai biệt nhiều. Tu vi càng cao đã chịu ảnh hưởng càng nhỏ, hơn nữa có chuẩn bị, lúc này đây so với thượng một lần càng mãnh liệt, nhưng lại mỗi một có thoát ly tinh la nói bị lưu đày tiến hư không đi, đương nhiên là có vài sóng người, trải qua lúc này đây phát hiện Dương Nghị Vân dùng dây thừng lẫn nhau liền thành nhất thể phương pháp muốn an toàn nhiều, vừa rồi lan đến hạ, đại gia lẫn nhau liên tiếp, đích xác khởi tới rồi lẫn nhau kiềm chế tác dụng. Chờ gió êm sóng lặng lúc sau, rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Dương Nghị Vân liếc mắt một cái. Đối này Dương mẫu nhân chỉ là méo miệng. Tiếp tục về phía trước mà đi. Một canh giờ thời gian, dựa theo như vậy tốc độ đi xuống đi, qua đi thời gian là không đủ. Cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Mai tỷ chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, dựa theo vừa rồi lôi điện cùng tay cuồng phong đánh sâu vào, chúng ta biện pháp này là được không, có thể ứng đối đột phát tình huống, ngươi nói đi. Dương Nghị Vân chuẩn bị ra tốc. Hành, ta cũng cảm thấy vấn đề không lớn, đây mới là cửa thứ nhất mà thôi. Chín đại quan so sánh với khó khăn đại ở phía sau, có thể khối vuông tốc độ, chúng ta sáu người tương liên nhất thể, chẳng sợ mất đi trọng tâm, chỉ cần có trong đó một người phát lực đều có thể ổn định, có thể nhanh hơn tốc độ. Mai tỷ gật đầu đồng ý. Hảo, đi. Dương Nghị Vân mở miệng lúc sau, dưới chân tốc độ buông ra, đi đầu mà đi, phía trước đều là tiểu tâm ý nghĩa mà đi, lần này lại là một bước bước vào pháp lực thêm thân, tốc độ nhanh gấp 10 lần không ngừng. Kỳ thật Dương mẫu nhân trong lòng có một cái lớn mật phỏng đoán, hắn lúc này chính là muốn thử xem, cho rằng lôi điện cùng cuồng phong xuất hiện là có quy luật nhưng theo. Nếu có thể chứng thực, như vậy bọn họ hẳn là có thể nhẹ nhàng quá quan. Dương Nghị Vân sở dĩ phỏng đoán lôi điện cùng cuồng phong có quy luật có thể tìm ra là bởi vì trước sau hai lần hắn thấy được đương lôi điện cùng cuồng phong dựng lên thời điểm, đỉnh đầu sao trời chung luôn có sao trời ở lập lòe. Đây là một cái rất nhỏ phát hiện. Nhưng lại ở Dương Nghị Vân xem ra là trọng điểm. Nếu không phải hắn vừa rồi trong lúc vô ý quan sát qua đỉnh đầu sao trời, thật đúng là phát hiện không được. Cái này phát hiện trọng điểm là, đường sao trời lập lòe dựng lên thời điểm, ngay sau đó đó là lôi điện cuồng phong, lẫn nhau chi gian kém thời gian cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng ở Dương Nghị Vân trong mắt đây là trọng đại phát hiện. Có lẽ này sẽ là bọn họ cơ hội. Như vậy chi tiết hắn tin tưởng không phải mỗi người đều có thể phát hiện. Hiện tại hắn phát hiện. Cho nên hắn mang theo Mai tỷ đám người nhanh hơn tốc độ. Ngắn ngủn 10 tức không đến, bọn họ 6 người hóa thành lục đạo thần quang ở tinh la trên đường, bay vọt hơn 1.000 mét. Dương Nghị Vân vẫn luôn ở quan sát đến phía chân trời phía trên sao trời biến hóa. Quả nhiên như hắn trong lòng suy nghĩ, đỉnh đầu phía trên có sao trời lại một lần lập lòe một chút. Dương Nghị Vân vội vàng dừng lại nói, đinh, phòng ngự. Mai tỷ đám người nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, cơ hồ là bản năng dừng lại, từng người thúc giục pháp lực. Liền ở Dương Nghị Vân mở miệng đồng thời, tiếng sấm từng trận cuồng phong gào thét. Ầm vang. Hô hô. Trong lúc nhất thời quen thuộc lôi điện gia tăng, thật lớn cuồng phong chi lực trống rỗng cuốn tịch mà đến. Nhưng, lúc này đây có Dương Nghị Vân nhắc nhở, so với phía trước một lần mọi người đều thong dong nhiều. Lôi điện cuồng phong tới mau đi cũng mau. Lúc này đây đại gia chỉ là thân thể lắc lư một chút, đã chịu ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể. Hồ thần tôn ngài cũng quá thần. Đoạn thân mới vừa chụp một cái mông ngựa. Mông đúng rồi, nhưng cũng không thể đại ý, quỷ biết tiếp được còn có cái gì chờ chúng ta, chuẩn bị một chút chúng ta tiếp tục đi. Dương Nghị Vân cười cười, ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong giọng nói tràn ngập chỉ cần kiêu ngạo hương vị. Tại đây hư không thiên địa bàn một phương trong thiên địa, cường giả rất nhiều. Nhưng hắn Dương mẫu nhân lại là phát hiện cái này rất nhỏ biến hóa. Nói không có điểm kiêu ngạo đó là giả. Hắc hắc, thần tôn lời nói là mấy.
Đoạn Thân mới vừa cười nói. Lão Đoạn từ tu vi bước vào hợp đạo lúc sau, tâm cảnh cùng tính tâm đều có biến hóa, trở nên rộng rãi rất nhiều, bực này biến hóa là tiềm di mặc hóa, Đoạn Thân mới vừa chính mình cũng chưa phát hiện. Lão Đoạn vuốt mông ngựa hành vi, xem ở Âm Dương Kim Cương vợ chồng trong mắt lại là thẳng trợn trắng mắt. Trong lòng ê ẩm, nhưng là không có biện pháp, ai làm Đoạn Thân mới vừa sớm bọn họ một không vượt qua kia một đạo đại quan đâu. Vợ chồng hai người lại là âm thầm thề, nhất định phải bước vào hợp đạo cảnh giới. Hành đi, chúng ta tiếp tục. Dương Nghị Vân biết thời gian không đợi người, từ bắt đầu đến bây giờ đã có nửa canh giờ, còn dư lại nửa canh giờ thời gian, nếu đến không được cái thứ hai tinh la bàn thượng, bọn họ kết cục cũng vẫn là bị lưu đày ở trên hư không đi. Đúng lúc này Mai Tỷ mở miệng nói, Vân Tử ngươi xem có người đuổi kịp tới. Dương Nghị Vân nghe được Mai Tỷ nói chuyện, quay đầu nhìn lại, cư nhiên phát hiện là Cửu Lê Ti A mang theo hắn Cửu Lê tộc nhân cùng cơ gia vị nào cường giả, trước sau hóa thành ba đạo thần quang tới, thực mau liền cùng bọn họ tề bình. Không đủ lúc này tiếng sấm cũng vang lên. Tam đại cường giả tựa hồ cũng sớm đã có sở chuẩn bị, ở trong nháy mắt cũng vững vàng tránh thoát lôi điện cùng cuồng phong đánh sâu vào. Lúc này Dương Nghị Vân phát hiện một vấn đề. Đó chính là lúc này đây lôi điện cùng cuồng phong cư nhiên không có chỉnh thể xuất hiện, mà là trước sau dựng lên, này nói mệnh, lôi điện cùng cuồng phong là có nhằm vào chất. Hoặc là nói là bị thao tác. Mà thao tác người, không hề nghi ngờ là kẻ thần bí. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong lòng cảm thán, xem ra phát hạ lôi điện cuồng phong rất nhỏ biến hóa không ngừng là hắn một người a. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, có thể trở thành hợp đạo trình tự cường giả người, bản thân đều có thể nói là người xuất sắc. Đều là nhân tinh. Hắn có thể phát hiện, người khác tự nhiên cũng có thể phát hiện, nhiều nhất chỉ có thể thuyết minh, hắn so người khác phản ứng mau một chút. Trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra còn muốn nỗ lực mới là, càng không thể coi thường bất luận kẻ nào. Chúng ta đi. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua Cửu Lê Ti A ba người, mang theo Mai Tỷ đám người tiếp tục đi trước. Đến bây giờ mới thôi đều không có đi đến cuối, hoặc là nói không có nhìn đến cái thứ hai tinh la bàn xuất hiện. Này chỉ có thể thuyết minh phía trước lộ còn rất dài, không thể lơi lỏng. Dương Nghị Vân một hàng rời khỏi sau, hơi lạc bọn họ một bậc Cửu Lê Ti A cùng cơ gia cường giả ba người, lại là hơi làm tạm dừng. Vừa qua khỏi một đợt lôi điện cùng cuồng phong đánh sâu vào sau, tức khắc muốn xuyễn khẩu khí, bực này lôi điện cùng cuồng phong đánh sâu vào cũng không phải là tầm thường chi lực, chẳng sợ bọn họ là hợp đạo cấp bậc cường giả cũng cảm thấy tâm mệt. Cửu Lê Ti A phía sau là sư đệ Cửu Lê Lạc. Nhìn theo Dương Nghị Vân đám người biến mất phương hướng, Cửu Lê Lạc mở miệng nói, sư huynh kia tiểu tử thật đúng là tà môn, cư nhiên là cái thứ nhất phát hiện sao trời lập lòe quy luật người. Đi, chúng ta theo sau, ta hoài nghi hắn khả năng đã sớm biết nơi này biến hóa tình huống. Cửu Lê Ti A nói. Dùng cái gì thấy được? Cửu Lê Lạc hỏi. Hắn mang theo huyết anh, đừng quên huyết anh là chúng thần vực thế giới dựng dục mà ra bẩm sinh chi linh. Muốn nói đối này một phương thế giới hiểu biết khả năng huyết anh là mấu chốt. Cửu Lê Ti A nói. Còn thật có khả năng. Hai người nói chuyện chi gian lần thứ hai mà đi. Bọn họ đồng dạng là quan sát đến sao trời biến hóa, do đó nhanh hơn tốc độ, cũng là đánh cuộc một phen, hiện tại xem ra đánh cuộc chính xác, nhưng là lại cho rằng Dương Nghị Vân có thể như thế nhanh chóng là bởi vì có huyết anh trợ giúp. Cái này logic kỳ thật thực đáng tin cậy. Chỉ là bọn hắn không biết Dương Nghị Vân lần này là dựa vào chính mình sức quan sát phát hiện vấn đề. Cũng không có dựa huyết anh. Bất quá, ở phía sau mấy quan chung, huyết anh thật đúng là phát huy thật lớn tác dụng, ít nhất giờ phút này Dương Nghị Vân không biết. Cơ gia cường giả đồng dạng híp mắt hóa thành một đạo thần quang phi thân mà đi, cùng Cửu Lê Ti A sư huynh đệ ở cùng cái trục hoành thượng. Sở bất đồng chính là đại gia từng người ở độc lập tinh la trên đường về phía trước mà đi. Như Dương Nghị Vân sở liệu, sao trời lập lòe chính là lôi điện cùng cuồng phong xuất hiện dấu hiệu, ở kế tiếp đi trước chung, mỗi một lần chỉ cần đỉnh đầu sao trời chung có sao trời lập lòe tất nhiên sẽ ở không đến tam tức thời gian có lôi điện cùng cuồng phong đánh sâu vào. Cũng may bọn họ có chuẩn bị sau, mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di. Liên tiếp trải qua 4 lần lôi điện cùng cuồng phong đánh sâu vào lúc sau, rốt cuộc Dương Nghị Vân trong tầm mắt thấy được cái thứ hai tinh la bàn xuất hiện. Hắn trong lòng đại hỉ. Còn có 100 mét, chúng ta đến. Nói chuyện chi gian kỳ thật liền bước lên cái thứ hai tinh la bàn. Thoạt nhìn cùng cái thứ nhất tinh la bàn không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là không có đi trước lộ. Bất chấp tất cả,
Dương Nghị Vân mấy người dành trước Thượng Tinh La Bàn lại nói. Cuối cùng là ở quy định thời gian trong vòng đến cái thứ hai Tinh La Bàn thượng, không đến mức bị lưu đẩy hư không đi. Hơn nữa Dương Nghị Vân trong lòng tính toán quá, khoảng cách kẻ thần bí quy định một canh giờ đạt tới, bọn họ còn có mười mấy phút thời gian, bọn họ trước tiên hoàn thành. Nhưng là, dị biến mà sinh cũng ở ngay lúc này đã xảy ra. Mấy người bọn họ vừa mới bước lên cái thứ hai Tinh La Bàn, khí cũng chưa tới kịp xuyến một ngụm thời điểm, đột nhiên dưới chân Tinh La Bàn quang vội đại tác phẩm dựng lên. Oanh! Lại là màu trắng ngọn lửa từ dưới chân dâng lên. Đồng thời bên tai vang lên hô hô mà làm gió to thanh. Phòng ngự! Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến. Pháp lực lưu chuyển toàn thân, đồng thời vung tay lên chi gian đem Hùng Hoan bao phủ ở hắn pháp lực dưới. Mà Mai tỷ cùng Đoạn Thân mới vừa cũng đều có ăn ý, đem Âm Dương Kim Cương vợ chồng từng người bảo hộ ở pháp lực bao phủ chung. Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng nhưng đều là thiên đạo quy tắc cấp bậc, thấp ngăn không được bất thình lình màu trắng ngọn lửa. Gần liền như vậy trong nháy mắt, ở ngọn lửa cùng với mà đến gió to hạ sáu người đừng thổi đến ngã trái ngã phải, một các ngã xuống Tinh La Bàn thượng. Cũng may Tinh La Bàn diện tích đủ đại, không phải Tinh La nói chỉ có 3 mét khoan. Liền Dương Nghị Vân sáu người bị thổi tới rồi bên cạnh. Ngọn lửa cùng gió to tới mau đi cũng mau. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Không đủ liền như vậy một chút, bọn họ trên cổ tay dây thừng cũng đừng đốt đứt. Tuy rằng có chút chật vật, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Dương Nghị Vân cảm giác đây là kẻ thần bí cố ý trò đùa dai, chỉnh bọn họ. Đứng lên sau, Dương Nghị Vân nói, mọi người đều không có việc gì đi. Không có việc gì. Mấy người lẫn nhau đứng dậy. Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng bị Dương Nghị Vân cùng Mai Tỷ, Đoạn Thân mới vừa bảo hộ dưới đồng dạng không bị thương. Nhưng là vừa rồi nếu thượng toát ra ngọn lửa độ ấm đáng sợ, đích xác không phải thiên đạo cấp bậc có thể chống cự, nếu là dính thân bất tử cũng đến lột ra. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng âm thầm mắng. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí. Đúng lúc này, thần bí già nua thanh âm vang lên. Hắc hắc tiểu gia hỏa các ngươi đến thời cơ linh, bất quá này chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có đệ tam đến thứ 9 kèn Phagot chờ các ngươi. Làm đệ nhất đạt tới mục tiêu giả, khen thưởng các ngươi thánh đan một lọ, 3 viên Nga. Nga đúng rồi, ngươi chờ còn có thể vấn đề một vấn đề, xem như đối với các ngươi ngạch vì khen thưởng. Ở cái này thanh âm rơi xuống hết sức, Dương Nghị Vân trước mắt ngân quang chợt lóe, xuất hiện một cái đan dược bình. Đồng thời bọn họ trong tầm mắt một cái bạch ngọc nói ra hiện kéo dài hướng về phía phương xa. Này nói xuất hiện, không hề nghi ngờ, là thông hướng cái thứ ba Tinh La Bàn, hoặc là nói là cửa thứ ba Tinh La nói. Dương Nghị Vân duỗi ra tay đem đan dược bình nhéo vào trong tay, mở ra vừa thấy nội loại quả nhiên có 3 viên màu trắng ngà đan dược, thoạt nhìn phổ phổ thông thông, không có bất luận cái gì đan văn, càng không có trong tưởng tượng tản mát ra cường đại năng lượng dao động. Cái này làm cho hắn nhìn không được nói thầm nói, đây là thánh đan, không phải là giả đi. Lời này một chỗ đỉnh đầu sao trời một tiếng tiếng sấm đại tác phẩm. Ngay sau đó thần bí già nua thanh âm giận dữ nói, hỗn trướng, ngươi là tại hoài nghi bổn tọa, vô chi tiểu bối biết cái gì, thánh đạo chi đan, trở lại nguyên trạng, kỳ thật ngươi có thể hiểu biết, nói cho tiểu tử ngươi, 3 viên thần đan cũng đủ làm bên cạnh ngươi 3 gã thiên đạo tiến giai hợp đạo. Dương Nghị Vân nghe được lúc sau, hai tròng mắt trung hiện lên một tia tinh quang, cái này trả lời đúng là hắn muốn, cũng là cố ý vì này mà thôi. Vừa lúc a. 3 viên thánh đan, vừa vặn tách ra Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng 3 người, nếu là thật có thể làm 3 người tiến giai hợp đạo chi cảnh, như vậy nối tiếp phía sấm quan nhưng chính là đại trợ lực, ít nhất cũng không cần phân tán tinh lực đi bảo hộ 3 người. Hơn nữa hắn ngồi xuống sẽ ra đời tam đại hợp đạo. Đây là kiểu gì đại cơ duyên? Dương Nghị Vân ngẫm lại đều kích động. Không nghĩ tới được đệ nhất danh, còn có ngạch vì khen thưởng. Thực sự không nghĩ tới. Vội vàng nói, tiền bối chớ trách, ta chỉ là thuận miệng vừa nói, vãn bối tự nhiên là tin tưởng. Hừ tiểu tử các ngươi còn có một cái hướng bản tôn vấn đề cơ hội, nhanh lên hỏi, quá hạn không chờ. Thần bí già nua thanh âm thực khó chịu. Dương Nghị Vân vội vàng tỉnh ngộ, đúng vậy. Trừ bỏ nhiều 2 viên đan dược chi vị, còn có một cái vấn đề cơ hội. Cái này chính là cầu mà không được. Dương Nghị Vân đối với phía chân trời buột miệng thốt ra, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Dương Nghị Vân vấn đề này hỏi ra tới, Mai tỷ bọn người ngốc. Đây là cái gì tao thao tác?
có thể hay không hỏi cái trọng điểm a? Đây là cái gì vấn đề? Tại đây loại tràn ngập không biết nguy hiểm hoàn cảnh hạ, ngươi liền không thể hỏi một chút tinh la trên đường sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống chờ, cũng hảo cho đại gia hạ thấp một chút nguy hiểm sao? Bao gồm Mai Tỷ ở bên trong đều đối Dương Nghị Vân vấn đề này hết chỗ nói rồi. Thậm chí còn bị Dương Nghị Vân vấn đề kẻ thần bí cũng trong lúc nhất thời đã không có đáp lại, có lẽ cũng không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ hỏi ra như vậy một cái vượt quá lẽ thường hỏi ngày đi. Ước chừng qua 10 tức thời gian đối phương già nua thanh âm mới ở đối vang lên. Hắc hắc, người cái này tiểu bối nhưng thật ra có điểm ý tứ a. Thực hiển nhiên kẻ thần bí cũng bị Dương Nghị Vân kỳ ba ta vấn đề cấp kinh ngạc một chút. Ngay sau đó xác nhận nói, tiểu bối ngươi xác định muốn hỏi bổn tọa vấn đề này sao? Giờ phút này kẻ thần bí như là cấp Dương Nghị Vân một lần cơ hội, ý tứ là nói, tiểu tử ngươi một lần nữa vấn đề đi, đừng lãng phí bản tôn cho ngươi quý giá vấn đề. Nhưng là, Dương mỗ nhân giống như là một cây gân. Nhếch miệng cười, tiếp tục lặp lại nói, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Một chữ không lầm đem vấn đề cấp lặp lại ra tới. Vân tử. Lúc này Mai Tỷ đều sốt ruột lên. Bất quá Dương mỗ nhân giơ tay, ý bảo Mai Tỷ đừng nói chuyện. Hiển nhiên hắn muốn kiên trì chính mình vấn đề. Ha ha ha. Kẻ thần bí già nua thanh âm cười to dựng lên, vang vọng thiên địa. Có ý tứ thật là quá có ý tứ, ha ha ha. Hảo, bổn tọa liền nói cho ngươi, bổn tọa không phải người. Thần bí già nua thanh âm nói tới đây thời điểm, thanh âm biến mất. Mà cùng thời gian, có 6 điều trên đường thần quang bay nhanh mà đến. Lại là cửu Lê Ti A cùng cơ gia còn có mấy đại cường giả đuổi lại đây, những người này cũng nghe tới rồi kẻ thần bí cùng Dương Nghị Vân đối thoại thanh. Kỳ thật đều tò mò kẻ thần bí sẽ là người nào. Nhưng là không nghĩ tới nhân gia nói xong lời cuối cùng, cư nhiên không có thanh âm. Một đám trong lòng tò mò cũng sốt ruột, trước sau bước lên từng người nơi tinh la bàn. Cùng thời gian ngọn lửa cùng cuồng phong gào thét dựng lên. Bọn họ cùng Dương Nghị Vân đám người tao ngộ đồng dạng. Tất cả đều bị đệ nhị tinh la bàn sơn ngọn lửa đốt cháy một thiên. Có người phát ra kêu thảm thiết. A a a. Hiển nhiên không có trong lòng chuẩn bị dưới tình huống. Bị tinh la bàn thượng ngọn lửa đốt cháy có hại. Bất quá ngọn lửa xuất hiện mau, biến mất cũng mau. Không có người tử vong, nhưng là có mấy người bị thương là khó tránh khỏi. Một lần chật vật lúc sau, từng người đứng dậy, trước tiên đều hướng về Dương Nghị Vân đám người nhìn qua. Kỳ thật đều là muốn nghe xem kẻ thần bí đối Dương Nghị Vân nói gì đó lời nói. Hoặc là nói Dương Nghị Vân hỏi kẻ thần bí thân phận, rốt cuộc là người nào. Phía trước đại gia chỉ nghe được kia một câu, bổn tọa không phải người. Lời này nếu là đặt ở nhân tộc chung, nghe tới chính là làm thấp đi. Nhưng là ở thần tộc hoặc là nói kẻ thần bí trên người, chút nào không kỳ quái, trong tam giới thần tộc vô số, nhân tộc ở cổ xưa trong lịch sử cũng không phải chúa tể giả. Thần tộc rất nhiều, được xưng vạn tộc thần linh. Kẻ thần bí nói một câu ta không phải người, thực bình thường. Mà đối với Dương Nghị Vân tới nói, hắn khóe miệng có ý cười. Đáp án đã đạt được, kẻ thần bí nửa đoạn sau là đối hắn truyền âm theo như lời, chỉ có hắn có thể nghe được. Hồi tưởng vừa rồi già nua thanh âm ở trong óc vang lên. Bản tôn chính là này hư không thiên đế bản trung bản cờ chi linh, cũng có thể nói là chúng thần điện cái này trí bảo chi linh, nãi thiên đế sáng tạo, người có thể xưng hô bổn tọa vì tinh la. Tuy rằng là thực đoạn một câu, nhưng là nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là vô cùng chấn động. Bởi vì những lời này chung để lộ ra tới tin tức ở hắn xem ra đã rất lớn rất lớn. Thần bí già nua thanh âm, là này hư không thiên đế bản chi lệnh, cũng có thể nói là chúng thần sơn chúng thần điện chi linh. Chúng thần điện hư không thiên địa bàn đều là nhất thể. Là một kiện chí bảo. Đối phương chính là khí linh giống nhau tồn tại, tên là Tinh La. Còn có chính là ở Dương Nghị Vân lý giải chung, chúng thần điện tuy rằng trở thành phế tích. Nhưng chân chính trung tâm hẳn là hư không thiên đế bàn, lại là hoàn chỉnh. Bởi vì nơi này thiên địa tự thành một phương thế giới, dựng lên khí linh tinh la còn tồn tại, này thuyết minh, chúng thần điện chúng thần sơn chân chính trung tâm không có phế bỏ. Nếu tinh la đem chính mình bí mật nói cho hắn, với hắn mà nói chính là rất lớn cơ hội. Cái gì cơ hội đâu? Cơ hội này đó là khí linh. Khí linh tồn tại là trưởng quản thần khí, mà thần khí nếu là vô chủ. Chẳng phải là nói đến ai khác liền có cơ hội được đến thần khí, trở thành khí linh tân chủ nhân.
cho nên Dương Nghị Vân nội tâm có điểm lửa nóng lên. Lúc này, chỉ nghe thần bí thanh âm hoặc là nói là tinh la thanh âm lần thứ hai vang lên nói, ngươi chờ ở quy định thời gian đến, khen thưởng thánh đan một viên. Theo giọng nói lạc bế, mặt khác sáu đại tinh la bàn thượng trống rỗng xuất hiện sáu viên thánh đan. Cửu Lê Tia, a đám người mặc kệ mỗi một cái tinh la bàn thượng nhân nhiều ít người, chính là một viên. Cũng không phải là mỗi người một viên. Từng người thu thánh đan. Trong đó có một người tứ đại ngoại đạo quang minh chư thiên người mở miệng nói, vì sao kia tiểu tử là ba viên, này không công bằng. Không tồi, chúng ta cũng muốn ba viên, có phải hay không cũng có thể vấn đề. Cơ gia cường giả cũng mở miệng. Đúng vậy, dựa vào cái gì kia tiểu tử là ba viên thánh đan. Sáu đại ngôi cao thượng mọi người mồm năm miệng mười, đều ghen ghét Dương Nghị Vân nói ra tới. Nhưng mà, oanh, ồn ào Dương Nghị Vân là cái thứ nhất đến đệ nhị tinh la bàn người, cấp ba viên thánh đan cùng vấn đề một vấn đề là làm đệ nhất danh thêm vào khen thưởng, ngươi chờ này đó phế vật, có cái gì nhưng oán giận, có năng lực ở kế tiếp cửa thứ ba cũng đạt được đệ nhất, đến lúc đó làm theo có thêm vào khen thưởng, chớ có ồn ào. Tinh la thanh âm vang lên cùng với tiếng sấm tiếng động, cái này không có người dám nói chuyện. Ngẫm lại cũng là, ai làm cho bọn họ không phải đệ nhất danh đâu. Đối mặt thần bí già nua thanh âm, không có ai dám nói chuyện. Nhiều nhất đều là nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập ghen ghét. Dương mỗ nhân hắc hắc mà cười, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn quét những người đó liếc mắt một cái, rồi sau đó lấy ra ba viên thánh đan, phân biệt cho Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ăn vào nói, ăn vào mau chút luyện hóa, có thể hay không bước vào hợp đạo chi cảnh liền xem các ngươi chính mình tạo hóa. Cảm ơn Vân đại ca. Hùng Hoan là thuộc về thiên chân đơn thuần vô tâm không phổi cái loại này, cầm lấy thánh đan một ngụm liền nuốt vào bắt đầu tu luyện. Âm Dương Kim Cương vợ chồng còn lại là tại đây một khắc lại là đôi mắt đều hồng thấu. Bọn họ vợ chồng trăm triệu không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ đem thánh đan lấy ra tới cho bọn hắn. Thánh đan chân quý bọn họ tự nhiên là biết đến, càng có thể nói là đắc ý không nên, nhưng Dương Nghị Vân nói cho liền cấp, trong lúc nhất thời vợ chồng hai người cảm động. Được rồi, đừng lừa tình, chạy nhanh ăn vào tu luyện, thời gian không đợi người, chờ các ngươi sau khi đột phá, chúng ta chỉnh thể thực lực liền đại tưng, mặt sau còn có bảy đại quan chờ chúng ta, đồng tâm hiệp lực mới có thể cộng độ cửa ải khó khăn, tại đây một phương thế giới sống sót, các ngươi đột phá, chúng ta áp lực cũng liền nhỏ. Dương Nghị Vân nhìn Âm Dương Kim Cương vợ chồng nói. Đa tạ thần chủ. Bất chi bất giác trung tuần Dương Kim Cương đối Dương Nghị Vân xưng hô biến thành thần chủ. Ở trong lòng hắn Dương Nghị Vân ở đoạn thân sau khi đột phá làm cho bọn họ kêu thần tôn, không cần kêu chủ nhân, nhưng này phân cảm động trong lòng, thuần Dương Kim Cương hô lên thần chủ, lấy kỳ ân đức. Vợ chồng hai người khấu tạ lúc sau lại cũng không có chối từ, nhận lấy thánh đan bắt đầu tu luyện, bọn họ cũng biết Dương Nghị Vân là thật, chỉ cần bọn họ tu vi đột phá, chẳng khác nào thiếu trói buộc, còn có thể giúp đỡ đại gia vội. Chờ Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng tiến vào tu luyện trạng thái sau. Dương Nghị Vân lúc này mới nhìn về phía Mai Tỷ cùng đoạn thân mới vừa nói, các ngươi sẽ không trách ta đi. Mai Tỷ trắng Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nói, thánh đan cho bọn hắn ba cái so với chúng ta càng quan trọng, có cái gì hảo quái. Đoạn thân cương trực tiếp vuốt mông ngựa nói, thần chủ anh minh thần võ. Hắn vừa rồi quan sát đến thuần Dương Kim Cương kêu Dương Nghị Vân thần chủ thời điểm, Dương Nghị Vân tựa hồ nghe cao hứng, đơn giản hắn cũng kêu thần chủ. Ha ha. Ngươi nhưng thật ra sẽ vuốt mông ngựa, Dương Nghị Vân cười mắng đoạn thân cương. Bên này Dương Nghị Vân mấy người nói cười cười. Mặt khác ngôi cao thượng, mọi người ánh mắt khác nhau. Mọi người đều không nghĩ tới, Dương Nghị Vân tiểu tử này thật là có quyết đoán, thánh đan cư nhiên không để lại cho chính mình ngược lại là cho thủ hạ của ngươi, không giống bình thường tiểu tử a. Ầm vang, nói chuyện công phu, dư lại ba cái tinh la bàn người trên cũng đến đông đủ. Cơ hồ là ở cuối cùng vài phút đã đến. Mọi người xem như ở quy định thời gian nội đến đông đủ. Trừ bỏ ngay từ đầu Cửu Lê tộc một người bị lưu đày hư không, những người khác tuy rằng có chút chật vật, nhưng đều ở quy định đã đến giờ tề. Điểm này kỳ thật mọi người đều không ngoài ý muốn, lúc này mới gần là qua cửa thứ nhất mà thôi, có thể nói là đơn giản nhất một quan, nếu là này một quan đều quá không được, cũng thẹn với hợp đạo tu vi. Đương nhiên không có bất luận cái gì một người may mắn thoát khỏi, tuy rằng đều ở nhất quy định thời gian nội bước lên đệ nhị tinh la bàn, nhưng mỗi người đều là chật vật. Có một chút lại là phi thường minh xác, đó chính là tất cả mọi người ghen ghét Dương Nghị Vân. Tiểu tử này rút được thứ nhất, đạt được ba viên thánh đan,
càng là vấn đề một vấn đề, cái này là rất nhiều người đều hâm mộ. Cũng không biết Dương Nghị Vân hỏi cái gì vấn đề. Đối Dương Nghị Vân tình huống đại gia chính mình đều là biết đến, từng người dưới tòa đều là có thiên đạo cấp bậc đồ tử đồ tôn, tuy không ở bên nhau, nhưng lại là tin tức liên hệ. Dương Nghị Vân tiểu tử này tiến vào chúng thần vực lúc sau, nhưng thiếu không thiếu giết người. Có thể nói thần giới đại đạo điện thế lực, đừng Dương Nghị Vân đắc tội hơn phân nửa. Bọn họ này đó hợp đạo cấp bậc cường giả tuy rằng biết nhưng là cũng không có kéo xuống thể diện đi tìm Dương Nghị Vân báo thù, chỉ có biết được huyết anh xuất thế thời điểm, cửu Lê Tia, a mấy người lại đi tìm Dương Nghị Vân, nhưng đều có hại. Hiện tại Dương Nghị Vân đã bước vào hợp đạo cấp bậc, ở đây tất cả mọi người kỳ thật có kiêng kỵ. Sốt cuộc Dương Nghị Vân hợp đạo, hắn bên người nữ nhân hợp đạo, còn có một cái quỷ dị huyết anh, một cái khác đoạn thân mới vừa cũng là hợp đạo cấp bậc. Bực này chân dung tưởng động Dương Nghị Vân thật đúng là muốn ước lượng ước lượng. Lại nói hiện tại đại gia từng người ở trên một con đường, cũng đụng vào hắn không được. Như khí linh tinh la lời nói, nhưng phàm là đạt tới yêu cầu giả, đều đạt được thánh đan khen thưởng. Hơn nữa mỗi một cái tinh la bàn phía trước xuất hiện tinh la nói. Kế tiếp sao? Khí linh tinh la thanh âm lần thứ hai vang lên nói, hắc hắc bọn tiểu bối, cửa thứ ba bắt đầu, thời gian như cũ là một canh giờ. Chúc các ngươi vận may, nhưng là lúc này đây nhưng không nghĩ phía trước như vậy nhẹ nhàng nga, sẽ chết người, ha ha. Đương nhiên khen thưởng cũng muốn phong phú. Quy định thời gian trong vòng ngươi chờ đến đệ tam tinh la bàn, nhưng đạt được thánh khí khen thưởng, bất quá chỉ có tam kiện thánh khí, cũng chỉ có tiền tam danh đến tinh la bàn người, mới có thể đạt được thánh khí khen thưởng. Đệ nhất danh đến giả sẽ có ưu tiên chọn lựa trong đó một kiện thánh khí quyền lực, bất quá đệ nhị đệ tam danh tướng có cơ hội đạt được hướng bổn tọa vấn đề cơ hội. Đến nỗi ba gã bên ngoài người, sẽ không có bất luận cái gì khen thưởng, hơn nữa nếu là ở quy định thời gian trong vòng không có đến đệ tam tinh la bàn giả, sẽ đã chịu trừng phạt, hiện tại bắt đầu. Mọi người đến đông đủ lúc sau, khí linh cũng bắt đầu tuyên bố cửa thứ ba bắt đầu. Quy định thời gian không thay đổi, vẫn là một canh giờ, nhưng là lần này ngừng ở mọi người trong tai lại là trong lòng ninh trung ngưng trọng lên. Bởi vì khí linh tinh la nói một câu, lần này sẽ chết người. Nhưng khen thưởng cũng không kém. Thánh khí, thánh đạo chi khí, này cũng không phải là bọn họ có thể luyện chế ra tới, là trong truyền thuyết mới có thánh khí. Tam kiện, hơn nữa chỉ cấp tiền tam danh. Mặt khác thứ tự, chẳng sợ chính là ở quy định thời gian trong vòng đến đệ tam tinh la bàn, kia cũng là không khen thưởng, nếu là ở quy định thời gian trong vòng không có đến tinh la bàn, sẽ đã chịu trừng phạt. Là cái gì trừng phạt khí linh tinh la chưa nói, nhưng đại gia nghĩ đến. Nhất định sẽ không đơn giản. Cái này làm cho mọi người ở vô hình chung trong lòng có thật lớn áp lực. Mặt khác, mọi người đối thánh khí chính là nội tâm tràn ngập lửa nóng. Thánh khí A, toàn bộ thần giới truyền lưu cũng không nhiều ít, liền tính là có cũng nắm giữ ở số ít nhân thủ chung. Ai đều muốn. Chờ đến khí linh tinh la dứt lời, tám đại tinh la bàn người trên đều động lên, bước lên tinh la nói, hướng về đệ tam tinh la bàn mà đi. Chín đại tinh la bàn động tám, dư lại một cái không nhúc nhích tự nhiên là Dương Nghị Vân mấy người. Dương Nghị Vân không nhúc nhích tự nhiên là ứng vì Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng còn ở tu luyện trạng thái chung, phải đợi người bọn họ ba người tu luyện hoàn thành mới được. Chúng ta từ từ, Dương Nghị Vân đối Mai Tỷ nói. Ân, chờ, Mai Tỷ gật đầu, nàng hiểu biết Dương Nghị Vân tính tình, làm hắn ném xuống đồng bạn sự tuyệt đối làm không được. Hùng Hoan ba người ăn vào thánh đan đã có điểm thời gian, có thể hay không đột phá xem bọn họ ba người tạo hóa, nhưng là Dương Nghị Vân cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn, bởi vì khí linh tinh la ngực nói chuyện một viên thánh đan đi xuống có thể làm thiên đạo bước vào hợp đạo nói. Hiện tại chính là vấn đề thời gian. Từ khí linh tinh la nói bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng chỉ có một canh giờ thời gian. Thời gian đối thần linh tới nói, có đôi khi là vô hạn, căn bản là không cần lo lắng vấn đề thời gian. Nhưng lại là tại đây chờ thời điểm thời gian đối bọn họ tới nói đó là phi thường quý giá. Hùng Hoan ba người tu luyện không chậm trễ một khắc, đối bọn họ mọi người tới nói, liền đem ngoài ý muốn một phần nguy hiểm, nhẹ thì bị lưu đày tiến hư không, nặng thì còn không biết sẽ đã chịu cái gì trừng phạt. Một canh giờ trong vòng, bọn họ cần thiết đến đệ tam tinh la bàn mới được. Nhưng hiện tại phải đợi Hùng Hoan ba người. Nói thật, nói trong lòng không nóng nảy đó là giả. Nhưng là không có biện pháp, Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng đã dùng thánh đan tiến vào tu luyện trạng thái, tổng không thể đánh gãy bọn họ tu luyện,
đó là không thể, lúc này đánh gãy liền ngoài ý muốn chặt đứt ba người tiến giai chi lộ. Dương Nghị Vân là không thể đủ. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào thánh đan công hiệu. Đây là thánh đan, công hiệu cường đại nói, đột phá thời gian sẽ đại đại ngắn lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương Nghị Vân mặt ngoài gợn sóng bất kinh, Mai Tỷ lặng lặng đứng ở hắn bên người, nhưng Đoạn Thân mới vừa có điểm sốt ruột. Lão Đoạn rất rõ ràng, nếu là ở quy định thời gian trong vòng đến không được đệ tam tinh la bàn, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Nhưng là thần chủ Dương Nghị Vân không mở miệng, hắn cũng không dám nói cái gì. Nhưng mà nhoáng lên mau nửa canh giờ thời điểm, Đoạn Thân mới vừa nhìn xem Hùng Hoan ba người vẫn là không có động tĩnh, lúc này hắn nóng nảy, nhìn Dương Nghị Vân nhìn không được mở miệng nói, thần chủ nếu không ta lưu lại, cho bọn hắn ba người hộ pháp, ngài cùng Mai thần chủ đi trước đệ tam tinh la bàn đi, nếu không chúng ta sở hữu đều đem bị lưu đày, cũng hoặc là đã chịu trừng phạt. Dương Nghị Vân kỳ thật nội tâm cũng bắt đầu sốt ruột. Hắn tự nhiên rất rõ ràng Đoạn Thân mới vừa lời nói đều là đạo lý. Chính là vạn nhất xuất hiện cái gì biến cố đâu. Mặc kệ là Hùng Hoan vẫn là Âm Dương Kim Cương vợ chồng, hắn nhưng đều không nghĩ có cái gì sơ suất. Chờ một chút, Dương Nghị Vân cắn răng nói. Nếu chờ một chút ba người vẫn là không có động tĩnh, kia hắn liền phải tiếp thu Đoạn Thân mới vừa kiến nghị, nếu bất động, sẽ là toàn quân hủy diệt kết quả. Thực mau nửa canh giờ đã đến giờ. Lúc này Dương Nghị Vân không chuẩn chờ đợi, còn có nửa canh giờ thời gian, bọn họ còn muốn từ đệ nhị tinh la bàn đi trước đệ tam tinh la bàn, này trung gian một đoạn đường tất nhiên là không dễ đi, thời gian cũng không biết có đủ hay không, nhưng hiện tại xem nửa canh giờ thời gian là hắn có thể chờ đợi lớn nhất cực hạn. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, vừa muốn mở miệng thời điểm, lại là thấy được Hùng Hoan toàn thân huyết quang đại tác phẩm dựng lên, ngay sau đó Âm Dương Kim Cương vợ chồng cũng là trước sau toàn thân phát ra thần quang. Hắn trong lòng đại hỉ, đây là ba người muốn đột phá dấu hiệu. Giống. Giây tiếp theo Hùng Hoan một tiếng thét dài, lại là tiến vào cuồng hóa trạng thái, cường đại hơi thở phát ra mà ra, Dương Nghị Vân rốt cuộc cười, Hùng Hoan rốt cuộc đột phá tới rồi hợp đạo một tầng cảnh giới. Rầm rầm. Hai tiếng nổ vang ngay sau đó từ Âm Dương Kim Cương vợ chồng trên người truyền đến. Này một đôi vợ chồng cũng song song bước vào hợp đạo. Thánh đan quả nhiên cường đại. Dương Nghị Vân lẩm bẩm tự nói. Cái này ngươi yên tâm đi. Mai Tỷ cười nói. Nàng trong lòng điểm mấu chốt thời gian cũng là chờ Hùng Hoan ba người nửa canh giờ. Nếu nửa canh giờ qua đi, ba người còn không có đột phá, nàng liền phải kiến nghị Dương Nghị Vân xuất phát. Cũng may ba người rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người đột phá, thành công bước vào hợp đạo một tầng cảnh giới. Còn hảo. Đoạn Thân mới vừa cũng là một viên cục đá rơi xuống đất. Vân đại ca ta đột phá. Hùng Hoan toàn thân huyết quang tan đi, cuồng hóa trạng thái biến mất, khôi phục tới rồi bình thường hình người, như cũ là ma quỷ giống nhau dáng người tuyệt thế yêu dị dung nhan, cao hứng chạy đến Dương Nghị Vân bên người ôm Dương Mỗ Nhân cánh tay đong đưa. Khụ khụ, Hoan Hoan rất lợi hại. Cảm thụ được Hùng Hoan ngạo nhân dáng người dán ở trên người, Dương Mỗ Nhân mặt già đỏ lên, nuốt khẩu nước miếng trộm nhìn thoáng qua Mai Tỷ đem Hùng Hoan thoáng đẩy ra một ít. Mai Tỷ lại là trừng khởi đơn phượng nhãn. Cười tủm tỉm đến nhìn Dương Nghị Vân. Cái này làm cho Dương Mỗ Nhân cùng lúng túng nói, nhà đầu này vẫn luôn là như vậy điên điên khùng khùng, khụ khụ. Cũng may lúc này Âm Dương Kim Cương vợ chồng hoàn thành tu luyện, đi tới đối với Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ, cuối cùng là hóa giải Dương Mỗ Nhân xấu hổ. Đa tạ thần chủ tái tạo tri ân, chúng ta vợ chồng bước vào hợp đạo, sau này chắc chắn vì thần chủ máu chảy đầu rơi. Dương Nghị Vân vẫy vẫy tay nói, hảo, đều là chuyện tốt. Nhưng hiện tại không phải khách sáo thời điểm, chúng ta chỉ còn lại có nửa canh giờ thời gian, nắm chặt đi thôi, không có thời gian. Nói xong Dương Nghị Vân đối với Mai Tỷ gật đầu, hắn như cũ là cái thứ nhất quay đầu, bước lên đi trước đệ tam tinh la bàn Bạch Ngọc nói. Tuy rằng thời gian cấp bách điểm, chính là Dương Mỗ Nhân trong lòng kiêu ngạo a, từ giờ trở đi, bọn họ chính là bảy đại hợp đạo cấp bậc cường giả tổ hợp, đối với kế tiếp sấm quan càng thêm có tin tưởng. Chờ Hùng Hoan cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng nửa canh giờ thời gian trôi qua một nửa, nhưng Dương Nghị Vân tuyệt đối lần này đáng giá. Hợp đạo chi cảnh a. Cái này thần giới cũng không nhiều ít tồn tại. Hiện tại đang ở này hư không thiên địa bàn nội mười mấy gia thị lực, thêm lên 20-30 hào người. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến cái này có thể là toàn bộ thần giới hợp đạo cường giả 8-9 thành nhân đếm, cho nên nói hắn bên người có ra đời tam đại hợp đạo, đây là đáng giá cao hứng sự.
Hơn nữa thời gian hoạn có một nửa, đối bọn họ tới nói, vẫn là có rất lớn cơ hội ở quy định thời gian trong vòng đuổi tới đệ tam tinh La Bàn. Trọng điểm là hiện tại, bọn họ tất cả đều là hợp đạo cấp bậc. Tuy rằng trừ bỏ Huyết Anh ở ngoài, những người khác bao gồm hắn ở bên trong đều là hợp đạo một tầng tu vi, chính là thêm lên 6 đại hợp đạo, Huyết Anh thực lực còn lại là đơn độc tính, đứa nhỏ này thật muốn là bùng nổ tuyệt đối có thể hòa hợp nói 2 tầng cường giả ngạnh dỗi. Như vậy tính toán, mặt khác hợp đạo tổ hợp, ở sở hữu thế lực chung bọn họ tính cường một phương. Đương nhiên nếu là thế lực khác liên hợp lại, bọn họ liền không có nhân số ưu thế, bất quá Dương Nghị Vân tin tưởng này đó thế lực muốn chân chính liên hợp tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Dù sao ở hắn xem ra, tạm thời là không cần lo lắng cái gì. Trước mắt trọng điểm là sấm quan đi. Khí linh tinh la nói qua 9 đại quan, mỗi một quan đều là phúc họa tương y, liền xem ai vận khí tốt. Với hắn mà nói, đã có mở cửa sau, tiếp được mấy đại quan, có thể tranh liền tranh, không thể tranh, vậy bảo trì ổn liền hảo. Có thể thuận lợi quá quan mới là trọng điểm. Cũng rõ ràng, càng là đi xuống trạm kiểm soát, sẽ càng ngày càng khó. Mọi việc đều tiểu tâm vì thượng, bảo toàn là chủ, mới là hạng nhất đại sự. Đương nhiên, nên tranh thủ hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tại đây hư không thiên đế bản thế giới, nguy hiểm đích xác đại, khá vậy tràn ngập cơ duyên. Có thể hay không tăng lên thực lực, nơi này là trọng điểm. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, liền tưởng thực lực của chính mình có thể không ngừng tăng lên thượng kỳ. Hợp đạo một tầng, mới là khởi bước, mặt sau còn có 4 tầng đâu. Chờ chân chính đạt tới hợp đạo 3 tầng trở lên, với hắn mà nói mới phù hợp trong lòng yêu cầu, làm nói qua sau khi ra ngoài muốn đi tìm đế tôn, mà đế tôn tu vi đã ở thành tích hợp đạo 5 tầng về một giai đoạn. Hắn thực lực nếu là không có 3 tầng trở lên, liền tính là từ nơi này đi ra ngoài, kia cũng là uổng phí. Nơi này 9 đại quan, nhìn như nguy hiểm, nhưng lại tràn ngập cơ duyên. Điểm này đã được đến chứng thực. Cửa thứ nhất khen thưởng thánh đan, hắn đạt được 3 viên thánh đan. Tạo thành hùng hoan cùng âm dương kim cương vợ chồng thành tựu hợp đạo. Kế tiếp nếu là có thể đến đệ tam tinh La Bàn, khí linh tinh la nói qua, sẽ có tam kiện thánh khí khen thưởng chờ. Tin tưởng càng là sau này càng khó, nhưng dựa theo loại này tiết tấu xem, xuất hiện khen thưởng cũng sẽ càng ngày càng phong phú, ý nghĩa thực lực được đến thực lực. Dương Nghị Vân ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý xác thật thực khát vọng. Cần thiết muốn tranh một tranh. Bọn họ một hàng bước lên đi trước đệ tam tinh La Bàn Bạch Ngọc Đại Đạo. Này một quan trên đường sẽ xuất hiện cái gì, hiện tại vẫn chưa biết được. Có phải hay không còn sẽ xuất hiện lôi điện cuồng phong? Cũng hoặc là phía trước kia chờ màu trắng thần quang. Dương Nghị Vân ẩn ẩn lo lắng, cũng có chờ mong. Đối mặt nghiêm túc, hắn ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Ngay từ đầu hắn đi đầu tốc độ thực mau mà đi, đã lạc hậu người khác nửa canh giờ thời gian. Bọn họ cần thiết đuổi theo đi. Liền tính là không thể đạt được thứ tự, cũng muốn bảo đảm ở quy định thời gian nội đến, không bị trừng phạt chính là chuyện tốt. Cũng không biết lần này sẽ xuất hiện cái gì. Hay không như cũ là cùng đỉnh đầu sao trời chung sao trời lập lòe có quan hệ. Có phải hay không có thể có dự triệu. Trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân nện bước càng lúc càng nhanh. Ước chừng đi ra ngoài vài trăm thước sau. Đột nhiên dị biến nổi lên. Oanh! Lại là dưới chân Bạch Ngọc Đại Đạo thượng hỏa diễm trống rỗng sinh ra. Phòng ngự. Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, trước tiên vận chuyển pháp lực. Những người khác kỳ thật không cần hắn nhắc nhở cũng đều ở trước tiên nội làm ra phòng ngự, đại gia từng có phía trước trải qua, tự nhiên đều vô cùng cẩn thận. Hô hô. Theo ngọn lửa xuất hiện, đồng thời cũng cuồng phong gào thét dựng lên. Ngọn lửa không phải tầm thường ngọn lửa, cuồng phong cũng như cũ lực lớn vô cùng. Ngay lập tức chi gian mỗi người trên người bị ngọn lửa đốt cháy, bị cuồng phong đánh sâu vào dưới thân thể không tự chủ được di động, một cái vô ý chính là rơi xuống đi xuống kết cục. Này chờ ngọn lửa tuy rằng bá đạo, có cực cường lực phá hoại, nhưng chỉ cần pháp lực thâm hậu là có thể phòng ngự trụ, thương tổn không đến thân thể, bất quá có khó giải quyết địa phương là, phi thường tiêu hao pháp lực. Nháy mắt công phu liền Dương Nghị Vân cảm giác tiêu hao hắn gần 1/3 khí chi lực. Mà này không phải điểm chết người. Muốn mệnh chính là, trống rỗng xuất hiện cùng với cuồng phong, muốn đem bọn họ thổi hạ Bạch Ngọc nói. Đây mới là nguy hiểm nhất. Nếu bị thổi đi xuống, liền ngoài ý muốn lưu đầy hư không. Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, lại là trực tiếp thúc giục 10 đại đạo thụ xuất hiện. Nói thụ xuất hiện cắm rễ ở Bạch Ngọc trên đường,
như thế hắn trước tiên ổn định thân hình, giờ phút này kém một bước hắn liền rơi xuống Bạch Ngọc Đại Đạo. Cùng thời gian, Dương Nghị Vân dư quang nhìn thấy mặt khác mấy người, từng người bộc phát ra pháp lực, một đám đều bị cuồng phong thổi đến đều ngã trái ngã phải. Giống, Hùng Hoan sốt ruột dưới trực tiếp cuồng hóa, oanh một dậm chân, rốt cuộc ổn định thân hình. Mai Tỷ toàn thân kim quang lộng lẫy, lại cũng dừng lại ở Bạch Ngọc Đại Đạo bên cạnh. Âm Dương Kim Cương vợ chồng liên hợp tay trong tay pháp lực đại tác phẩm dưới cuối cùng là không có rơi xuống đi xuống. Giờ phút này đoạn thân mới vừa ở cuối cùng, lại là phản ứng chậm một phách, cứ việc hắn toàn thân thúc giục pháp lực ngăn cản thần hỏa cùng cuồng phong đánh sâu vào, nhưng lại là trở thành xui xẻo quỷ, một chút rơi xuống ra Bạch Ngọc Đại Đạo. Gần mới 3 mét khoan Bạch Ngọc Đại Đạo, ở không có bất luận cái gì dấu hiệu dưới tình huống bị thần hỏa cùng cuồng phong đánh sâu vào, đổi làm bất luận kẻ nào đều là có nguy hiểm. A, à, đoạn thân mới vừa hoảng sợ dưới hô ra tới, bởi vì hắn biết thoát ly Bạch Ngọc Đại Đạo sau, liền ngoài ý muốn lưu đầy hư không không về được. Đổi làm là ai đều phải hoảng loạn. Lão Đoạn, Dương Nghị Vân sốt ruột. Ngao, nhưng vào lúc này, một tiếng long minh vang lên. Dương Nghị Vân chi gian Mai Tỷ trên người kim quang lấp lánh, một con rồng đuôi tia chớp mà ra, lại là trừ ở đoạn thân mới vừa trên người. Chạm vào, điện quang thạch hỏa chi gian. Mai Tỷ ra tay, một kích thần long bái vĩ, ngạnh sinh sinh đem đoạn thân mới vừa chiều trở về, dừng ở Bạch Ngọc Đại Đạo thượng. Hô! Dương Nghị Vân Đại nhẹ nhàng thở ra. Lúc này thần hỏa cùng cuồng phong cũng biến mất, tới cũng nhanh đi cũng mau. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Chỉ có đại gia thở dốc thanh. Đoạn thân mới vừa sắc mặt trắng bệch, há mồm thở dốc lúc sau, lúc này mới bỏ lên đối với Mai Tỷ nói, đa tạ thần mẫu ân cứu mạng. Đứng lên đi, làm tốt phòng ngự, đây mới là bắt đầu, đại gia lẫn nhau tay cầm tay mà đi đi. Mai Tỷ còn tính bình tĩnh. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, vừa rồi nên tay trong tay mà đi, bực này thần hỏa dưới thần khí cấp bậc dây thường không dùng được, sẽ bị nháy mắt nốt thành tro. Liền như vậy một chút biến cố, đại gia tiêu hao pháp lực đều rất lớn. Dương Nghị Vân trong tay còn với Tu La Đan, giờ phút này không chút do dự vung tay lên không ai ba viên Tu La Đan phân đi xuống nói. Hàm ở trong miệng tùy thời bổ sung pháp lực, kế tiếp còn không biết muốn nghênh đón bao nhiêu lần thần hỏa tiêu hao, đại gia chuẩn bị tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát, thời gian không đợi chúng ta. Này một đường nhất định phải so với phía trước đệ nhất giai đoạn thời điểm khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách nào khắc phục. Từ Mai Tỷ cứu đoạn thân mới vừa liền có thể nhìn ra, kỳ thật đoàn kết mới là cộng độ cửa ải khó khăn biện pháp tốt nhất. Này vừa đứt trên đường xuất hiện thần hỏa thêm cuồng phong. Trước một đoạn là lôi điện cuồng phong, bởi vậy có thể thấy được, mỗi một quan thượng xuất hiện khó khăn đều là không xác định, chỉ có cuồng phong là mỗi lần đều có, bởi vì muốn đem người thổi hạ Bạch Ngọc nói đi. Muốn chờ đến khen thưởng, muốn tiến vào tiếp theo quan, cần thiết muốn quá nặng trọng trạm kiểm soát mới được. Chỉ cần tìm được phương pháp, cũng không phải không thể hoàn thành. Người nhiều có người nhiều ưu thế. Ít nhất Dương Nghị Vân cảm thấy ở kế tiếp một đoạn đường. Bọn họ mấy cái là hoàn toàn có thể ứng đối. Chỉ cần giải quyết phòng ngừa bị cuồng phong đánh sâu vào đi xuống vấn đề, như vậy thần hỏa đốt cháy liền không phải vấn đề. Bởi vì trong tay hắn có Tu La Đan bổ sung pháp lực. Thần hỏa phòng ngự là nhất tiêu hao pháp lực, một khi pháp lực tiêu hao quá độ, liền có bị cuồng phong đánh sâu vào hạ Bạch Ngọc nói nguy hiểm. Bởi vì thần hỏa tiêu hao pháp lực, đến lúc đó tất nhiên lực có không bằng, sẽ bị cuồng phong đánh sâu vào. Cho nên chỉ cần pháp lực cũng đủ cuồng phong đánh sâu vào liền không phải vấn đề. Tránh thoát đệ nhất sóng lúc sau, Dương Nghị Vân đi đầu tiếp tục bay nhanh mà đi. Lúc này đây hắn biết quan khán đỉnh đầu sao trời là không được, thần hỏa là trực tiếp từ Bạch Ngọc trên đường toát ra tới, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Sở hữu hắn làm đại gia dọc theo đường đi đều vận chuyển pháp lực phòng ngự, cứ việc như vậy tiêu hao pháp lực càng nhiều, khá vậy có thể bảo đảm ở trước tiên làm ra phản ứng. Nếu là bên người người bất luận cái gì một cái có bị đánh sâu vào rơi xuống Bạch Ngọc nói nguy hiểm, mỗi người đều có thể đủ ra tay. Này đã xem như có thể nghĩ đến hoàn toàn chi sách. Sự thật chứng minh hắn phương pháp này là được không, ở kế tiếp đi trước chung, bọn họ trước sau gặp 3 lần thần hỏa cuồng phong đánh sâu vào. Bởi vì tùy thời mở ra pháp lực phòng hộ, hơn nữa đại ra tay trong tay mà đi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Trải qua đệ tam sóng đánh sâu vào lúc sau. Dương Nghị Vân trong tầm mắt cuối cùng là nhìn đến người. Bất quá, nhìn đến người này lại là có điểm thảm. Vì cái gì nói thảm đâu? Là bởi vì người này phiêu phù ở trong hư không?
hiển nhiên là ở đánh sâu vào dưới xui xẻo quỷ. Nhìn thấu giả trang điểm chính là Si Vưu tộc một người hợp đạo cường giả. Dương Nghị Vân chỉ là đồng tình liếc mắt một cái, liền tiếp tục về phía trước mà đi, bực này thời điểm không ai có thể giúp người kia. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy được đại đa số người. Bọn họ rốt cuộc đuổi kịp đại bộ đội. Mà sở dĩ có thể đuổi kịp, là bởi vì trong tầm mắt hoàn toàn xuất hiện một cái thần hỏa chi lộ. Từ bắt đầu vô quy luật xuất hiện, đến bây giờ thấy được bãi ở bên ngoài ngọn lửa chi lộ. Tám điều bạch ngọc đại đạo thượng hỏa diễm ba trượng cao, có chút người thân ảnh còn có thể đến ở ngọn lửa trong vòng. Tại đây hư không thiên đế bản thế giới nội, phi hành độ cao là có hạn chế, ba trượng thăng chức là giới hạn, tương đương đem lộ cấp phá hỏng. Muốn tiếp tục đi trước, nhất định phải bước vào ngọn lửa trong vòng đi. Đây mới là muốn mệnh. Nhìn qua ngọn lửa lắc lư không chừng, hiển nhiên cùng với cuồng phong ở bên trong. Cũng không biết một đoạn này bãi ở bên ngoài thần hỏa chi lộ đến tột cùng có bao nhiêu trường. Lúc này thời gian đã không nhiều lắm, cũng liền mười mấy phân thời gian, liền phải vượt qua một canh giờ quy định. Dương Nghị Vân ngừng ở ngọn lửa nói trước, cách 20-30 mễ đều có thể cảm nhận được cường đại độ ấm. Này thuyết minh một đoạn này bên ngoài thượng ngọn lửa chi lộ, trong đó thần hỏa so trước xuất hiện độ ấm muốn cao nhiều. Vân tử làm sao bây giờ? Mai tỷ cũng cảm nhận được áp lực. Thời gian không nhiều lắm, không có lựa chọn, ta quan khán ngọn lửa lắc lư trình độ, nghĩ đến một đoạn này thần hỏa chi lộ nội cuồng phong chi lực hẳn là sẽ không như vậy đại. Trọng điểm là thần hỏa uy lực tăng lớn, chúng ta chỉ có thể căng ra đầu thượng, đúng rồi đại gia trong tay tu la đan còn có bao nhiêu? Dương Nghị Vân hỏi. Ta tiêu hao rất một viên, còn có hai viên. Mai tỷ trả lời. Vân đại ca ta cũng dư lại hai viên. Hùng Hoan cũng nói. Chúng ta từng người đều còn có hai viên. Thuần Dương Kim Cương nói. Đi tới một đoạn này lộ trình đại gia tiêu hao rất một viên tu la đan, đều còn dư lại hai viên. Dương Nghị Vân gật gật đầu, ta lại cho đại gia mỗi người thêm hai viên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đi. Kế tiếp một đoạn này thần hỏa chi lộ, phỏng chừng sẽ thực tiêu hao pháp lực. Có tu la đan bổ sung, nghĩ đến hẳn là có thể căng đi xuống, cuồng phong đánh sâu vào ở thần hỏa lộ một đoạn này, hẳn là có thể chống đỡ được, chủ yếu là đối mặt thần hỏa đốt cháy tiêu hao, kế tiếp khả năng muốn đại gia từng người đi qua, chủ yếu ngăn cản thần hỏa đốt cháy, có chiến giáp phòng ngự đều mặc vào, có thần khí đều dùng tới. Tóm lại hết thảy lấy an toàn là chủ. Lại có chính là tốc độ, bằng mau tốc độ xuyên qua đi, ở trong ngọn lửa thời gian càng dài, càng là bất lợi. Có thể có bao nhiêu nhanh tốc độ liền dùng nhiều nhanh tốc độ, ngàn vạn đừng giữ lại, mặt khác Hoan Hoan nếu là khiêng không được trực tiếp cuồng hóa trạng thái đi. Minh bạch, minh bạch. Dương Nghị Vân công đạo xong, mọi người cùng kêu lên trả lời. Có chút gian nan là muốn dựa vào chính mình khiêng quá khứ, đây cũng là tự thân tu hành. Một đoạn này thần hỏa chi lộ muốn chính là tốc độ, cho nên ở đi tay trong tay mà đi, ngược lại đối chỉnh thể đều bất lợi. Dương Nghị Vân làm đại gia từng người vì chiến, lấy ra bản lĩnh tới, xuyên qua đi. Đại gia cũng đều minh bạch điểm này. Dặn dò xong sau, Dương Nghị Vân nói, đi. Dứt lời, hắn một bước bước vào tiến vào ngọn lửa bên trong. Oanh! Bước vào ngọn lửa một khắc, oanh một chút, Dương Nghị Vân cảm giác bốn phương tám hướng ngọn lửa như là có ý thức giống nhau đối với hắn đánh sâu vào lại đây. Quả nhiên cùng tưởng không sai biệt nhiều. Nơi này ngọn lửa độ ấm ít nhất là phía trước ngọn lửa gấp đôi nhiều, độ ấm phi thường cao. Mà cuồng phong đánh sâu vào tương đối yếu đi một chút, có thể khiêng được. Này cũng làm hắn yên tâm không ít. Chỉ cần không bị cuồng phong đánh sâu vào hạ bạch ngọc nói đi, kế tiếp chính là toàn lực ứng đối thần hỏa đốt cháy, chống đỡ được tự nhiên là có thể qua đi. Hiện tại duy nhất không biết chính là, một đoạn này bên ngoài thượng thần hỏa chi lộ đến tột cùng có bao nhiêu trường. Bất quá đã tiến vào lúc sau, cũng liền không có đường rút lui, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Cũng may hợp đạo cấp bậc khí chi lực cũng không phải là tầm thường thần lực có thể so, có thể ngăn cản được trụ, chỉ là ngọn lửa đốt cháy lực độ quá lớn, dẫn tới pháp lực tiêu hao phi thường mau, thậm chí hắn đều cảm giác theo đều có khả năng bị ngọn lửa đốt cháy thấu pháp lực phản phòng ngự nguy hiểm. Như thế tình huống vì bảo hiểm trong lúc, hắn trong lòng vừa động đem hắc ám chiến giáp mặc ở trên người để ngừa vạn nhất. Trong lòng ở động phong vân cánh chim lập lòe mà ra, vèo một chút tốc độ nhanh gấp ba. Ở ngọn lửa đại đạo thượng, Dương Nghị Vân hóa thành một cổ lưu quang mà đi. Làm hắn không nghĩ tới, ngắn ngủn không đến 10 tức công phu, pháp lực đã bị tiêu hao chín thành.
Đây là bởi vì hắn mở ra phong vân cánh chim càng là mặc vào hắc ám chiến giáp nguyên nhân, bởi vì đều yêu cầu pháp lực tới chống đỡ. Không chút do dự phun hạ một viên tu la đan bổ sung pháp lực. Nếu không pháp lực một khi khô kiệt, thần hỏa liền phải trực tiếp đốt cháy ở trên người hắn. Dương Nghị Vân thực may mắn trên người để lại một lò tu la đan, không có toàn bộ giao cho Huyền cùng mang đi, nếu không này một phân thần hỏa chi lộ thật đúng là không biết như thế nào quá. Giờ phút này Dương Nghị Vân tốc độ tăng lên, nhưng là càng đi tiến đến hắn cảm giác độ ấm càng ngày càng cao. Cảm giác pháp lực phòng hộ đều phải thấp ngăn không được. Chỉ hy vọng một đoạn đường đừng quá trường mới là, mau chóng kết thúc mới hảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từng có 10 tức thời gian, hắn cũng không biết chính mình ở phong vân cánh chim thêm vào hạ đi qua dài hơn thần hỏa chi lộ, lúc này cũng không rảnh lo mặt khác, chỉ có thể mê đầu về phía trước phóng đi. Chỉ hy vọng mau chóng kết thúc. Hắn ăn vào đệ nhị viên tu la đan thời điểm, rốt cuộc kiên trì không được, đương nhiên pháp lực phòng ngự đừng đốt cháy thấu triệt, lúc này chỉ có thể trông cậy vào trên người chiến giáp. Chiến giáp lần trước một trận chiến kỳ thật là có cái khe, đều không có tới kịp chữa trị quá. Bị ngọn lửa đốt cháy trong người thời điểm, Dương Nghị Vân đều cảm nhận được cực cao độ ấm xuyên thấu qua chiến giáp cái khe truyền đạt ở thân thể thượng, nhưng là hắn tu luyện quá thân thể, so với người bình thường thân thể cường đại nhiều, cái này độ ấm tuy rằng khó chịu, còn là có thể khiêng được. Phong vân cánh chim càng thêm nhanh chóng chấp động. Dương Nghị Vân cắn răng kiên trì. Nhưng cái thứ 30 tức thời gian thời điểm, trên người hắn chiến giáp phát ra răng rắc thanh âm, càng thêm khuếch tán vết rách. Dương Nghị Vân biết hắc ám chiến giáp sứ mệnh mau đến cùng. Làm toàn thân đều bắt đầu nóng bỏng. Trong lòng một cái kính nói thầm, nhanh lên lại nhanh lên. Chờ đợi đến cuối, từ trong ngọn lửa đi ra ngoài. Nếu là bằng không, chờ chiến giáp hoàn toàn phế bỏ thời điểm, cường đại thần hỏa liền phải đốt cháy ở hắn thân thể. Đến lúc đó hắn cũng không biết chính mình có thể hay không khiêng được. Tu La Đan đều dùng 3 viên, trên người hắn không có. Lúc này cảm giác được đạn tận lương tuyệt nông nỗi. Nhưng trong tầm mắt vẫn là mênh mang lửa lớn ở thiêu đốt, tựa hồ là một cái không có cuối đại đạo. Dương Nghị Vân trong lòng cũng không khỏi lo âu bực bội lên, nhưng là hắn biết càng là loại này thời điểm càng không thể hoảng loạn, nếu không một cái vô ý chính là vạn kiếp bất phục, đương nhiên khả năng không tới vạn kiếp bất phục nông nỗi, bất quá một khi xảy ra sự cố tuyệt đối không dễ chịu. Trên người đan dược không có, tương đương muốn đối mặt pháp lực khô kiệt nguy hiểm. Dương Nghị Vân tận lực làm chính mình bảo trì đầu óc bình tĩnh, tưởng hảo đối sách. Thực mau hắn quyết định đánh cuộc một phen, đem dư lại pháp lực đều dùng để duy trì phong vân cánh chim vận chuyển, bởi vì bực này thời điểm hắn biết tốc độ mới là duy nhất hy vọng. Chỉ có mau chóng từ này thần hỏa chi trên đường lao ra đi, mới có thể hóa hiểm vi di. Đến nỗi trên người chiến giáp bản thân liền sắp đến báo hỏng nông nỗi, đơn giản không hề dùng pháp lực duy trì lãng phí pháp lực. Chiến giáp có thể căng bao lâu tính bao lâu đi. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, là có thể lao ra đi. Tại đây chờ tình huống hạ, không chống được tam tức thời gian, trên người liền phát ra răng rắc một tiếng, ngay sau đó như là phản ứng dây chuyền giống nhau, răng rắc. Một tiếng tiếp theo một tiếng thanh âm từ trên người vang lên. Trên người hắc ám chiến giáp rốt cuộc đi tới sinh mệnh cuối. Bắt đầu từng khối hóa thành bột phấn. T. Này nhất thời chờ ngọn lửa trực tiếp đốt cháy ở thân thể thượng. Dương Nghị Vân nhìn không được hít hà một hơi. Nhưng không có biện pháp chỉ có thể cắn răng kiên trì chủ, mặt khác chính là đem sở thừa không nhiều lắm pháp lực tất cả đều truyền đến phong vân cánh chim phía trên, đem phong vân cánh chim thúc giục tới rồi cực hạn về phía trước bay vọt mà đi. Chỉ hy vọng nhanh lên lại nhanh lên. Cực nóng đau đớn ở trên người bắt đầu tàn sát bừa bãi. Trên người chiến giáp mỗi hòa tan một khối. Hắn thân thể liền phải bị đốt cháy một chỗ địa phương. Tư tư tư, thần hỏa đốt cháy trong người phát ra tư tư rung động thanh. Dương Nghị Vân một cái kính hít hà một hơi. Hàm răng đều cắn, khóe miệng chảy ra vết máu. Đương trên người cuối cùng một khối chiến giáp hóa thành cho tẫn thời điểm, Dương Nghị Vân toàn thân đều ở bốc khói, đã thành một cái hỏa người. Bất quá, đơn giản đốt cháy chỉ là thân thể mặt ngoài, hắn thân thể cường đại thể hiện nhất định ưu thế. Càn khôn tôi thể quyết vận chuyển tới cực hạn, sinh ra thân thể chi lực ngăn cản ngọn lửa chi lực đốt cháy lại tiến thêm một bước. Toàn thân mỗi một chỗ đều tràn ngập cực nóng, là thần hỏa lực lượng vọt vào hắn thân thể các nơi, tùy ý ở toàn thân, muốn đem hắn đốt cháy thành cho tẫn giống nhau. A, rốt cuộc Dương Nghị Vân nhìn không được phát ra một tiếng thét dài.
mà lúc này, phía trước bỗng nhiên sáng ngời. Lại là vào giờ phút này hắn rốt cuộc chạy ra khỏi thần hỏa chi lộ. Trong tầm mắt thấy được một cái đại ngôi cao. Đệ tam tinh la bàn đến. Đường hắn bước lên tinh la bàn thời điểm, ngọn lửa biến mất. Khả thân thượng ngọn lửa ở thiêu đốt. Này chờ thần hỏa vô cùng bá đạo. Dương Nghị Vân còn lo lắng như là ở đệ nhị tinh la bàn thời điểm giống nhau, sẽ xuất hiện cái gì biến cố, cũng may đệ tam tinh la bàn thượng phong bình lãng tĩnh cái gì đều không có phát sinh. Lúc này hắn cái gì đều không rảnh lo, vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Toàn thân đều là ngọn lửa, hắn cả người hơn 1000 không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, bị ngọn lửa cấp hủy dung hủy thể. Bất quá với hắn mà nói đây đều là mặt ngoài, đảo cũng không sao. Chân chính phiền toái là, thân thể các nơi đều có thần hỏa chi lực như cũ ở tùy ý, nếu là không đem này đó vọt vào trong cơ thể thần hỏa giải quyết, hắn liền phải bị chân chính thiêu chết. Đã không có ngoại giới ngọn lửa đốt cháy, nhàn nhạt đối phương tiến vào trong cơ thể thần hỏa chi lực, hắn đến lúc đó không sợ. Càn khôn tôi thể quyết vận chuyển dựng lên, toàn thân tâm ứng đối. Công pháp vận chuyển lúc sau. Dương Nghị Vân liền cảm nhận được, trong cơ thể khí loại cũng bắt đầu lưu động. Tản mát ra khí chi lực cùng chi 10 đại đạo thụ lẫn nhau chi gian vận chuyển. Càn khôn nội công vận chuyển sau, Dương Nghị Vân bắt đầu đối phó vọt vào trong cơ thể thần hỏa chi lực. Giờ này khắc này, hắn phát hiện tựa hồ tình huống cũng không phải chính mình ngẫm lại như vậy không xong. Đánh sâu vào trong cơ thể bá đạo thần hỏa, không đơn giản có phá hư tính, cư nhiên còn có thể hấp thu, hơn nữa cấp bậc cùng khí chi lực giống nhau cao, bị hắn cấp một chút luyện hóa hấp thu lên. Trong cơ thể cục diện rốt cuộc khống chế. Khí loại chi nội lực lượng lưu chuyển hành tẩu toàn thân chu thiên, bị đốt cháy thân thể bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Như thế, cũng không biết đi qua bao lâu. Dương Nghị Vân đem cuối cùng một tia thần hỏa luyện hóa lúc sau, hắn thân thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, trong cơ thể cơ hồ hao hết khí phương pháp lực cũng đạt tới viên mãn. Không chỉ có như thế hắn lời nói phát hiện chính mình thân thể tựa hồ còn trèo lên thượng một cái bậc thang. Hiện tại ngẫm lại. Nói là quá quan tạp, kỳ thật cũng là một loại tu luyện, liền xem có biện pháp nào không dùng vì mình thân. Hắn xem như được ăn cả ngã về không liều mạng một phen, cũng là ỷ vào thân thể cường đại nguyên nhân, không nghĩ tới hấp thu thần hỏa lực lượng, ngược lại tu luyện thân thể cường độ. Cũng coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại hắn nghĩ đến này một đường tu luyện khó khăn cũng là mài giũa tu hành. Hoàn thành tu luyện lúc sau, Dương Nghị Vân thu công mở hai mắt. Vừa mới mở mắt ra, liền nhìn đến thần hỏa nói một bóng hình vọt ra, kim quang lộng lẫy vô cùng, mơ hồ chung hắn thấy được lưu chuyển khắc văn ở trong ngọn lửa, ngay sau đó lại là thấy được Mai Tỷ xuất hiện ở hắn đôi mắt trước. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, Mai Tỷ vừa bước thượng tinh la bàn, đối với hắn chính là một chưởng đánh tới. Hơn nữa Mai Tỷ ra tay, chính là long chảo thoáng hiện. Hắn dọa nhảy dựng vội vàng hét lớn, Mai Tỷ là ta. Dương Mỗ Nhân phản ứng mau. Nghĩ tới chính mình giờ phút này bộ dáng, làm Mai Tỷ không nhận ra tới, hắn giờ phút này thân thể mặt ngoài là một tầng bị đốt trọi thân xác, căn bản là phân biệt không ra là người là quái bộ dáng, cũng khó trách Mai Tỷ vừa xuất hiện liền công kích hắn. Cũng may hắn một mở miệng, Mai Tỷ liền thu tay lại. Ngươi, là Vân Tử, Mai Tỷ hỏi, ở nàng trong mắt chính là một người hình than đen, còn tưởng rằng là đệ tam tinh la bàn thượng nào đó khảo nghiệm gì đó, không nghĩ tới nghe ra là Dương Nghị Vân thanh âm. Là ta Dương Nghị Vân cười khổ, cả người một pháp lực chấn động, răng rắc sát sát động tính, bên ngoài thân một tầng đốt trọi hắc sắc bóc ra, lộ ra trắng tinh như ngọc da thịt, nhưng lúc này Dương Mỗ Nhân xích quả quả đứng ở Mai Tỷ trước mặt. Người trước đem quần áo mặc vào lại nói. Mai Tỷ đỏ mặt trắng Dương Nghị Vân giống nhau. Dương Mỗ Nhân lúc này mới phát hiện, chính mình trên người quần áo bị đốt thành cho tẫn, thân thể mặt ngoài một tầng đốt trọi cũng đều thoát xác. Giờ phút này thân thể quả thực là như ngọc giống nhau tinh oánh dịch thấu. Khụ, chờ một lát. Xấu hổ cười vung tay lên từ càn khôn hồ không gian lấy ra một bộ quần áo mặc vào, lúc này mới giống mô giống dạng. Trong lúc vô ý mặc vào một bộ màu trắng quần áo, phối hợp hắn đầy đầu đầu bạc, thoạt nhìn vô cùng phiêu giật. Tóc đây là năm đó Liễu Lanh Canh sau khi chết hắn phát hiện lời thề, không tìm hồi Liễu Lanh Canh cuộc đời này tóc chính là màu trắng. Này đã là hắn đánh dấu. Hảo Dương Nghị Vân nói một tiếng. Mai Tỷ lúc này mới xoay người lại. Ngươi có phải hay không đã xảy ra cái gì biến cố? Mai Tỷ thân là nữ nhân thực mẫn cảm, hắn phát hiện lúc này Dương Nghị Vân toàn thân tản ra một cổ tử anh khí, tuy rằng tu vi không trường,
nhưng cả người coi trọng lại là Dương Cương rất nhiều. Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí nói, thiếu chút nữa không bị thiêu chết, không nói, ngược lại là ứng sai Dương kém dưới rèn luyện thân thể, không nói ta, ngươi thế nào? Ta tu dưỡng một chút liền hảo. Mai Tỷ lắc đầu nói chuyện, khoanh chân làm xuống dưới, bắt đầu tu dưỡng. Dương Nghị Vân cho nàng đan dược phải dùng rớt, một đường mà đến dựa vào là một thân long lân khiêng lại đây, tuy rằng không có giống là Dương Nghị Vân giống nhau chật vật, nhưng cũng quá sức, tương đương là miễn cưỡng chạy ra khỏi thần hỏa đại đạo. Thấy Mai Tỷ ngồi xuống tu dưỡng, Dương Nghị Vân không ở quấy rầy hắn, đứng ở bên người cho hắn hộ pháp, giờ phút này hắn mới đánh giá mặt khác tinh la bàn. Lại là phát hiện mặt khác tinh la bàn cũng đều có người. Nhưng không nhiều lắm. Cửu Lê Tia, A cùng cơ gia cái kia cường giả từng người xuất hiện ở thuộc về bọn họ tinh la bàn thượng, cũng là khoanh chân mà ngồi ở tu dưỡng trạng thái. Dương Nghị Vân không biết bọn họ rốt cuộc ai dẫn đầu đến. Hiện tại hơn nữa hắn cùng Mai Tỷ nơi này, chín đại tinh la bàn thượng cũng liền ba cái có người, mặt khác sáu đại tinh la bàn như cũ là trống không. Trong lòng tính toán một chút thời gian, khoảng cách quy định một canh giờ còn có không đến 5 phút. Nhưng mặt khác tinh la bàn thượng như cũ không ai, này thuyết minh lần này thần hỏa chi lộ đối bất luận cái gì cường giả đều hình thành trở ngại. Cũng không chỉ cần là hắn cảm thấy thần hỏa bá đạo, từ 06 đại tinh la bàn tới xem, tựa hồ rất nhiều người đều còn không có từ thần hỏa chung lao tới. Đương nhiên hắn hiện tại lo lắng người một nhà, những người khác mới không đi quản hắn, chỉ là phán đoán một chút thần hỏa bá đạo cùng trở ngại vấn đề. Hắn bên này Mai Tỷ là ở hắn lúc sau cái thứ nhất đến đệ tam tinh la bàn. Bây giờ còn có Hùng Hoan, Đoạn Thân mới vừa, Âm Dương Kim Cương vợ chồng 4 người. Đến nỗi Huyết Anh, đứa nhỏ này từ ở cái thứ 2 tinh la bàn thời điểm liền ghé vào hắn sau trên cổ ngủ rồi, ngược lại là bọn họ sở hữu nhẹ nhàng nhất một cái. Bất quá nói đến cũng quái, Huyết Anh liền tính là ngủ, cũng gắt gao ôm hắn sau cổ, không rơi xuống quá, vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh. Nếu không có suy nghĩ Huyết Anh tồn tại, Dương Nghị Vân chính mình đều mau xem nhẹ rớt. Hắn đi qua thần hỏa đại đạo, tương đương là cởi một tầng ra, nhưng Huyết Anh tựa hồ một cây tóc cũng chưa rớt. Đủ để thuyết minh đứa nhỏ này đặc thù, không hổ là ra đời ở chúng thần vực thế giới thiên địa tinh linh. Dù sao thoạt nhìn Huyết Anh sẽ không chịu ảnh hưởng, này cũng làm Dương Nghị Vân yên tâm không ít, cũng không biết ở tiếp theo lộ ra chung, Huyết Anh còn có thể hay không như thế an ổn. Thời gian không nhiều lắm. Dương Nghị Vân lo lắng lên. Nhưng mà lúc này, lại là trong ngọn lửa có thân ảnh đong đưa mà đến. Ngay sau đó một cái huyết sắc cao lớn thân ảnh chạy ra khỏi ngọn lửa, lại là Hùng Hoan. Chỉ thấy Hùng Hoan ở cuồng hóa trạng thái hạ, toàn thân có khắc văn ở lưu truyền, nhưng lại thoạt nhìn đã phi thường ảm đạm, cập gần như tắt. Oanh! Một tiếng nặng nề Hùng Hoan một chút ghé vào tinh la bàn thượng, trên người huyết quang chợt lóe khôi phục hình người, xem khởi nàng cũng hao hết năng lượng. Dương Nghị Vân vội vàng đem Hùng Hoan nâng dậy vung tay lên một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện cấp Hùng Hoan uy đi xuống. Hắn thiếu chút nữa quên sinh mệnh chi thủy có thể khôi phục năng lượng sự. Liền vào giờ phút này địa phương khác liên tiếp vang lên từng tiếng nổ vang. Dương Nghị Vân xem qua đi, mặt khác tinh la bàn thượng rốt cuộc bắt đầu xuất hiện người. Đều ở cuối cùng vài phút nội bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó hắn bên này lại là Âm Dương Kim Cương vợ chồng xuất hiện. So sánh với Hùng Hoan, Âm Dương Kim Cương vợ chồng tuy rằng thoạt nhìn cũng mệt mỏi bộ dáng, nhưng lại muốn hảo rất nhiều. Thần chủ, Âm Dương Kim Cương vợ chồng nhìn đến Dương Nghị Vân còn có sức lực hành lễ. Không cần đa lễ, mau chút ngồi xuống khôi phục. Dương Nghị Vân xua tay đánh gãy hai người, hắn nhìn đến Âm Dương Kim Cương vợ chồng thời điểm, lại là có chút tò mò, bọn họ là như thế nào khiêng quá thần hỏa đại đạo, ngay sau đó liền bình thường trở lại, hắn thấy được hai người trong tay pháp khí. Nhưng lại tan vỡ. Hiển nhiên hai người này đây pháp khí vì đại giới khiêng lại đây. Phải biết rằng lấy mệnh dưỡng khí đại giới rất lớn, hủy diệt pháp khí thật là đại giới, nhưng là có thể khiêng quá thần hỏa đại đạo đảo cũng không kém. Thời gian không đến một phút. Mặt khác tinh la bàn thượng đã tất cả đều xuất hiện người, nhưng rõ ràng thiếu rất nhiều. Mà hắn bên này Đoạn Thân mới vừa còn không có xuất hiện. Lão Đoạn a lão Đoạn, người cần phải khiêng lại đây a. Dương Nghị Vân ở trong lòng nói thầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Lúc này mặt khác tinh la bàn thượng như cũ còn ở có người không ngừng lao ra ngọn lửa, tựa hồ đều biết thời gian mau tới rồi. Dương Nghị Vân trong lòng một cái kính ở cầu nguyện Đoạn Thân mới vừa nhanh lên ra tới. Yên tâm thần hỏa tuy rằng bá đạo, nhưng còn không có đạt tới muốn mệnh nông nỗi,
nhiều nhất trả giá điểm đại giới, tin tưởng đoạn thân mới vừa sẽ ra tới. Không biết khi nào Mai tỷ khôi phục đủ tới, xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người nói chuyện. Ân, hy vọng lão đoạn có thể khiêng lại đây. Dương Nghị Vân gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm trong ngọn lửa. Trong lòng tính nhẩm thời gian đếm ngược, còn có không đến 10 tức thời gian. Hai người mới vừa nói chuyện hết sức, trong ngọn lửa một bóng người vọt ra, nhưng còn không phải là đoạn thân mới vừa sao. Chỉ là lão đoạn toàn bộ một cái hỏa người, cùng hắn lúc ấy giống nhau, tất cả đều là đều mạo ngọn lửa. Oanh! A! À, kêu thảm thiết một tiếng, đoạn thân mới vừa rốt cuộc ở cuối cùng một khắc ra tới, một chút té ngã ở tinh la bàn thượng. Dương Nghị Vân vội vàng đem hắn nâng dậy, vung tay lên cấp đoạn thân mới vừa ăn vào tam tích sinh mệnh chi thủy, bỏng tuy rằng trong mắt, nhưng có tam tích sinh mệnh chi thủy ở tin tưởng thực mau là có thể khôi phục lại. Dựng lên Dương Nghị Vân còn biết kỳ thật này đó thần hỏa là một loại lực lượng, chỉ cần lão đoạn kiên trì xuống dưới, đối hắn tu luyện là có rất lớn trợ giúp. Đoạn thân mới vừa tiến vào tu luyện khôi phục trạng thái. Giờ phút này đã đến giờ. Cuối cùng là một cái không rơi đều đến đông đủ. Lúc này Dương Nghị Vân mới đánh giá mặt khác tinh la bàn thượng. Có người đã đứng lên, có người ở khôi phục. Nhưng có mấy nhà thế lực ít người, bất quá không nhiều lắm. Bọn họ ở đây mọi người 20-30 hào, thiếu 3-4 người. Đã đến giờ. Khí linh tinh la thanh âm vang lên. Đúng lúc này Dương Nghị Vân nhìn đến thần nông thị nơi tinh la bàn thượng, có một người từ trong ngọn lửa vọt ra. Nhưng thời gian trôi qua. Quy định thời gian không đạt tới giả, lưu đầy hư không. Khí linh tinh la thanh âm lạc bế, tất cả mọi người nhìn đến thần nông thị cái kia vượt qua thời gian hợp đạo cường giả, một chút liền bay khỏi tinh la bàn. Không. Không không không, không cần a. Thanh âm dần dần đi xa. Lại là đã bị khí linh tinh la lưu đày tới rồi vài trăm thước ở ngoài sao trời chung, cùng ngay từ đầu cửu lê tộc người kia giống nhau như ngừng lại trong hư không. Lúc này rất nhiều nhân tâm đều may mắn, còn cũng may quy định thời gian nội đạt tới. Khí linh tinh la lưu đày một người, nói chuyện đều là mang theo hưng phấn chi ý. Cái này làm cho Dương Nghị Vân cảm giác cái này khí linh có phải hay không trong lòng biến thái. Đại gia ở trong lòng hư than hết sức, chỉ nghe khí linh tinh lạc tiếp tục nói, hảo, hiện tại tuyên bố tiền tam danh thứ. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Bao gồm Dương Nghị Vân cũng tò mò, rốt cuộc ai là đệ nhất hoặc là nói tiền tam danh thứ. Chính hắn cũng không biết hắn là cái gì thứ tự, là bởi vì lúc ấy toàn thân bị thần hỏa đốt cháy, căn bản liền không rảnh lo quan khán mặt khác tinh la bàn thượng có hay không người. Bất quá đường tu luyện khôi phục lúc sau lại là thấy được cửu Lê Tia, A cùng cơ gia cường giả tồn tại với bọn họ nơi tinh la bàn. Cho nên Dương Nghị Vân biết tiền tam danh thứ chính là bọn họ tam phương, hiện tại không biết ai là đệ nhất đệ nhị đệ tam. Chỉ có cửu Lê Tia, A nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, hai tròng mắt chung tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Hắn lúc ấy lao ra ngọn lửa thời điểm, liền phát hiện Dương Nghị Vân nơi tinh la bàn thượng xuất hiện một cái than cốc người, đúng là Dương Nghị Vân. Kia một khắc cửu Lê Tia, A liền biết đệ nhất không phải hắn, lại bị Dương Nghị Vân kia tiểu tử dẫn đầu. Mà hắn cửu Lê Tia, A là đệ nhị, lúc sau là cơ gia người đệ tam, đến nỗi mặt khác không ý nghĩa, bởi vì chỉ có tiền tam có khen thưởng. Chỉ nghe khí linh tinh la thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa nói, đệ nhất tên là Dương Nghị Vân, đệ nhị danh cửu Lê Cha, đệ tam danh cơ vô mệnh. Dương Nghị Vân sau khi nghe được ngây ra một lúc, không nghĩ tới chính mình là đệ nhất. Phản ứng lại đây sau hắn nở nụ cười, đối với Mai tỷ nói, hắc hắc, một không cẩn thận lại là đệ nhất danh, có chút người đôi mắt đều thành con thỏ mắt, ha ha. Dương Nghị Vân nhìn đến chính là cửu Lê Tia, A kia hâm mộ ghen ghét đôi mắt nhìn quét hắn, cho nên những lời này là cố ý nói ra. Chính là muốn tức chết hắn. Kỳ thật không riêng gì cửu Lê Cha, liền tính là cơ gia cái kia cường giả, vẫn là ngũ hành gia tộc bốn cái. Cùng với những người khác ở nghe được khí linh tinh la nói ra đệ nhất danh là hắn thời điểm, một đám đều con thỏ mắt. Đôi mắt hồng nguyên nhân vẫn là hắn đắc tội người nhiều, cũng là liên tục hai lần đều được đến đệ nhất danh. Lần này đệ nhất danh chỗ tốt là tam thánh khí có hữu hạn chọn lựa quyền lợi, đây mới là trọng điểm. Đương nhiên đệ nhị cùng đệ tam cũng có thể được đến hai kiện thánh khí. Nhưng cùng hắn cái này đệ nhất danh hoàn toàn không giống nhau. Lúc này chỉ nghe khí linh tinh lạc tiếp tục nói, Dương Nghị Vân tiểu bối, tam kiện thánh khí ngươi trước tới chọn lựa đi. Đối với khí linh tinh la không hỏi tên của bọn họ lại là có thể kêu ra tới điểm này, Dương Nghị Vân kỳ thật chút nào không kỳ quái,
nơi này tự xưng một phương thiên địa, bọn họ tất cả mọi người ở khí linh tinh la thế giới, nhân gia có thể biết được bọn họ mọi người tên, cũng không có gì hảo kỳ quái. Hơn nữa cái này khí linh tinh la hoàn toàn là cái đại năng hạng người. Đối bọn họ tới nói chỉ có hai chữ thần bí. Dương Nghị Vân mở miệng nói lời cảm tạ, đa tạ tinh la tiền bối. Đối phương tuy rằng là khí linh, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là hô một tiếng tiền bối, hoàn toàn đảm đương nổi, bực này khí linh hoàn toàn không thể cùng mặt khác khí linh so sánh với, tuyệt đối là có sinh mệnh cái loại này. Không nói đến sinh mệnh không sinh mệnh, chỉ cần có thể trở tay chi gian liền chấn áp hợp đạo cường giả thủ đoạn, liền cũng đủ hắn kêu một tiếng tiền bối. Dương Nghị Vân cả đời này tinh la tiền bối hô lên tới, những người khác sau khi nghe được, cái này xem như đã biết kẻ thần bí nguyên lai là có tên, kêu tinh la. Đại gia biết này có thể là Dương Nghị Vân thượng một lần ở đệ nhị tinh la bàn thời điểm phản vấn đề, mới biết được, cũng không biết Dương Nghị Vân lúc ấy đều hỏi cái gì. Hiện tại đại gia chỉ biết thần bí già nua thanh âm, có tên kêu tinh la. Mà lần này, đối với đạt được đệ nhị cùng đệ tam thứ tự cửu Lê Ti A cùng cơ vô mệnh tới nói, bọn họ tuy rằng không thể đạt được chọn lựa thánh khí tư cách, nhưng lại có thể hướng khí linh tinh la để một vấn đề. Này cũng coi như không tồi. Dương Nghị Vân vốn dĩ tưởng tam kiện thánh khí khí linh tinh la sẽ trực tiếp lấy ra tới, nhưng hắn chọn lựa, lại là không nghĩ tới, từ trên trời giáng xuống một đạo cột sáng trực tiếp chiếu vào trên người hắn, ngay sau đó trực tiếp chính là không tự chủ được bay lên, thân thể căn bản là không chịu khống chế bay vọt dựng lên. Trong lòng kinh hãi, nhưng là cũng không có cách nào, ngay sau đó hắn liền không dẫy dụa. Bởi vì hắn biết, đây là khí linh tinh la thủ đoạn, hắn dẫy dụa vô dụng. Hơn nữa đối phương là làm hắn chọn lựa thánh khí đều không phải là có cái gì cái khác, hẳn là sẽ không có việc gì. Đơn giản buông ra tâm thần, tùy ý của lực lượng này mang theo hắn bay lên. Hiện tại nghĩ đến hẳn là muốn mang theo hắn tiến vào một không gian khác đi chọn lựa thánh khí, mà không phải trực tiếp ở tinh la bàn, làm cho mọi người mặt đi triển lãm. Này ngược lại với hắn mà nói là chuyện tốt. Thánh khí tất nhiên đặc thù, có lẽ có độc đáo thuộc tính tồn tại, nếu là để cho người khác đã biết. Ngược lại mất đi ưu thế. Có cái gì ưu thế chỉ có chi kỷ biết, mới là ưu thế, ở thời điểm mấu chốt có thể khởi trọng dụng. Kim sắc cột sáng chiếu xạ ở trên người hắn, Dương Nghị Vân đôi mắt đều là không mở ra được, bởi vì quá mức chói mắt. Chỉ cảm thấy là bay lên bộ dáng. Loại cảm giác này không có liên tục bao lâu, cũng liền không cảm giác được tam tức thời gian thời điểm, ngay sau đó hắn cảm thấy dưới chân một thật. Cảm thấy quang mang chói mắt tan đi. Mở hai mắt nhìn lại, quả nhiên đã rời đi tinh la bàn. Giờ phút này hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái kim bích huy hoàng đại điện chung, mà đại điện đỉnh chóp là cuồn cuộn sao trời. Ở Dương Nghị Vân bị kim quang bao phủ thời điểm, những người khác lại là đều thấy được, rất nhiều người đều mang theo hâm mộ ghen ghét ánh mắt, mọi người đều biết Dương Nghị Vân là đi một cái khác địa phương chọn lựa thánh khí. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn, ai làm cho bọn họ không phải đệ nhất đâu. Nhất buồn bực chính là đệ tứ danh dưới người, đại gia thật vất vả từ thần hỏa đại đạo đi ra, cũng ở quy định thời gian nội đạt tới đệ tam tinh la bàn thượng, cố tình bọn họ là không có bất luận cái gì khen thưởng. Ngẫm lại trong lòng là vô cùng buồn bực. Mai tỷ cùng Hùng Hoan, Âm Dương Kim Cương vợ chồng, đoạn thân mới vừa trước sau đều khôi phục thương thế, nhìn đến Dương Nghị Vân bị kim quang bao phủ ở bên trong, ngay sau đó chợt lóe biến mất không thấy sau, có chút sốt ruột. Nhưng là Mai tỷ dừng tay nói. Không sao, hẳn là sẽ không có việc gì, Vân Tử là bị triệu hoán đi chọn lựa thánh khí. Hùng Hoan mấy người lúc này mới an tâm, ngẫm lại cũng là, phía trước bọn họ liền nghe kẻ thần bí nói qua, đệ nhất danh có thể ưu tiên chọn lựa thánh khí. Mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ thần chủ Dương Nghị Vân cư nhiên còn đạt được đệ nhất thứ tự, thật sự là cao hứng. Đả kích chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Giờ phút này Dương Nghị Vân lại là đang ở một cái to lớn kim sắc đại điện chung. Đỉnh đầu sao trời lộng lẫy, bốn phía còn lại là thoạt nhìn không có bất luận cái gì môn hộ, hình thành một lần hình tròn vách tường, ngược lại có điểm đang ở thâm giếng cảm giác, cái này đại điện không gian nhìn có hơn trăm bình phương đại, dưới chân là từng đạo phức tạp vô cùng khắc văn. Hắn hít sâu một hơi nói, tinh la tiền bối. Không có nhìn đến bất luận kẻ nào, Dương Nghị Vân kêu to một tiếng. Chờ. Khí linh tinh la già nua thanh âm vang vọng ở đại điện chung. Dứt lời vừa ra, Dương Nghị Vân liền cảm giác đỉnh đầu có quang mang thoáng hiện. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mắt chính là xuất hiện tam đoàn thần quang. Tiểu bối chọn lựa đi,
tam kiện thánh khí ngươi chỉ có thể chọn lựa trong đó một kiện. Khí linh tinh la thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân mọi nơi đi xem, đều không có nhìn đến người. Kỳ thật so sánh với thánh khí, hắn giờ phút này nội tâm càng hy vọng có thể nhìn đến cái này thần bí khí linh tinh la. Đừng nhìn ngươi là nhìn không tới bổn tọa. Khí linh tinh la tựa hồ hoàn toàn biết Dương Nghị Vân nội tâm tưởng cái gì. Khụ khụ, tiền bối đều là cái gì thánh khí ta có thể hỏi hỏi thuộc tính sao? Dương Nghị Vân xấu hổ cười nói. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra thực xảo trá, bất quá ngươi là đệ nhất danh, bổn tọa liền phá lệ cho ngươi nói một chút, đầu tiên nói đệ nhất kiện thánh khí, đệ nhất kiện tên là, phá sát chấn ma kiếm, chí dương chí cương khí mộc thần thụ luyện chế mà thành, nhưng phá hết thảy thần sát khí, uy lực vô cùng, chính là tam kiện thánh khí chung công kích mạnh nhất một kiện. Nói nơi này sau, khí linh tinh lo tần đốn tiếp tục nói, cái thứ hai thánh khí tên là huyền hoàng âm dương dù, lấy huyền hoàng nhị khí âm dương thánh thạch luyện chế mà thành. Lực phòng ngự là trọng điểm. Đệ tam kiện thánh khí tên là phá không ủng, lấy không gian tài liệu luyện chế mà thành, ở tốc độ thượng có thể nói là rất có ưu thế, một bước bước ra có phá không khả năng, đương nhiên cũng muốn có tương đối thực lực phát huy ra tới mới là, tiểu bối ngươi muốn nào một kiện. Tam kiện thánh khí cấp bậc đều là liếc mắt một cái. Dương Nghị Vân nghe khí linh la tinh nói xong, cẩn thận đi đánh giá tam kiện thánh khí, lúc này tam kiện thánh khí thượng thần quang cũng tan đi, lộ ra tướng mạo sẵn có. Chính như khí linh tinh la lời nói, đệ nhất kiện là một phen kiếm, cái thứ hai là một phen dù, đệ tam là một đôi ủng. Tam kiện thánh khí thuộc tính đại biểu công kích, phòng ngự cùng tốc độ đặc điểm. Đầu tiên nói phòng ngự, hắn kỳ thật có hỗn độn chung, muốn hay không đều được, cứ việc là thánh khí, nhưng hắn cũng cảm thấy vẫn là chính mình trên người hỗn độn chung cường đại. Tiếp theo công kích phương diện, hắn năm đó hạ tiên giới thời điểm. Đem chính mình đồ long kiếm để lại cho tôn tử, trên tay hiện tại thật đúng là không có thích hợp công kích pháp khí. Đối với chuôi này thánh khí chi kiếm, Dương Nghị Vân vẫn là có điểm tâm động. Đến nỗi phá không ủng, đây là tốc độ thánh khí, hắn biết ở chỗ này có ưu thế, bất quá hắn có phong vân cánh chim, tốc độ thượng cũng không kém, này song thánh khí ủng, kỳ thật đối hắn chính là gà trợ. Vốn dĩ nghĩ muốn phá sát chấn ma kiếm, nhưng là ở hắn vừa muốn mở miệng quyết định thời điểm. Đột nhiên có nghĩ đến một vấn đề. Đang ở hư không thiên đế bàn thời gian, hiện tại bọn họ ở quá quan trảm tướng, yêu cầu chính là thích hợp chính mình sấm quan thánh khí mới là thích hợp. Tựa hồ kia một phen tên là huyền hoàng âm dương dù thánh khí, ngẫm lại muốn càng thích hợp một ít, cứ việc trong tay hắn có hỗn độn chung, có thể dùng để phòng ngự, chính là hỗn độn chung kỳ thật đều không phải là đơn thuần phòng ngự pháp khí, chính là công kích phòng ngự nhất thể pháp khí, cũng không phải chuyên nghiệp phòng ngự pháp khí. Nghĩ như thế, vẫn là muốn huyền hoàng âm dương tán đi, đến lúc đó có thể cấp mai tỷ các nàng dùng để phòng ngự, ở tinh la đại đạo thượng, xuất hiện các loại công kích trở ngại lực lượng quá nhiều, lôi điện thần hỏa đều không phải phàm vật, tiếp theo còn không biết sẽ xuất hiện cái gì chờ bọn họ. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, từ bắt đầu đến bây giờ cơ hồ mỗi một đoạn tinh la trên đường, mặc kệ là lôi điện vẫn là thần hỏa xuất hiện đều cùng với cuồng phong rất lớn. Một không cẩn thận liền sẽ bị thổi hạ tinh la nói đi, đến lúc đó đã có thể lưu đầy hư không kết cục. Dù chính là dùng để che mưa chắn gió. Như thế Dương Nghị Vân, lập tức quyết định nói, ta muốn huyền hoàng âm dương dù. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra thú vị, hành liền cho ngươi huyền hoàng âm dương dù. Khí linh tinh la thanh âm mang theo một tia tán thưởng. Ở dứt lời hết sức, huyền phù ở trống không huyền dương âm dương dù dừng ở Dương Nghị Vân trước người. Nhanh chóng luyện hóa. Khí linh tinh la nói. Dương Nghị Vân cũng không khách khí, lập tức lấy huyết tế phương pháp bắt đầu luyện hóa huyền hoàng âm dương dù. Tuy là thánh khí nhưng là luyện hóa phương pháp cùng mặt khác pháp lực không có gì lại đừng, huyết tế phương pháp là nhanh nhất. Chờ Dương Nghị Vân luyện hóa lúc sau, mới biết được lần này có lẽ chính mình kiếm được. Huyền hoàng âm dương dù, có huyền hoàng nhị khí cùng âm dương cân bằng, dù khai thác định thiên địa, không nói đến phòng ngự có thể đạt tới tình trạng gì. Chỉ cần là có thể phối hợp thiên địa âm dương ngày này, là có thể làm hắn ở kế tiếp tinh lạc nói lập với bất bại chi địa. Đương nhiên lời này khả năng có điểm khuếch đại, nhưng là ít nhất hắn biết có thể ngăn cản cuồng phong. Được rồi tiểu tử sửa đi trở về, có này đem huyền dương âm dương dù tiểu tử ngươi có thể ở kế tiếp mấy đại quan thượng chiếm hết ưu thế, hơn nữa bổn tọa còn nói cho ngươi, huyền hoàng âm dương dù chính là tam kiện thánh khí chung mạnh nhất một kiện, nhưng không đơn giản là phòng ngự, công kích chi lực có huyền hoàng chi lực. Điều động thiên địa âm dương năng lượng, lại là chút nào không thể so kia đem thánh kiếm kém, trở về đi. Khí linh tinh la nói vừa vang lên,
Dương Nghị Vân cảm thấy một cổ kim quang chiếu rọi trong người. Đồng dạng cảm giác tam tức lúc sau, hắn tái xuất hiện thời điểm, đã về tới đệ tam tinh la bàn thượng. Vân tử không có việc gì đi, Mai tỷ tiến lên nói. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười cười nói, không có việc gì, chính là đi chọn lựa một kiện thánh khí, chính là này đem huyền hoàng âm dương tán, có cái này thánh khí, chúng ta ở kế tiếp mấy đại quan sẽ hảo quá rất nhiều. Như thế liền hảo, Mai tỷ cũng yên tâm. Các ngươi mấy cái không có việc gì đi. Dương Nghị Vân nhìn Hùng Hoan bốn người đều đã khôi phục lại đây, nhưng vẫn là hỏi một tiếng. Thần chủ chúng ta đều không có việc gì. Bên này Dương Nghị Vân ở quan tâm thủ hạ thương thế vấn đề. Bên kia lại là, Cửu Lê Tia, A Cơ vô mạng lớn thanh nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối. Dương Nghị Vân nghe được thanh âm sau xem qua đi, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, kia đem thần sát chấn ma kiếm tới rồi Cửu Lê Tia, A trên tay. Cái này lão tiểu tử là đệ nhị thứ tự, mà đệ tam cơ vô mệnh còn lại là được đến phá không ủng. Hai người nói lời cảm tạ lúc sau, khí linh thanh âm lần thứ hai vang lên nói, hảo bọn tiểu bối, phía dưới bắt đầu bước thứ tư, hắc hắc, thời gian như cũ là một canh giờ trong vòng ngươi chờ muốn đến đệ tứ tinh la bàn, nếu không lần này trừng phạt sẽ là rất nghiêm trọng. Đương nhiên nếu là đúng hạn đạt tới, đến lúc đó khen thưởng cũng sẽ thực phong phú, lúc này đây khen thưởng mặt hướng mọi người. Mặc kệ là bất luận cái gì tinh la bàn người chỉ cần ở quy định thời gian nội đạt tới đệ tứ tinh la bàn, đều có khen thưởng, có thể nói lần này là mỗi người có phân. Lúc này đây khen thưởng chính là thánh quả, vẫn luôn có thể làm ngươi chờ dùng đều có rõ ràng hiệu quả thánh quả, tiền tam danh song phân, người sau bất luận thứ tự một phần, đạt tới đệ tứ tinh la bàn đệ nhất giả nhưng đến một chương thêm vào hư không thay đổi phù. Xăm ba câu kỳ lân tinh la đem đệ tứ tinh la bàn khen thưởng nói ra. Nhưng là trừng phạt lại không có nói tỉ mỉ, chỉ là nói trừng phạt sẽ thực trọng. Mà khen thưởng phương diện chính là thánh quả, dựa theo khí linh nói, bực này thánh quả đối bọn họ này đó thánh đạo thần linh đều là có rõ ràng hiệu quả. Như cũ là tiền tam danh giả chiếm cứ ưu thế, nhưng đến song phân thánh quả, hơn nữa đệ nhất danh có thể thêm vào đạt được một chương hư không thay đổi phù, đại gia nghe tựa hồ thêm vào khen thưởng mới là mê người đồ vật. Bất quá vẫn là không quá minh bạch. Thánh quả mọi người đều có thể lý giải, chính là hư không thay đổi phù liền có điểm không hiểu. Lúc này Cửu Lê Tia, A lại là mở miệng nói, xin hỏi tiền bối như thế nào hư không thay đổi phù. Vấn đề này hỏi thật hay oa, này hư không thay đổi phù, đặt ở ngày thường chính là gà chợ mà thôi, nhưng là tại đây hư không thiên địa bàn thiên địa chung, ngươi chờ ai nếu là có một chương hư không thay đổi phù, liền tương đương với là nhiều một cái mệnh hiểu không? Vì cái gì nói như vậy đâu? Ngươi chờ nghe bổn tọa chậm rãi nói tới, này hư không thay đổi phù, xem tên đoán nghĩa, chính là nhưng ở trên hư không thay đổi sử dụng, tỉ như nói ngươi một không cẩn thận lưu đày tới rồi trong hư không, liền có thể sử dụng hư không thay đổi phù một lần nữa trở lại tinh la đại đạo đi lên, lại hoặc là nói, ngươi chờ bên người người nào lưu đày hư không, nhưng dùng ban một chương hư không thay đổi phù đem chi đổi về tới, như thế nhưng hiểu đi. Khí linh tinh la nói xong, lại bổ sung một câu nói, đúng rồi. Ngươi có một cái thêm vào hướng bổn tọa vấn đề quyền lực, hiện tại đã sử dụng xong rồi. Lời này vừa nói ra Cửu Lê Tia, A thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cùng cơ vô mệnh, Dương Nghị Vân ba người phân biệt đoạt được tiền tam danh thứ, Dương Nghị Vân được đến ưu tiên chọn lựa thánh khí tư cách, hắn Cửu Lê Tia, A còn lại là đệ nhị danh cùng cơ vô mệnh tuy rằng không có ưu tiên chọn lựa thánh khí tư cách, nhưng lại có một lần vấn đề cơ hội. Nhưng là hiện tại lại là lãng phí cơ hội này. Sớm biết rằng vừa rồi liền không mở miệng, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, liền triệt tiêu rất một cái cơ hội. Cái này làm cho Cửu Lê Tia, A sắc mặt thành tím màu tương. Phốc, ha ha ha. Dương Nghị Vân nghe được lời này, lại là nhịn không được bật cười. Nhìn đến Cửu Lê Tia, A ăn mệt, hắn so với ai khác đều sảng. Cái này lão bất tử vốn dĩ chính là kẻ thù, ước gì hắn tiêu hao rất cơ hội này. Cửu Lê Tia. A giết người giống nhau Dương Nghị Vân nhìn qua, Dương Nghị Vân không chút nào để ý, mọi người đều không ở một cái tinh la bàn không ở trên một con đường, ai cũng công kích không được ai, hắn mới không sợ. Cửu Lê Tia, A bị Dương Nghị Vân khí ngứa răng, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể dùng ánh mắt đi sát Dương Nghị Vân 100 lần, đáng tiếc cũng là Dương mắt nhìn, chỉ thế mà thôi. Mà lúc này cơ vô mệnh chậm rãi mở miệng nói, xin hỏi tiền bối. Kế tiếp đi trước đệ tứ tinh la bàn trên đường sẽ xuất hiện cái gì lực lượng trở ngại. Cơ vô mệnh bắt đầu sử dụng hắn khen thưởng, hướng khí linh tinh la vấn đề.
hắn vấn đề này vừa ra tới, mọi người đều bắt đầu dựng lên lỗ tai đi nghe. Đích xác có thể trước tiên biết được kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì lực lượng trở ngại, là có thể có chuẩn bị tâm lý, như thế có thể thiếu chút tổn thất. Nhưng là cũng không biết, khí linh tinh la trả lời có thể hay không công khai. Rốt cuộc phía trước Dương Nghị Vân vấn đề là truyền âm phương thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không có bất luận cái gì thanh âm vang lên. Lại là Cơ Vô Mệnh đối với hư không khom mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Cái này mọi người đều hết hy vọng, quả nhiên là truyền âm phương thức, chỉ có Cơ Vô Mệnh một người biết được. Đại gia tuy rằng không cam lòng, khá vậy không có biện pháp, bởi vì đây là nhân gia Cơ Vô Mệnh được đến đệ tam thứ tự toàn lực. Hảo, hiện tại bắt đầu đếm ngược, bắt đầu đi. Ngay sau đó khí linh tinh la thanh âm vang vọng phía chân trời. Chín đại tinh la bàn phía trước thần quang lập lòe, bắt đầu xuất hiện chín điều tinh la đại đạo, đây là đi trước đệ tứ tinh la bàn đại đạo. Vèo vèo vèo, từng đạo thân ảnh bay nhanh mà đi. Trước hết lao ra đi đúng là Cơ Vô Mệnh, này lão tiểu tử vấn đề lúc sau, hiển nhiên biết được đi trước đệ tứ tinh la bàn đại đạo thượng sẽ xuất hiện cái gì lực lượng trở ngại, trong lòng tất nhiên đã có ứng đối chi sách. Mà những người khác cũng một đám không cam lòng lạc hậu. Tới rồi hiện tại, mọi người kỳ thật đều đã rõ ràng, thứ tự tầm quan trọng. Đệ tứ quan, tuy rằng nói chỉ cần ở quy định một canh giờ trong vòng đạt tới đệ tứ tinh la bàn thượng, mỗi người đều có thể được đến một viên thánh quả. Nhưng là, như cũ là tiền tam danh thứ chiếm cứ ưu thế, có thể được đến song phân thánh quả. Đệ nhất danh càng là có thể đạt được một chương thêm vào khen thưởng hư không thay đổi phù, đây chính là một chương bảo mệnh phù A. Ai đều biết tầm quan trọng. Một chương hư không thay đổi phù giá trị tất nhiên ở thánh quả phía trên. Ai không nghĩ muốn. Ở đây thần linh đều là thánh đạo trình tự lão quỷ, một cái so một cái tinh, đều biết lại nói tiếp là sấm quan, nhưng lại là có thể nói càng là nào đó rèn luyện bảo khố, càng là song sau đạt được khen thưởng sẽ càng ngày càng phong phú. Cơ duyên thật lớn. Ai không nghĩ tranh một tranh thứ tự. Bao gồm Dương Nghị Vân đám người trong lòng đều lửa nóng thực. Mới đầu đại gia còn tưởng rằng tiến vào cái gì đại hiểm địa, hiện tại xem ra hoàn toàn là một tòa bảo khố. Là chúng thần điện bảo khố chung. Đương nhiên cái này bảo hộ là có người trông coi, khả năng có được rất nhiều đối bọn họ tới nói thấy cũng chưa gặp qua chí bảo, nhưng muốn được đến chí bảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy, yêu cầu thông qua khảo nghiệm mới được. Mà dám khảo chính là khí linh tinh la. Nếu là bảo khố, nếu muốn được đến, nào có không nguy hiểm. Nào có không trả giá đại giới. Tương đồng này đó sau, cho nên có đều sinh ra hiếu thắng chi tâm. Có thể dự kiến kịch liệt tranh đấu từ giờ trở đi. Khí linh tinh la ngay từ đầu liền nói quá, đây là hư không thiên đế bản thiên địa, là thiên địa bàn cờ, bọn họ những người này đều là quân cờ, chín bước cờ, hiện tại bọn họ đã đi rồi ba bước, bắt đầu nhằm phía bước thứ tư mà đi. Vân tử chúng ta cũng đi thôi Mai tỷ nói. Ân Dương Nghị Vân gật đầu. Lúc này đây hắn trong lòng thực chính. Có huyền huyễn âm dương dù sau, Dương Nghị Vân tin tưởng đang đi tới đệ tứ tinh la bàn một đoạn này lộ, bọn họ ngược lại sẽ so hai lần đều phải nhẹ nhàng, hắn biết huyền huyễn âm dương dù phòng ngự chi lực có bao nhiêu cường. Ngay cả khí linh đều nói qua, là tam kiện thánh khí trung mạnh nhất một kiện. Nháy mắt công phu mặt khác tám đại tinh la bàn thượng đã không có bóng người. Dương Nghị Vân không chút hoang mang mang theo Mai tỷ đám người đi xuống tinh la bàn. Bước lên tinh la đại đạo. Hắn tạm thời không nóng nảy nguyên nhân là, gần nhất trong tay hắn có huyền huyễn âm dương dù, trong lòng có nắm chắc, thứ hai là còn không biết đi trước đệ tứ tinh la bàn này đoạn đại đạo thượng, sẽ có cái gì lực lượng trở ngại lực lượng tồn tại. Sốt ruột tiến lên ngược lại không nhất định là chuyện tốt, mọi người chung có lẽ chỉ có Cơ Vô Mệnh là trừ bỏ hắn ở ngoài trong lòng nhất có nắm chắc, bởi vì Cơ Vô Mệnh hỏi khí linh tinh la một đoạn này đại đạo thượng sẽ xuất hiện cái gì lực lượng trở ngại. Những người khác, vậy muốn xem thực lực thủ đoạn. Từ trước vài lần tình huống xem, mỗi một đoạn đường thượng đều sẽ có bất đồng lực lượng trở ngại xuất hiện, nhưng là có cái điểm giống nhau là, mặc kệ xuất hiện cái gì lực lượng, mỗi một lần đều sẽ cùng với cuồng phong. Chỉ có cuồng phong điểm này là mọi người có thể đoán được. Trừ cái này ra, mỗi một đoạn đại đạo thượng xuất hiện trở ngại lực lượng đều là không giống nhau, cũng là không có quy luật, không chừng đi tới đột nhiên một chút liền xuất hiện. Đương nhiên lần đầu tiên thời điểm hắn quan sát tới rồi sao trời biến hóa, còn hiệu quả, nhưng mặt sau bắt đầu hoàn toàn liền không có bất luận cái gì biến hóa. Không cẩn thận điểm là không được. Cho nên nói không nhất định trước tiên tiến lên liền chiếm tiện nghi.
cuối cùng còn phải xem thực lực thủ đoạn mới được. Đương nhiên Dương Nghị Vân cũng biết lần này cạnh tranh sẽ rất lớn, nên tranh thủ hắn vẫn là sẽ tranh thủ, rốt cuộc hư không thay đổi phù với hắn mà nói cũng là rất lớn mà dụ hoặc, đồng dạng tưởng được đến. Hắn mỗi lần là đệ nhất, lúc này đây tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Mọi người đều quay chung quanh ở chúng ta bên người tới Dương Nghị Vân vung tay lên giơ lên huyền huyễn âm dương dù, có bực này thánh khí lúc này tự nhiên là phải dùng. Không thể có hại không phải. Ngay sau đó Dương Nghị Vân liền thúc giục huyền huyễn âm dương dù. Tức khắc có thanh hoàng thần khí lưu chuyển mở ra, hình thành chi gian 3 mét bao phủ phạm vi. Bọn họ mấy cái tất cả đều bao gồm ở bên trong, cũng không cảm giác nhiều chen chúc. Vận chuyển thánh khí pháp lực tiêu hao rất lớn. Nhưng ở Dương Nghị Vân thừa nhận trong phạm vi, so sánh với phía trước ở thần hỏa trung tiêu hao điểm này không đáng để lo. Phòng ngự hình thành, Dương Nghị Vân trong lòng đại chính đạo, đi. Ra lệnh một tiếng, Mai tỷ đám người tất cả đều đuổi kịp hắn nện bước về phía trước mà đi. Ước chừng đi ra 100 mét có thừa thời điểm, Dương Nghị Vân trong tầm mắt liền thấy được mặt khác tinh la trên đường tựa hồ tốc độ rất chậm ở phía trước hành. Mỗi một cái đều thần quang đại tác phẩm nhìn qua đều tại thân thể ở ngoài hình thành pháp lực phòng ngự. Cảm thấy như vậy một màn, không đợi đến thấy rõ ràng thời điểm, lại là tay một tay căng huyền hoàng âm dương dù bỗng nhiên trầm xuống, huyền hoàng âm dương dù thiếu chút nữa liền rời tay. Cũng may hắn phản ứng mau, vội vàng đôi tay mà thượng, lần này ổn định. Lúc này đoạn thân mới vừa mở miệng nói, thần chủ giống như trời mưa. Trời mưa, Dương Nghị Vân sửng sốt, nhìn kỹ, thật đúng là. Tinh la trên đường có hạt mưa xuất hiện. Ngay từ đầu chính là lác đác lưa thưa hạt mưa. Nhưng chỉ chớp mắt lại là càng lúc càng lớn, hắn không khỏi lại nhanh hơn bước chân. Xuất hiện ở tinh la nói thượng hạt mưa há có thể là tầm thường hạt mưa. Thực hiển nhiên chính là lần này trở ngại bọn họ lực lượng. Khởi phong Mai tỷ nhắc nhở Dương Nghị Vân. Yên tâm đi, lần này không thành vấn đề. Dương Nghị Vân liền đi biên nói. Hắn tự nhiên cũng ở trước tiên cảm nhận được cuồng phong dựng lên, thậm chí có thể nói hắn là cái thứ nhất cảm nhận được, bởi vì trong tay hắn vận chuyển huyền hoàng âm dương dù, đường nước mưa cùng cuồng phong dựng lên thời điểm, hắn ở trước tiên cảm thụ địa. Bất quá lúc này hắn trong lòng không hề áp lực. Bởi vì hắn phát hiện huyền hoàng âm dương dù thật sự không hổ là thánh khí, hạt mưa cùng cuồng phong nổi lên thời điểm hắn chỉ là tăng lớn thúc giục pháp lực lúc sau, liền không có gì cảm giác. Thanh màu vàng vầng sáng lưu chuyển 3 mét phạm vi, nước mưa cùng cuồng phong đối bọn họ không có hình thành bất luận cái gì trở ngại. Bọn họ mấy cái tốc độ đã không giảm, thực mau lại là vài trăm thước đi ra ngoài. Đương nhiên kỳ thật không phải lấy nước mưa cùng cuồng phong không cường đại, mà là lần này trong tay hắn có huyền hoàng âm dương dù, cho nên bọn họ không có đã chịu bất luận cái gì áp lực đánh sâu vào, kỳ thật đâu. Từ mặt khác tinh la trên đường xem, đường nước mưa cùng cuồng phong càng lúc càng lớn thời điểm. Đang ở trong đó những người khác lại là bước đi gian nan khẩn, cơ hồ đều thoạt nhìn đi không nổi giống nhau thong thả. Mà chân thật tình huống là, hắn từ huyền hoàng âm dương dù thượng truyền đến tình hình mưa huống cảm giác đến, mỗi một giọt giọt mưa đều trọng nếu vạn quân, cuồng phong tựa đao. Mỗi một lần thổi bay thời điểm, liền sẽ suy yếu pháp lực hình thành phòng ngự, làm trên người thần quang ảm đạm không ít. Này thuyết minh lần này trở ngại lực lượng rất mạnh, bọn họ là có huyền hoàng âm dương dù bảo hộ sau. Không có gì quá lớn áp lực. Thực mau Dương Nghị Vân một hàng đem rất nhiều người siêu việt, qua hơn nửa canh giờ thời điểm đã nhìn không tới người, nhưng là hắn phát hiện những người này chung, chưa thấy được năm đại hợp đạo hai tầng cường giả. Như Cửu Lê Tia, A cùng Cơ Vô Mệnh. Năm đại hợp đạo hai tầng cường giả còn lại ba người, Dương Nghị Vân tuy rằng không biết tên, nhưng lại biết bọn họ phân biệt đến từ Quang Minh Chư Thiên, Thần Nông Thị cùng với Si Vưu nhất tộc. Này năm người cho tới bây giờ không thấy được. Chỉ có thể thuyết minh, bọn họ đã chạy tới đằng trước. Thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ, Dương Nghị Vân trong lòng có so đo, hắn biết cần thiết muốn lại nhanh lên, hiện giờ trong tay có thánh khí huyền hoàng âm dương tán nếu là lần này không tranh đoạt tiền tam danh thứ, kia thật sự thực xin lỗi cái này thánh khí. Chúng ta còn phải muốn nhanh lên, không thể đoạt được đệ nhất, lần này cũng muốn tiến tiền tam không thể. Hắn đối Mai tỷ đám người nói, không thành vấn đề, ta còn có thể tại nhanh lên. Mai tỷ nói, Vân đại ca ta cũng có thể, Hùng Hoan mở miệng, thần chủ chúng ta cũng đúng, âm dương kim cương vợ chồng trả lời. Đoạn thân mới vừa nói, thần chủ yên tâm ta cũng không tới cực hạn. Dương Nghị Vân gật đầu nói, hảo, đại gia chuẩn bị tốt lao tới.
Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân sau lưng Phong Vân cánh chim xuất hiện. Những người khác cũng là toàn thân thần quang đại tác phẩm dựng lên. Đi Dương Nghị Vân dứt lời chấp động Phong Vân cánh chim, đương nhiên hắn không có đem Phong Vân cánh chim thúc dục đến cực hạn, bởi vì hắn biết nếu chân chính đương hắn đem Phong Vân cánh chim thúc dục đến cực hạn lúc sau, Mai tỷ khả năng có thể đuổi kịp hắn, nhưng là những người khác liền không nhất định. Bất quá lúc này tất cả mọi người đem chuyển phát nhanh phản tới rồi nhanh nhất, bọn họ là mọi người đồng bộ mà đi, tốc độ đã bất mãn. Huyền Hoàng Âm Dương dù ở ngoài như cũ là cuồng phong mưa to, dù nội lại là gió êm sóng lặng, mấy người bọn họ không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, duy độc hắn còn lại là pháp lực tiêu hao rất 3/1, nhưng là cùng thần hỏa đại đạo thời điểm so sánh với, điểm này tiêu hao không tính cái gì. Cũng thuyết minh Huyền Hoàng Âm Dương dù đích xác bất phàm. Hắn biết chính mình kiếm được. Nơi này quả nhiên tràn ngập đại cơ duyên. Càng là như thế, Dương Nghị Vân trong lòng càng muốn tranh thủ đệ tứ tinh la bàn đệ nhất thứ tự. Nhưng là hắn biết lần này cái này đệ nhất tất nhiên là có áp lực sẽ không dễ dàng như vậy, cho rằng cửu Lê Ti A được đến thần sát chấn ma kiếm, cơ vô mệnh được đến phá không ủng, đều là thánh khí, không nói đến cửu Lê Ti A thánh kiếm, cơ vô mệnh phá không hư chính là tốc độ thánh khí, chưa chừng mặc vào thánh khí cấp bậc dày cơ vô mệnh so với hắn Phong Vân cánh chim đều phải mau. Hiện tại chỉ hy vọng, phía trước khó khăn dưới, có thể trở ngại đến bọn họ thả chậm tốc độ, chỉ cần hắn có thể đuổi theo đi, liền có hy vọng đạt được đệ nhất. Ước chừng 10 phút sau, Dương Nghị Vân phát hiện trong tầm mắt nước mưa biến mất, nhưng là phía trước lại là xuất hiện trắng xóa một mảnh cảnh tượng. Chờ đến bọn họ quá khứ thời điểm, mới phát hiện nước mưa biến thành băng tuyết. Tinh La nói phiêu tán đại tuyết. Hơn nữa quản chi là hắn cầm trong tay Huyền Hoàng Âm Dương dù, lúc này cũng cảm nhận được một cổ đến xương hàn ý truyền đến. Tảng lớn bông tuyết bị Huyền Hoàng Âm Dương dù cấp ngăn cản bên ngoài, bọn họ tốc độ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng lại cảm nhận được càng ngày càng rét lạnh. Cường đại tới rồi cực hạn hàn ý trực tiếp xuyên thấu qua Huyền Hoàng Âm Dương dù phòng ngự thẳng buộc bọn họ thân thể, cơ hồ ở trong nháy mắt trên người liền có một tầng băng xương. Mau phóng thích thần hỏa phòng ngự. Dương Nghị Vân kinh hãi, không nghĩ tới một đoạn này lộ băng tuyết hàn ý như thế bá đạo. Mai tỷ bọn họ vội vàng phóng xuất ra thần hỏa vận chuyển, như thế mới xua tan trên người băng xương. Dương Nghị Vân cầm ô tiếp tục đi trước, nhưng là tốc độ không tự chủ được chậm lại, tuy rằng ngăn cản ở băng tuyết hàn ý, nhưng bọn họ pháp lực tiêu hao cũng tăng lớn. Mà giờ phút này, hắn vừa nhấc đầu lại là rốt cuộc thấy được mặt khác tinh la trên đường xuất hiện bóng người, thấy được ba cái. Cửu Lê Ti A cùng cơ vô mệnh như cũng nhìn không tới. Cái này làm cho hắn đại nhíu mày, không nghĩ tới cửu Lê Ti A cùng cơ vô mệnh hai cái lão bất tử này nhanh như vậy. Không thấy cửu Lê Ti A cùng cơ vô mệnh, chỉ có thể thuyết minh bọn họ hai cái đã xông vào phía trước nhất, Dương Nghị Vân tưởng tranh một tranh tiền tam, nhất định phải còn phải đuổi theo. Nhưng mà tại đây chờ thời điểm, tinh la trên đường trở ngại chi lực đã từ mang theo trọng lực giọt mưa biến thành băng tuyết, từ trọng đến nhẹ, nhưng uy lực lại là biến đại. Muốn tiếp tục tiến đến, kia cũng là không dễ dàng, điểm này đã thể hiện ra tới, hắn thấy được mặt khác tinh la trên đường người tốc độ đều thong thả khẩn, nhưng lại như cũ là bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, còn ở về phía trước mà đi. Băng tuyết uy lực là cực hạn hàn ý, có thể đem người đông lạnh thành băng cái loại này. Bực này hoàn cảnh hạ tất nhiên tiêu hao rất lớn pháp lực. Không có điểm thủ đoạn, sợ là sẽ bị sống sờ sờ đông chết, chút nào không khoa trương, bọn họ mấy cái ở Huyền Hoàng Âm Dương dù dưới sự bảo vệ, cũng như cũ cảm thấy băng hàn đến xương, càng đừng nói những người khác. Nhưng là cũng may hắn có Huyền Hoàng Âm Dương nơi tay, đem tuyệt đại đa số băng tuyết đều chắn bên ngoài, nhiều nhất chính là thừa nhận một chút hàn ý, đại gia pháp lực vận chuyển dưới, đảo cũng ảnh hưởng không lớn. Bất quá tốc độ là không có phía trước nhanh, giờ phút này chỉ có thể dùng chạy chậm tới, bởi vì Dương Nghị Vân pháp lực tiêu hao rất 2/3, trước mắt còn chưa tới đạt trọng điểm, vẫn là muốn giữ lại một ít pháp lực, ứng đối đột nhiên tình huống mới là. Không vừa đức tinh la trên đường xuất hiện lực cản lực lượng đều là có biến hóa, hơn nữa là không hề dấu hiệu, quỷ biết ở cuối cùng thời điểm sẽ biến thành cái dạng gì. Kỳ thật bọn họ mấy cái chung, sở hữu áp lực Dương Nghị Vân một người gánh vác xuống dưới. Mai tỷ cùng Hùng Hoan đám người thật sự là chưa từng có nhẹ nhàng như vậy quá, liền tính là pháp lực tiêu hao bọn họ mấy cái cũng là ít nhất. Dương Nghị Vân trong tay muốn vận chuyển Huyền Hoàng Âm Dương dù sở hữu pháp lực đều tại đây mặt trên. Mai tỷ đám người là không có bất luận cái gì nguy hiểm, tất cả đều là Dương Nghị Vân đỉnh.
Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm Huyền Hoàng Âm Dương Dù bên người vây quanh Mai Tỷ đám người, tảng lớn băng tuyết tất cả đều ở Huyền Hoàng Âm Dương Dù phát ra thần quang dưới bị chắn 3 mét ở ngoài, mấy người ra tốc độ không có phía trước mau ở ngoài, không hề có đã chịu ảnh hưởng. Như cũ là dùng chạy chậm mà đi. So sánh với những người khác, bọn họ mấy cái quả thực chính là ở sân vắng xoải bước, thảnh thơi khẩn. Cái này làm cho mặt khác cường giả nhìn đến sau, một đám đều mau hộc máu. Người so người sẽ tức chết a. Bọn họ những người này cơ hồ là dùng ra cả người thủ đoạn, ngăn cản băng tuyết hàn ý, ở tinh la trên đường bước đi gian nan mà đi, nhìn xem Dương Nghị Vân thời điểm, quả thực giống như là ở ba bước. Thiên nột, này mẹ nó còn như thế nào hỗn? Hâm mộ ghen tị hận, hận không thể đem Dương Nghị Vân trong tay Huyền Hoàng Âm Dương tán cấp đoạt lại đây. Mọi người lúc này đều biết Dương Nghị Vân trong tay thánh khí tại đây chờ hoàn cảnh hạ có thật lớn ưu thế, thậm chí khả năng ở tiếp theo mỗi một quan đều có thể phát huy ra rất lớn uy lực ưu thế tới. Nếu không phải mỗi điều nói đều không thể liên hệ, đại gia lẫn nhau chi gian không thể qua đi, có thể quá khứ lời nói, giờ phút này tuyệt đối sẽ cướp đoạt Dương Nghị Vân trong tay Huyền Hoàng Âm Dương Dù. Thực mau ở mọi người ghen ghét ánh mắt hạ, Dương Nghị Vân mang theo Mai Tỷ đám người liền vượt qua những người này. Từng có 10 phút tả hữu Dương Nghị Vân đã đem mặt khác người ném ở phía sau, nhưng như cũ không có nhìn thấy Cửu Lê Tia, A cùng Cơ Vô Mệnh thân ảnh, lúc này thời gian sở thừa không nhiều lắm, hắn không khỏi trong lòng có chút sốt ruột. Mau xem phía trước tựa hồ là tinh la bàn. Bên kia có người. Mai Tỷ cùng Đoạn Thân mới vừa trước sau nói chuyện. Dương Nghị Vân phương ngôn nhìn lại, quả nhiên ánh mắt có thể đạt được ước chừng có 500-600 mét địa phương, xuất hiện đệ tứ tinh la bàn, mà ở cách đó không xa. Cửu Lê Tia, A cùng Cơ Vô Mệnh thân ảnh trước sau xuất hiện, hai người trước sau kém mấy chục mét bộ dáng, khoảng cách đệ tứ tinh la bàn đều có 100 mét tả hữu. Nhìn dáng vẻ thực mau liền phải đến đệ tứ tinh la bàn. Lúc này Mai Tỷ mở miệng nói, Vân Tử ngươi đừng động chúng ta, mau đi phía trước, cầm trong tay Huyền Hoàng Âm Dương Dù, ngươi như cũ có cơ hội tranh đoạt đệ nhất, chúng ta mấy cái đã tới rồi nơi này, siêu việt đa số người, có thể chính mình qua đi. Dương Nghị Vân nghe Mai Tỷ nói chuyện, lại cũng có tâm động, nhưng so sánh với đệ nhất thứ tự, hắn càng để ý Mai Tỷ đám người an toàn. Nơi này rét lạnh trình độ cho dù là hợp đạo cấp bậc thần linh cũng đều quá sức ngăn cản. Vạn nhất Mai Tỷ mấy cái bị thương, với hắn mà nói thì mất nhiều hơn được. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng Mai Tỷ nói không sai, nếu là lúc này hắn đem Mai Tỷ đám người buông, toàn lực tiến lên cùng Cửu Lê Cha, Cơ Vô Mệnh đi tranh đoạt đệ nhất, trong tay có Huyền Hoàng Âm Dương Dù, hắn nhiều đệ nhất thứ tự cơ hội rất lớn. Nhưng nếu là tiếp tục mang theo Mai Tỷ đám người, đệ nhất thứ tự là vô vọng. Cửu Lê Tia, A cùng Cơ Vô Mệnh đều là hợp đạo hai tầng tu vi, hơn nữa hai người trong tay các có một kiện thánh khí, đệ nhất cùng đệ nhị thứ tự tất nhiên ở bọn họ hai người chung ra đời, mà hắn mang theo Mai Tỷ đám người, nhiều nhất chính là đệ tam thứ tự. Nhìn đầy trời đại tuyết bay tán loạn, cảm nhận được đến xương băng hàn, Dương Nghị Vân lắc đầu nói, thôi, không tranh, so sánh với đệ nhất thứ tự, ta càng để ý các ngươi. Liền tính là không đi tranh đoạt, lần này ta còn là đệ tam, vậy là đủ rồi. Mai Tỷ lại là sốt ruột nói, không được, liền kém 500-600 mét khoảng cách, chúng ta mấy cái không dựa Huyền Hoàng Âm Dương Dù, cũng nhất định có thể chống được đệ tứ tinh la bàn đi lên, mà ngươi rõ ràng có cơ hội đoạt được đệ nhất, đến lúc đó nhiều một chương hư không thay đổi phù, đối với chúng ta tới nói chẳng khác nào thêm một cái cơ hội, thời khắc mấu chốt bảo mệnh cơ hội, có thể tranh cần thiết tranh. Đúng vậy thần chủ. Mai thần mẫu lời nói kịp thời, liền dư lại 500-600 mét khoảng cách mà thôi, chúng ta nhất định không thành vấn đề, đều ở ngươi che chở hạ đi qua chín thành lộ, chúng ta pháp lực tiêu hao đều không có tiêu hao rất nhiều ít, tất cả đều là ngươi một người ở chống. Tại như vậy đi xuống, thần chủ ngài pháp lực cũng muốn hao hết, cuối cùng vẫn là chúng ta muốn đối mặt đầy trời băng tuyết, nếu là như thế, không bằng hiện tại liền phóng chúng ta đi ra ngoài, ngài đi tranh đoạt đệ nhất thứ tự, chúng ta không thành vấn đề. Đoạn Thân mới vừa cũng mở miệng nói chuyện. Không tồi, thần chủ yên tâm chúng ta đó là, nếu là điểm này khó khăn đều khắc phục không được, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục đi xuống đi, thỉnh thần chủ buông ra đối chúng ta bảo hộ, tranh đoạt đệ nhất đi. Đúng vậy, có thể đoạt được đệ nhất tuyệt đối không thể từ bỏ, Cửu Lê Tia, A cùng Cơ gia cường giả đều là địch nhân, nếu là làm cho bọn họ đoạt được trực tiếp chung nhiều một chương hư không thay đổi phù chú, đối chúng ta tới nói chính là uy hát yêu ta. Hơn nữa ta vẫn luôn đều không có nhìn đến thiên thánh điện đại pháp tôn tồn tại, người kia rất nguy hiểm, trừ bỏ tiến vào hư không thiên đế bàn này đó cường giả,
chưa chừng bên ngoài còn giống như Thiên Thánh Điện Đại Pháp Tôn kia chờ cường giả tồn tại, một khi chúng ta đi ra ngoài. Đều là kình địch. Nơi này thoạt nhìn chính là một tòa bảo khố, chỉ cần có thể vọt tới phía trước, một quan qua đi, là có thể đạt được thực lực tăng lên, cho nên thuộc hạ cảm thấy thần chủ hẳn là đi tranh. Vân đại ca ta cũng duy trì ngươi. Trước sau Mai tỷ, Đoạn Thân mới vừa, Âm Dương Kim Cương vợ chồng cùng Hùng Hoan đều phát biểu ý kiến, mọi người đều biết Dương Nghị Vân là vì bảo hộ bọn họ mà không đi tranh đoạt đệ nhất. Đúng là bởi vì rõ ràng, trong lòng mới cảm động, và lại bọn họ cũng không phải không có thực lực, tự tin đều có thể đi xong này cuối cùng vài trăm thước khoảng cách đến đệ tứ tinh la bàn. Dương Nghị Vân nghe đại gia lời nói, lại là trầm tư một chút nói, hảo, ta đây liền đi tranh một tranh đệ nhất thứ tự, các ngươi đều từng người cẩn thận, an toàn đệ nhất, ta ở phía trước chờ các ngươi. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng, liền cuối cùng 500-600 mét băng tuyết lộ, đối với Mai tỷ mà mấy cái tới nói, cũng sẽ không muốn mệnh, chính là trả giá một ít đại giới, nghĩ đến là không thành vấn đề. Nếu mọi người đều như vậy duy trì hắn, vậy đi tranh một tranh đệ nhất. Hắn có cái này tự tin. Đích xác hắn pháp lực tiêu hao không nhiều lắm, có lẽ tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, như cũ vẫn là muốn dựa chính bọn họ tới chống đỡ được băng tuyết chi lực đánh sâu vào. Nếu như thế, vậy đi đoạt được đệ nhất, trong tay nhiều một chương hư không thay đổi phù, càng là có thể được đến song phân thánh quả, này bút mua bán vẫn là thực có lời. Đại gia ý kiến đạt thành nhất trí sau, Dương Nghị Vân đem huyền hoàng âm dương tán thúc dục, rồi sau đó ngay sau đó một bước bước ra mà đi. Mai tỷ đám người đã sớm làm tốt phòng ngự, khá vậy ở trong nháy mắt đối mặt băng tuyết lực lượng nhìn không được thân thể đong đưa, đích xác không có Dương Nghị Vân huyền hoàng âm dương dù bảo hộ, bọn họ trực tiếp đối mặt băng tuyết chi lực áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng cũng may đều có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa kiên trì chính là cuối cùng 500-600 mét, mọi người đều tự tin có thể chống được đệ tứ tinh la bàn đi. Thực mau cũng liền thích ứng xuống dưới, bắt đầu tiếp tục về phía trước đi đến, tốc độ rất chậm, nhưng đều ở động. So sánh với những người khác, mặt khác mấy cái có thể nói là nhẹ nhàng nhất. Mỗi người đều phải lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới đối mặt băng tuyết chi lực trở ngại. Mọi người đều giống nhau, đối mặt bực này lực lượng, nhưng đều có từng người át chủ bài. Đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn, thích ứng lúc sau, tiếp tục về phía trước mà đi. Mà lúc này Dương Nghị Vân, ở đã không có Mai tỷ đám người liên lụy hạ, hắn áp lực đại đại giảm bớt, cầm trong tay huyền hoàng âm dương dù, thúc dục dưới thần quang đại tác phẩm, sau lưng phong vân cánh chim chớp động, nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang xông ra ngoài. 2-3 phút sau, hắn cùng Cơ Vô Mệnh khoảng cách kéo gần. Giờ phút này thời gian, Cơ Vô Mệnh cùng Cửu Lê Tia, A hai người khoảng cách đã kéo gần tới rồi không đủ 10 mét, khoảng cách để tứ tinh la bàn cũng chính là 50 mét mà thôi. Chỉ thấy Cơ Vô Mệnh chân đạp vỡ không thánh ủng, mỗi một bước bước ra đều vô cùng tinh diệu, lại là 3-4 mễ khoảng cách, tại đây chờ tình huống hạ, còn có thể giống như thứ tốc độ, thật là không kém. Đáng tiếc hắn muốn đối mặt đầy trời băng tuyết chi lực, cũng không thể tùy tâm sở dục lao tới tốc độ. Mà ở phía trước nhất Cửu Lê Tia, A lại là vũ động trong tay thần sát chấn ma kiếm, đem băng tuyết chi lực ngăn cản ở ngoài thân, hắn đi tới tốc độ so với Cơ Vô Mệnh còn muốn mau thượng một đường. Nhưng là thoạt nhìn mà Cửu Lê Tia, A tiêu hao rất lớn, mỗi lần vũ động thần sát chấn ma kiếm sẽ có một tia tạm dừng, đây cũng là bị Cơ Vô Mệnh kéo gần khoảng cách nguyên nhân. Hai người hiển nhiên ở đánh giá, đều ở tranh đoạt một. Dương Nghị Vân nhìn đến lúc sau khóe miệng nứt ra rồi. Có anh em ở, đệ nhất các ngươi vô duyên, lần này đệ nhất anh em ta như cũ muốn định rồi. Trong lòng mang theo cười, Dương Nghị Vân bỗng nhiên lần thứ hai ra tốc. Nháy mắt liền cùng Cơ Vô Mệnh tề danh. Giờ phút này Cơ Vô Mệnh thấy được Dương Nghị Vân đuổi theo, trong lòng quả thực buồn bực hỏng rồi, như thế nào đều có Dương Nghị Vân cái này ôn thần. Nhưng thấy được Dương Nghị Vân trong tay huyền hoàng âm dương dù sau, Cơ Vô Mệnh trong lòng nhụt chí, hắn biết bị Dương Nghị Vân siêu việt chú định. Thật sự là hâm mộ tiểu tử này trong tay huyền hoàng âm dương dù, tại đây chờ hoàn cảnh hạ, lại là đại vũ khí sắc bén. Trơ mắt nhìn Dương Nghị Vân một chút vượt qua hắn, thẳng truy Cửu Lê Tia, A mà đi. Không nói Cơ Vô Mệnh buồn bực, Cửu Lê Tia, A phát hiện phía sau Dương Nghị Vân sau, thiếu chút nữa không hộc máu, nhịn không được phá vỡ mắng to nói, Dương Nghị Vân tiểu nhi, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vốn dĩ đệ nhất thứ tự mắt thấy chính là hắn, còn dư lại 30 mét mà thôi, ai biết Dương Nghị Vân tên tiểu tử thúi này vọt đi lên, Cửu Lê Tia, A như thế nào không khí. Cửu Lê Tia, A vì lần này đệ nhất,
chính là dùng ra cả người thủ đoạn, mắt thấy liền phải đến trung điểm, không nghĩ tới cái này mấu chốt thượng Dương Nghị Vân tiểu tử này cư nhiên đuổi theo. Từ lúc bắt đầu cửu Lê Tia, A liền nghẹn một cổ khí, chính là tốt cái đệ nhất thứ tự tới, trong tay được đến một kiện thánh khí chi kiếm, tự thân lại là mọi người chung số lượng không nhiều lắm hợp đạo hai tầng tu vi, nếu là còn bắt không được một cái đệ nhất, mặt già hướng nơi nào phóng. Cùng Cơ Vô Mệnh phía sau tiếp trước thời điểm, hắn vẫn là có tin tưởng, nhưng là Dương Nghị Vân đuổi theo sau, cửu Lê Tia, A trong lòng chỉ còn lại có hộc máu, bởi vì hắn thấy được Dương Nghị Vân trong tay dù thần quang lấp lánh chung, đem băng tuyết đều ngăn cản bên ngoài, mà đang ở trong đó Dương Nghị Vân lại là nhìn không hề có đã chịu ảnh hưởng. Tiểu tử này đi bước một mà đi, quả thực là sân vắng xoải bước, như dạo hậu hoa viên. Muốn nhiều làm giận liền có bao nhiêu làm giận. Không được, nhất định phải bắt lấy cái này đệ nhất, còn có 20 mét tả hữu chính là đệ tứ tinh la bàn, lần này cái này đệ nhất nhất định là của ta. Cửu Lê Tia, A trong lòng nhắc mãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thần sát chấn ma kiếm càng thêm nhanh, hắn bản thân pháp lực tiêu hao cực đại, giờ phút này cơ hồ sắp hao hết. Nhưng không cam lòng a. Liền 20 mét khoảng cách, hắn là có thể đoạt được đệ nhất. Như thế nào cam tâm, lại một lần bị Dương Nghị Vân cướp lấy đệ nhất thứ tự. Nổi giận gầm lên một tiếng, cửu Lê Tia, A lại là bất cứ giá nào, trực tiếp thiêu đốt căn nguyên lực lượng, tức khắc tốc độ nhanh hơn. Dương Nghị Vân vượt qua Cơ Vô Mệnh sau thấy được cửu Lê Cha. Đuổi theo cửu Lê Tia, A thời điểm, đều không đến 10 mét mà thôi. Lúc này phát hiện cửu Lê Tia, A vô cùng oán niệm ánh mắt quay đầu lại nhìn hắn giống nhau, nếu ánh mắt có thể giết người nói, hắn khả năng sẽ bị cửu Lê Tia, A cái này lão bất tử sát một vạn biến. Nhưng đáng tiếc, cửu Lê Tia, A ánh mắt còn giết không được hắn. Hắn cấp cửu Lê Tia, A trở về một cái mỉm cười, nhìn ra được tới, lão gia hỏa tức điên, càng là như thế Dương Mẫu Nhân trong lòng càng sảng. Khoảng cách một chút ở kéo gần, Dương Nghị Vân có tin tưởng tam tức trong vòng tất vượt qua cửu Lê Cha. Đường khoảng cách không đến 5 mét thời điểm, lại là nghe được cửu Lê Tia, A giống giận một tiếng, toàn thân thần quang lập lòe dựng lên, trong nháy mắt xông ra ngoài, nguyên bản cự kém 5 mét mà thôi, tại đây một chút kéo ra tới rồi 10 mét ở ngoài. Như vậy Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp một chút. Không tốt, lão bất tử liều mạng, cư nhiên học bổ túc thiêu đốt căn nguyên chi lực. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm, cũng sốt ruột lên, lúc này cửu Lê Tia, A khoảng cách đệ tứ tinh la bàn đã không đến 15 mễ. Thắng lợi đang nhìn, Dương Nghị Vân tự nhiên cũng không thể nhận thua. Trong tay hắn có huyền hoàng âm dương dù, nếu là thật sự bị cửu Lê Tia, A cấp đoạt được đệ nhất, kia hắn liền cô phụ Mai tỷ bọn họ. Cắn răng một cái Dương Nghị Vân trực tiếp thúc giục huyền hoàng âm dương dù, giờ phút này sở thừa không nhiều lắm pháp lực, Dương Nghị Vân không tiếc đại giới. Trong lòng đại động thậm chí đem 10 đại đạo thụ lực lượng đều điều động lên. Cái này đệ nhất ta muốn định rồi. Càng không cho ngươi cái lão bất tử. Vèo. Dương Nghị Vân cũng ở bất cứ giá nào sau, nháy mắt đuổi theo đi. Tam tức thời gian liền cùng cửu Lê Tia, A song song. Nhưng lúc này hai người khoảng cách từng người nơi đệ tứ tinh la bàn đều không đủ 5 mét. Dương Nghị Vân cũng là liều mạng, đem mọi người lực lượng đều điều hành tới rồi phong vân cánh chim thượng. Cơ hồ nháy mắt hắn sở hữu lực lượng đều tại đây một khắc bị rút cạn, háo một cái sạch sẽ. Chớp mắt công phu, hắn một chân bước lên đệ tứ tinh la bàn. Lại vẫn là dư quang nhìn cửu Lê Cha, lúc này cửu Lê Tia, A đôi mắt chừng lão đại, cũng bước ra một chân, nhưng tại đây một khắc, Dương Nghị Vân lại là nở nụ cười, hắn cùng cửu Lê Tia, A cơ hồ đồng thời bước lên đệ tứ tinh la bàn, bất quá hắn nhìn đến chính mình muốn so cửu Lê Tia. A nhiều chỗ một chân, cũng chính là hắn mũi chân trước hết đạp ở tinh la bàn thượng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chung quy vẫn là hắn thắng. Ha ha ha! Dương Nghị Vân một chút nằm ở đệ tứ tinh la bàn thượng, toàn thân lực lượng hao hết, nhưng lại là thắng. Lúc này hắn cất tiếng cười to. Mà cửu Lê Tia, A còn lại là sắc mặt xanh mét, nhìn qua, tuy rằng cũng thành công bước lên tinh la bàn, nhưng lại bại bởi Dương Nghị Vân. Phốc! Một mồm to máu nhổ ra, cửu Lê Tia, A một đầu ngã quỵ ở tinh la bàn thượng. Liền kém một chân thời gian mà thôi, lại là bị Dương Nghị Vân thắng, đổi ai đều không cam lòng, cửu Lê Tia, A một ngụm lão huyết nhổ ra, thẳng tắp ngã vào tinh la bàn thượng, trong đầu lại là chỉ có một câu, lão phu cùng ngươi thể không lưỡng lập. Đệ nhất A lại bị Dương Nghị Vân bắt lấy. Dương Nghị Vân cười khoanh chân mà ngồi bắt đầu vận công khôi phục pháp lực, hắn nhìn cửu Lê Tia.
A Hộc máu ngã xuống, trong lòng sảng thấu. Thời gian sở thừa không nhiều lắm. Ngay sau đó, lại là Cơ Vô Mệnh đến nơi Tinh La Bàn Thượng, đạt được đệ tam thứ tự. Đương Cơ Vô Mệnh nhìn đến Hộc máu ngã xuống đất Cửu Lê Ti A sau, trong lòng mạc danh thoải mái, trong mắt hắn Dương Nghị Vân cùng Cửu Lê Ti A cơ hồ là đồng thời bước lên Tinh La Bàn, nhưng hắn ở phía sau không có thấy rõ, đến tột cùng là ai đệ nhất, hiện tại nhìn đến Cửu Lê Ti A bộ dáng, liền biết Cửu Lê Ti A bại bởi Dương Nghị Vân. Hắn tuy rằng trong lòng cũng không cam lòng, nhưng lại ít nhất không hộc máu, nghĩ đến đây sau, Cơ Vô Mệnh thoải mái, dù sao hắn lại một lần đoạt được đệ tam thứ tự, đồng dạng là song phân thánh quả khen thưởng, cùng Cửu Lê Ti A cái này đệ nhị khen thưởng giống nhau, Cửu Lê Ti A hộc máu, hắn không có. Đồng thời cũng ghen ghét Dương Nghị Vân, kia tiểu tử không chỉ có thể được đến song phân thánh quả khen thưởng, càng là có thể đạt được một chương thêm vào khen thưởng hư không thay đổi phù. Nhưng cũng chỉ có thể là ghen ghét một chút mà thôi. Cơ Vô Mệnh phun ra một ngụm chọc khí, cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Không bao lâu, lại là Mai Tỷ bước lên Tinh La Bàn. Thoạt nhìn tóc tán loạn, có chút chật vật. Không có việc gì đi, Dương Nghị Vân nhìn đến Mai Tỷ vấn đề. Không quan trọng, chỉ là hao hết pháp lực, khôi phục một phen liền hảo. Nói chuyện Mai Tỷ cũng ngồi ở Dương Nghị Vân bên người. Bọn họ mấy cái có thể căng lại đây sao? Dương Nghị Vân hỏi Mai Tỷ. Yên tâm đi, hẳn là vấn đề không lớn, chính là tốc độ chậm một chút, thực mau liền tới rồi. Mai Tỷ nói. Dương Nghị Vân lúc này mới gật đầu yên tâm, ý bảo Mai Tỷ nhanh lên khôi phục pháp lực. Rồi sau đó hắn thấy được bên kia lại có người bước lên Tinh La Bàn, lại là Quang Minh Chư Thiên Cường Giả. Ngay sau đó đó là một người khác Thần Nông Thị Cường Giả, lúc sau là Si Vưu Tộc Cường Giả, này ba người trước sau đến, ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong. Dù sao cũng là hợp đạo hai tầng cường giả. Ước chừng qua một phút thời gian, lại là Hùng Hoan cùng Đoạn Thân mới vừa, Âm Dương Kim Cương vợ chồng trước sau đến, bọn họ mấy cái vốn chính là ở hắn Huyền Huyễn Âm Dương dù hạ đi tới khoảng cách 500 mễ thời điểm, mới chính mình mà đến, hiện tại chỉ ở sau Quang Minh Chư Thiên chờ tam đại cường giả lúc sau, đảo cũng ở trong dữ liệu. Bốn người nhìn có chút chật vật chi vị, đảo cũng không có trở ngại. Thời gian còn có không đến 5 phút chính là quy định thời gian. Kế tiếp ở cái này thời gian trong vòng, một đám thế lực khác cường giả trước sau đến. Bất quá Dương Nghị Vân lưu ý đến như cũ lại mất đi ba người. Hoặc là đã chết, hoặc là chính là tiến vào hư không lưu đày. Quả nhiên đã đến giờ lúc sau, khí linh tinh la thanh âm vang lên, đã đến giờ, có ba người không có đến đệ tứ tinh la bàn, lưu đày hư không đi. Dứt lời lúc sau, nơi xa ra truyền đến ba tiếng không cam lòng tiếng kêu, hiển nhiên còn ở tới rồi trên đường. Lại là bị khí linh tinh la cấp lưu đày. Lúc này các người nhà số nhiều thế lực đều ở giảm bớt nhân viên, từ lúc bắt đầu 20-30 hào, hiện tại chỉ còn lại có 18 người. Hiện tại công bố tiền tam danh thứ. Khí linh tinh la thanh âm vang vọng ở thiên địa chung. Ngay sau đó tiếp tục nói, đệ nhất danh Dương Nghị Vân, đệ nhị danh Cửu Lê Cha, đệ tam danh Cơ Vô Mệnh. Mà chờ ba người, đạt được song phân thánh quả khen thưởng. Đệ nhất thứ tự Dương Nghị Vân thêm vào khen thưởng một trưởng hư không thay đổi phù. Ba gã dưới còn lại người chờ, từng người đạt được một viên thánh quả khen thưởng. Ở khí linh tinh la nói lạc hết sức, mỗi người trước người đều thần quang lập lòe, từng người được đến đối ứng khen thưởng. Duy độc Dương Nghị Vân trước người trừ bỏ hai viên như là quả đào giống nhau đỏ đậm thánh quả ở ngoài, còn huyền phù một khối tay lớn bằng bàn tay hình thoi màu xanh lá phù bài. Tất cả mọi người biết đó là hư không thay đổi phù. Hâm mộ ghen tị hận xuất hiện ở rất nhiều người hai tròng mắt chung. Dương Nghị Vân cười hắc hắc, vung tay lên thu hồi khen thưởng, cố ý nhìn quét liếc mắt một cái Cửu Lê Ti A phương hướng, lúc này lão gia hỏa đã bỏ lên, trong tay cầm hai viên thánh quả, cảm nhận được hắn ánh mắt quét tới, lại là toát ra sát ý. Dương mỗ nhân trực tiếp cho hắn một cái xem thường. Ngươi cắn ta A, Cửu Lê Ti A nội tâm lừa gạt, nhưng lấy Dương Nghị Vân không có biện pháp. Lúc này. Khí linh tinh la thanh âm lần thứ hai vang lên nói, tiếp theo quan thứ năm tinh la bàn, không có thời gian hạn chế, nhưng là. Từ này một quan bắt đầu lại là có hảo ngoạn chờ các ngươi Nga. Lời nói ở đây thời điểm, khí linh tinh la mang theo 10 phần nghiền ngẫm chi ý, cái này làm cho sở hữu trong lòng đều lột bột một chút, cảm giác không ổn a. Từ lúc bắt đầu khí linh tinh la liền cho người ta cảm giác như là một loại trò chơi giống nhau, nhân gia cũng nói qua bọn họ tất cả mọi người là quân cờ. Mỗi đi một bước đều là trò chơi.
hiện tại là một loại bị người trở thành món đồ chơi giống nhau thao tác cảm giác, phi thường khó chịu. Bao gồm Dương Nghị Vân ở bên trong, cho dù là hắn biết Tinh La chính là cái khí linh, nhưng lại là như cũ thực khó chịu, cảm giác mọi người sinh tử đều bị khí linh nắm giữ giống nhau, nói cái gì liền phải là cái gì, làm cái gì. Nhưng cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ không có cách đâu. Chỉ có thể khí linh nói cái gì là làm cái đó. Vân tử ngươi cảm thấy là có ý tứ gì? Mai tỷ nhỏ giọng hỏi, không hạn thời gian, trước vài lần nhưng đều là chỉ một lát thần thời gian mà thôi, hiện tại xác thật không hạn thời gian, rốt cuộc muốn làm gì? Dương Nghị Vân lắc đầu cười khổ nói, đoán không được a, nhưng là nghĩ đến lần này bắt đầu sẽ có đại biến động, cũng không biết khí linh có thể hay không chỉ ra tới.